Viên lão nghe đến, vội vàng xuất ra một cái cuốn vở lật nhìn một chút, mới vội vàng nói, há, Trác quản gia, hắn gọi Thiết Ưng, 3 năm trước đây bởi vì nhìn lén đồng môn sư tỷ tắm rửa, bị xuyên tỷ bà cốt, khóa tại Hàn Đàm 3 năm, hiện tại mới phóng xuất, xung quân đến nơi này. Ngài anh hùng sự tích, hắn còn cái gì cũng không biết đâu. Nhìn lén sư tỷ tắm rửa, không phải cái đại sự gì à, hơn nữa nhìn hắn ánh mắt, cũng không dâm uế, không giống như là làm ra như thế chuyện xấu xa người à. Bất giác thật sâu nhìn cái kia Thiết Ưng liếc một chút, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng. Không khỏi cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái, Viên lão cũng là thở dài, lắc đầu, ai, cái này bên trong chi tiết, lão già ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là, bị nhìn lén người sư tỷ kia, là thất trưởng lão cháu gái. Cháu gái, mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm không khỏi nhìn về phía Thiết Ưng, suy cười ra tiếng, tiểu tử, bị thiết kế đi. Mí mắt hơi hơi run run, Thiết Ưng trên mặt lóe qua một đạo nồng đậm hận ý, lạnh lùng nói, người rất không tệ, nhìn đến không phải vô tri thế hệ, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra ta là bị tính kế. Hắc hắc hắc, đó là đương nhiên, thường nói, dân không cùng giàu đấu, giàu không cùng quan viên tranh giành. Ngươi không có việc gì đi nhìn lén trưởng lão cháu gái tắm rửa, nếu là não tử không có vấn đề lời nói, cái này không phải là tìm chết sao? Trừ bị người thiết kế bên ngoài, ta tìm không thấy hắn lý do. Ha ha ha, tốt một cái giàu không cùng quan viên tranh giành, như thế rõ ràng đạo lý, liền tạp dịch phòng người đều hiểu, thế nhưng là lúc trước những trưởng lão kia cung phụng vì sao thì không nguyện ý nghe ta giải thích, tra ra chân tướng đâu. Bất giác bật cười một tiếng. Thiết Ưng ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng bỗng dưng tràn đầy bi thương. Trác Phàm nghe đến, bất đắc dĩ trợn mắt một cái, trách mắng, ngươi ngốc à, đã người ta muốn mưu hại ngươi, tự nhiên thông đồng tốt, ai sẽ nghe ngươi giải thích. Ngươi cho rằng ngươi là ai, người ta muốn bán cũng là bán lớn lên người quá quen, ngươi nói cái gì đều vô dụng. Mí mắt hơi hơi động động, Thiết Ưng trầm ngâm thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Thực những thứ này hắn đều hiểu. Chỉ là tâm lý tức không nhịn nổi, muốn đòi cái công đạo, bất quá cái kia nhất định là si tâm vọng muốn. Thế nhưng là rất nhanh, hắn lại tròng mắt ngưng tụ, hơi vung tay chỉ hướng Trác Phàm, bình tĩnh lên tiếng, tiểu tử, ngươi vừa mới nói một đống, một trận yêu ngôn hoặc chúng, bất quá chỉ là muốn đem khống tạp dịch phòng, đem những cái kia lẻ tẻ tư nguyên, tất cả đều nắm tại trên tay thôi. Tạp dịch phòng mỗi nhâm lão đại đều là làm như vậy, không có cái gì hiếm lạ, chỉ bất quá ngươi lôi kéo một số thôi. Nhưng mục đích vẫn là giống nhau. Cái này, vốn không gì đáng trách, thế nhưng là, người một cái thiên huyền bát trọng tu giả, lại dựa vào cái gì tại tạp dịch phòng xưng vương xưng bá. Thiết Ưng nói năng có khí phách, thế nhưng là còn lại đệ tử nghe đến, lại đều dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía hắn, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Ai, cái này mới tới cũng là mới tới a, người ta mặc dù chỉ là thiên huyền bát trọng, nhưng thần chiếu cảnh cao thủ đều muốn đối với hắn kính sợ có phép, hắn không khi này tạp dịch phòng lão đại, ai còn xứng làm, chẳng lẽ ngươi sao? Trác Phàm cũng là chố mắt nhìn, bất giác nhẹ bật cười, thân thủ chỉ bên cạnh mình hai cái đồ đệ nói, tiểu tử, ngươi thấy rõ ràng, lão tử đồ đệ đều là thần chiếu cảnh, lão tử còn trưởng quản không cái này tạp dịch phòng sao? Hừ, thần chiếu cảnh bái thiên huyền cảnh tu giả vi sư, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Lão tử trước kia còn chưa bao giờ thấy qua đây. Ánh mắt khẽ híp một cái, Thiết Ưng trong mắt lóe lên một đạo trần trụi hận ý, nghĩ đến ngươi là cái gì cái cung phụng trưởng lão dưới trướng con ông cháu cha a, phạm đại sự bị phạt đến nơi đây, liền bảo tiêu đều phái tới. Loại sự tình này, ta gặp nhiều. Hừ, cáo mượn oai hổ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thiết Ưng cười lạnh liên tục, một mặt khinh bỉ mắng to lên tiếng, thao thao bất tuyệt. Trác Phàm ở nơi đó yên tĩnh nghe lấy, cũng không phát giận, chỉ là khinh thường lắc đầu. Cái này nha, nhất định là bị con ông cháu cha chỉnh sợ, tâm lý có bóng mờ, xem ai đều là con ông cháu cha, hận ý còn như thế sâu. Thế nhưng là, còn không đợi hắn mắng xong, hét lớn một tiếng cũng đã đột nhiên mà vang vọng tại chỉnh cái trong sơn động, làm cho tất cả mọi người đều không cảm thấy trong lòng cả kinh. Năm đó đường đường ngoại môn đệ nhất cao thủ, Thiết Ưng. Lúc nào biến thành một cái bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly, sẽ chỉ múa mép khua môi bắt phụ. Thân thể thình lình chấn động, Thiết Ưng cứng ngắc thân thể, chậm rãi quay đầu, lại là bỗng dưng nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc, song đồng cũng không nhìn được bỗng nhiên co lại co lại. Quỷ hồ, Thiết Ưng, Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi ba người,
cùng nhau lên tiếng. Chỉ bất quá Thiết Ưng trên mặt tràn đầy vẻ kinh dị, Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương hai người, ánh mắt lại là có chút phức tạp. Tựa hồ làm sao cũng nghĩ không thông, vị này đường đường bên trong môn đệ nhất cao thủ làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại tạp dịch phòng. Trác Phàm quay đầu xem bọn hắn liếc một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, thế nào, các ngươi đều biết hắn. Tiếp lấy hắn cũng thật sâu đánh đo một cái quỷ hổ, trong mắt đồng dạng lóe qua một mảnh kinh dị, thần chiếu thất trọng, dạng này thực lực cũng xung quân đến tạp dịch phòng, hắn đến tột cùng phạm chuyện gì, sư phụ hắn cũng bỏ được. Ách, sư phụ, ngài không nhớ rõ, 3 tháng trước ngài đã từng tại đài diễn võ phía trên một chiêu đem hắn bức lui. Hắn là đại trưởng lão đệ tử đắc ý, bên trong môn đệ nhất cao thủ quỷ hổ A. Nguyệt Nhi nhìn về phía Trác Phàm, mở miệng nhắc nhở. Khuê Cương cũng là vội vã gật đầu, phụ thân hắn cùng Nguyệt Nhi tỷ tỷ Nguyệt Linh đều là nội môn cao thủ, tự nhiên tương đối rõ ràng quỷ này hổ tình huống. Chân mày hơi nhíu lại, Trác Phàm tỉ mỉ suy nghĩ, chậm rãi gật gật đầu, há, nguyên lai là hắn A. Bất quá khi đó hắn sát khí rất nặng, hiện tại ngược lại là thu liễm rất nhiều, chắc hẳn gần nhất về mặt tâm cảnh phía dưới không ít thời gian. Sư phụ, quỷ hổ dạng này cao thủ, ngài đều có thể quên A. Bất giác bất đắc dĩ thở dài, Khuê Cương nhìn lấy Trác Phàm, thăm thẳm lên tiếng. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ta thì cho tới bây giờ không có nhớ kỹ qua hắn, lúc đó ta cũng liền tùy tiện đem hắn đánh ra mà thôi, chẳng lẽ ngươi đi qua một con kiến ổ, sẽ chú ý đến dưới chân đi qua con kiến sao? Ây, sư phụ ngươi châu, bất giác le lưỡi, Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi liếc nhau, đều là bật cười lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ là tuyệt cường đối thủ quỷ hổ, đặt ở Trác Phàm trong mắt, bất quá một giới con kiến hôi mà thôi. Thậm chí, Trác Phàm đều không để hắn vào trong mắt. Cái này, cũng là chênh lệch a. Mà quỷ hổ nhìn đến Trác Phàm lúc trước một mảnh giật mình lo lắng bộ dáng, trong lòng đã rõ ràng hết thảy, bất giác ai thán lắc lắc đầu, trong lòng một mảnh thất lạc. Ai, người này, lúc trước quả nhiên không có đem chính mình nhìn ở trong mắt. Ở trước mặt hắn, chính mình vẫn là quá yếu ớt. Thế nhưng là Trác Phàm không có đem hắn để ở trong mắt, Thiết Ưng nhìn thấy hắn lúc, dĩ nhiên đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không thể tin nói quỷ. Quỷ hổ, người làm sao cũng sẽ rơi đến nước này. Đúng vậy a, đều là muốn nhập tinh anh mầm móng đệ tử, tại sao lại chạy chỗ này đến? Trác Phàm cũng là hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía một bên Viên Lão. Viên Lão vội vàng liếc nhìn cái kia sách nhỏ, rất nhanh liền không sai đáp, Trác quản gia, quỷ này hổ cũng là gần 2 ngày vừa tới tạp dịch phòng, nghe nói là ăn cắp đan dược, bị đại trưởng lão xung quân đến tận đây. Cướp đan, hắn một cái có tư cách nhập chủ trong tinh anh môn đệ nhất cao thủ, muốn đan dược gì không thành, còn cần đến cướp. Mi đầu bất giác nhếch lên, Trác Phàm thật sâu nhìn xem mới quỷ hổ liếc một chút, trầm ngâm một chút, cao giọng nói, ngươi là tới tìm ta đi. Trong lòng bất giác run lên. Quỷ hổ không khỏi nói thầm một tiếng lợi hại, trầm ngâm một chút, thật sâu nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, hơi hơi gật gật đầu. Thấy tình cảnh này, cái kia Thiết Ưng bất giác có chút mộng, suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, thì ra là thế, ngươi là tới tìm hắn báo thù đi. Thế nhưng là, đến tột cùng là bực nào thâm cừu đại hận, để ngươi cam nguyện đọa lạc đến tạp dịch phòng đến báo thù, liền tiền đồ đều không muốn. Thiết Ưng biết, tạp dịch phòng đệ tử tuy nhiên đê tiện, nhưng làm toàn tông máy nguồn, vẫn là bị tông môn bảo hộ. Cho dù là quỷ hổ dạng này bên trong môn đệ nhất cao thủ, muốn giết một cái tạp dịch đệ tử, cũng không thể quang minh chính đại truy sát, tất yếu hạ thấp đến đây mới được. Thế nhưng là cái này đại giới, lại là quá lớn. Cho nên hắn mới hơi nghi hoặc một chút, đến tột cùng cái gì thù cái gì oán niệm a. Đi đi đi, ngươi nhìn ta có ngu như vậy bức a. Bất giác phất phất tay, quỷ hổ oán hận lên tiếng. Nhưng là rất nhanh hai mắt lại chăm chú nhìn chăm chú về phía Trác Phàm chỗ đó, trong mắt đều là vẻ phức tạp, trong lòng thì là quanh quẩn sư phụ trước khi đi lời nói. Cái gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Vi sư tại tâm cảnh trên việc tu luyện, không có gì tâm đắc, Khô Vinh Ngũ Lão cũng là cùng đại cung phụng về sau, tâm cảnh mới dần dần nội liễm lên, Khô Vinh lĩnh vực thành vì bọn họ chí cường sát khí. Ngươi nếu muốn có đột phá, đi tiểu tử kia bên người ở lại. Có lẽ sẽ có chỗ tốt còn cái này tạp dịch thân phận, ha ha ha. Đại cung phụng một mực có một câu, vi sư thâm biểu tán đồng, cường giả, bất luận ở đâu đều là cường giả. Người đường là tự mình đi ra, không phải tông môn cho.
Sư tôn dạy bảo, còn tại bên tai, quỷ hổ bất giác hít sâu một hơi, nhìn về phía Trác Phàm, hét lớn lên tiếng, Trác Phàm, ta muốn theo tại bên cạnh ngươi. Vì sao? Luyện tâm, quỷ hổ không che giấu chút nào mà nói. Trong mắt bất giác nhảy một cái, Trác Phàm lại thật sâu liếc hắn một cái, cười gật gật đầu tốt, ngươi tới đi. Chờ một chút, sư phụ. Đúng vào lúc này, Khuê Cương lại là đuổi vội vàng kéo hắn, thận trọng nói, sư phụ hắn là đại trưởng lão, đối với hắn vừa vui thích rất, lần này đột nhiên đem hắn xung quân đến chúng ta tạp dịch phòng, nhất định có kỳ quặc. Huống hồ ngài cùng tông chủ không phải chính mưu đồ bí mật đại sự a, hắn có phải hay không là tới làm gian tế. Khóe miệng không khỏi xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm gõ nhẹ một chút Khuê Cương cái chán, cười nhạo nói, tiểu tử thúi, cũng rất cẩn thận, bất quá lần này hẳn là sẽ không. Dù sao hiện tại chúng ta vừa hành động, nội môn những lão gia hỏa kia còn không sao cả phát giác được, hiện tại thì phái đệ tử đắc ý nhập tạp dịch phòng tìm hiểu, người không cảm thấy giá quá lớn sao. Mà lại ta nhìn hắn ánh mắt, ngược lại là cùng một ít lão bằng hữu rất giống, hắn thật là tới tu luyện, yên tâm đi. Ha ha ha, lão phu cũng cho rằng như vậy, quỷ hổ kia chấp nhất, xúc động, không phải cái làm mật thám tài liệu. Coi như sư phụ hắn thật an bài cho hắn nhiệm vụ này, hắn cũng nhất định có tâm tình mâu thuẫn. Nhưng lão phu gặp ánh mắt của hắn chân thành tha thiết, lại là thật tâm đến rèn luyện. Nhẹ nhàng vuốt vuốt ria mép, viên lão khoan thai lên tiếng, cảm thán nói ai, thật sự là khó được a, có người tuổi trẻ có thể không để ý thế tục ánh mắt, đi ra bản thân đường tới. Đại trưởng lão cũng là nhìn xa hiểu rộng người, biết thứ gì là đối với mình đệ tử chân chính có chỗ tốt, ha ha ha. Thật sâu nhìn hai người liếc một chút, Khuê Cương gặp Trác Phàm cùng viên lão toàn đều bình thường cái nhìn, cũng liền bất đắc dĩ nhún nhún vai, không cần phải nhiều lời nữa. Thế nhưng là Thiết Ưng tại một bên nhìn lấy, lại là hoàn toàn mắt trợn tròn, một phát bắt được quỷ hổ cánh tay, vội vàng nói, chờ một chút, quỷ hổ sư huynh, ngươi vừa mới nói cái gì, muốn cùng ở bên cạnh hắn. Ngươi không có lầm chứ, bằng vào ta biết, ngươi tại nội môn là nổi danh kiệt ngao. Làm sao cũng làm lên leo lên con ông cháu cha sự tình đến. Chẳng lẽ bởi vì nhất triều thất thế, ngươi thì không tiết tháo sao? Ngươi biết cái gì, nói thật cho ngươi biết, trên đài cao đứng đấy người kia, ta một chiêu đều đánh không lại hắn. Tại cái này tạp dịch phòng, hắn nếu không chủ sự, lão tử còn thật không có một cái phục, hừ. Bất giác lạnh hừ một tiếng, quỷ hổ trực tiếp hướng đài cao đi đến. Thiết Ưng nhìn lấy cái kia dần dần đi xa bóng lưng. Lại là triệt để ngây người. Cái này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Lúc nào, thiên huyền tu giả như thế nghiêu bức hống hống. Thế nhưng là còn không đợi hắn kịp phản ứng, Trác Phàm cái kia tràn ngập sức hấp dẫn thanh âm vang lên lần nữa. Các vị, vừa mới Thiết Ưng huynh sách xảy ra vấn đề, ta ở chỗ này cho các vị một cái sáng tỏ trả lời. Những cái kia tài nguyên tu luyện, hoàn toàn không thành vấn đề, tất cả đều bao tại lão tử trên thân. Không tin lời nói. Nhìn xem đồ đệ của ta trên thân trang phục. Nói, Trác Phàm nhất chỉ Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương hai người, bọn họ liền cùng nhau tiến về phía trước một bước, đem trên thân ma bảo toàn bộ lấy ra. Cảm thụ lấy phía trên cái kia cuồn cuộn linh khí nồng nặc tứ tán mà ra, tất cả mọi người bất giác hai mắt biến đến đỏ thẫm, một trận hưng phấn. Tuy nhiên bọn họ sớm đã nghe nói hai người này toàn thân cao thấp đều là bảo bối, nhưng lần này mới thật sự là kiến thức một phen, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Cái kia Thiết Ưng lúc này, cũng đã nhìn mắt trợn tròn. Hắn nãi nãi, hai người đệ tử toàn thân đều là bát phẩm cửu phẩm ma bảo, vậy liền coi là cung phụng trưởng lão, cũng không sánh bằng a. Cái này tạp dịch phòng, lúc nào biến thành núi vàng quạng bạc, như thế giàu. Các vị tạp dịch phòng các huynh đệ, hai đứa bé này, lúc trước thế nhưng là khiêu chiến thành công nội môn cao thủ, nhưng bọn hắn vẫn như cũng nguyện ý trở về, vì cái gì? Bởi vì ta cho bọn hắn. So nội môn tinh anh càng nhiều. Theo lão tử, tuyệt đối có các người thịt ăn. Nếu như các người nguyện ý đi theo ta, thì lớn tiếng hô lên tên của ta, Trác Phàm, Trác quản gia. Trác quản gia, Trác quản gia, Trác quản gia. Trác Phàm tiếp tục trêu chọc, vừa dứt lời, lập tức liền câu lên mọi người hỏa nhiệt dục vọng, từng lần một hô hoán hắn tục danh, dường như hắn cũng là cứu thế chủ một dạng. Phất tay hung hăng một chảo, chúng người thanh âm cũng là im bặt mà dừng. Trác Phàm trên mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc lên, hét lớn lên tiếng, có điều, muốn cùng ta, cũng là có điều kiện, đó chính là ngươi nhất định phải có khỏa cường giả chi tâm, những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết,
lão tử không muốn. Cho nên, ta sẽ tiến hành một trận tạp dịch phòng khảo nghiệm. Thông qua, tiến vào ta tinh anh tạp dịch phòng, ta sách tạo điều kiện cho các ngươi liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện, cử đi các ngươi trở thành tông môn trưởng lão cung phụng, sau này cũng không cần lại tiến hành tu la tràng đại chiến. Không có thông qua, vậy liền xin lỗi, các ngươi vẫn như cũ là phổ thông tạp dịch, tại tu la tràng bên trong chờ chết đi. Kít! Tiếng hò hét âm trong nháy mắt trì trệ, mọi người lẫn nhau đối nhìn một chút, trong lòng bất giác có chút lo sợ. Làm sao, cái này còn phải khảo nghiệm a, ta đều một tuần lễ không có tu luyện qua. Tựa hồ nhìn ra bọn họ tâm tư, Trác Phàm lúc này rèn sắt khi còn nóng, lần nữa quát, muốn trở thành cường giả người, cùng lão tử tới. Nếu như các ngươi liền một bước này cũng không dám bước ra, vậy liền đáng đời làm con kiến hôi a, bởi vì các ngươi không có cường giả chi tâm, không xứng là người. Câu nói này, rõ ràng là cái kế khích tướng, nhưng là không thể không nói, cũng rất có tác dụng. Đang nghe Trác Phàm cái này lại mang làm nhục, lại có hy vọng một phen khích lệ chi ngôn về sau, không ít người trong mắt đều ít có giấy lên lửa nóng hừng hực, đúng là lại sinh lên nhiều năm trước biến mất đấu trí, dưới chân một bước, liền sải bước theo Trác Phàm bóng người mà đi. Thiết Ưng cũng là cảm thụ lấy bên cạnh dòng người từng lớp trải qua, giật mình một lát, lại là đột nhiên tròng mắt ngưng tụ, cũng lập tức theo sau. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này thiên huyền bát trọng tu giả đến tột cùng có bản lãnh gì, để nhiều người như vậy mê tín hắn, liền đường đường bên trong môn đệ nhất cao thủ quỷ hổ, cũng là như thế. Rất nhanh, mọi người liền theo Trác Phàm cước bộ, đi vào phía sau núi viên lăng khối kia đất trống chỗ, tiếp lấy Trác Phàm đột nhiên thủ quyết một đánh, chỉ về phía trước, hét lớn lên tiếng, thiên địa huyền hoàng, tứ phương cửa mở, quát. Ầm ầm, từng tiếng nặng nề trầm đục phát ra, theo nói đạo vô hình ba động nổi lên gợn sóng, bốn đạo hư huyễn cửa lớn chậm rãi xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Mỗi một đạo trên cửa đều khắc lấy khác biệt chữ lớn, phân biệt là thiên, địa, huyền, hoàng. Nhẹ giơ lên cước bộ, Trác Phàm chậm rãi đi qua cái này bốn đạo trước cửa, từng cái chỉ đi lên, cái này bốn đạo môn chính là bốn cái kết giới trận thức, cũng là các ngươi sẽ phải thông qua cửa khẩu. Người lập giữa thiên địa, thiên địa nhân kết hợp tam tài. Năng lượng tuần tự chuyển đổi, sinh sôi không ngừng. Cái này bốn đạo trong môn, cũng có tam đại trận thức, khốn trận, sát trận cùng huyễn trận, lẫn nhau chồng lên, biến hóa khó lường. Chỉ muốn các ngươi có thể xông qua vị này ý một cánh cửa, lúc này thì có thể làm chủ ta tinh anh tạp dịch phòng, thoát ly tu la tràng nỗi khổ. Tùy ý một đạo, chẳng lẽ nói môn này hậu trận thức đều như thế à, cái kia còn dùng bố bốn đạo làm gì? Nghi đầu bất giác nhíu một cái, Thiết Ưng dò xét cái này bốn đạo cửa lớn liếc một chút, nghi hoặc lên tiếng. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm nhạt gật gật đầu, chào hỏi, cái này bốn đạo môn nếu là giống như đúc, ta cũng liền vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trên thực tế, thiên địa huyền hoàng bốn môn độ khó khăn không đồng nhất, nhằm vào đệ tử cũng không giống nhau. Hoàng tự môn đơn giản nhất, bên trong ba cái đại trận đều là bốn cấp trận thức, chủ yếu là khảo sát tạp dịch đệ tử. Tiếp lấy từ hoàng đến trời, độ khó khăn theo thứ tự tăng lên, cũng phân biệt châm đối ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử còn có tinh anh đệ tử, trận pháp đẳng cấp cũng là từng cấp tăng lên, cấp 5, cấp 6, đến chữ thiên môn lúc, đằng sau tam đại trận thức đều là cấp 7 trận thức. T. Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người liếc nhìn nhau, đều là đầy mặt hoảng sợ. Cho dù là vừa mới còn một mặt hoài nghi Thiết Ưng, hiện tại cũng không cảm thấy mi đầu lắc một cái, lộ ra vẻ kinh dị. Cái này tạp dịch trong phòng, lại có thể có người có thể bày ra cấp 7 trận thức, coi là thật. Phải biết, cấp 7 phía dưới không hóa hư. Nói cách khác, đến cấp 7 trận thức, cho dù là hóa hư cảnh cao thủ, phá khởi trận đến cũng có chút phiền phức. Mà đó cũng đều là trưởng lão cung phụng thực lực A, nhưng bây giờ, tiểu tử này thế mà lấy ra khảo nghiệm đệ tử, quả nhiên là khắc nghiệt cực kỳ. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm bất giác cười một tiếng. Tiếp tục nói, tứ đại trận môn, nhằm vào đám người khác biệt, như thế cách làm, mọi người chắc là đều nhìn ra, ta không phải duy thực lực luận người, ta nhìn đến là tiềm lực. Dù sao thực lực loại vật này, ở dưới tay ta ngốc thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ có. Hơi hơi gật gật đầu, Thiết Ưng trong lòng tán đồng, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng nhiều một phần tán phục. Trước mà lại bất luận hắn nói cho cùng có hay không đáng tin cậy. Nhưng hắn làm được lại là so tông môn những trưởng lão kia cung phụng nhóm cao minh được nhiều. Dù sao tạp dịch phòng bản thì không có nhiều tài nguyên tu luyện,
ngươi để bọn hắn cùng những cái kia ngoại môn nội môn đệ tử so, bẩm sinh thì có khoảng cách. Thế nhưng là không có người có thể kết luận, tại cung cấp ngang nhau tài nguyên tu luyện điều kiện tiên quyết, đám này tạp dịch phòng đệ tử, đủ kiểu gặp chắc trở chỗ ma luyện ra ý chí, phải chăng có thể xông phá tư chất trói buộc, dùng gấp trăm lần nỗ lực, siêu việt ngoại môn đệ tử. Mà cái này, chính là tiềm lực. Nhưng là tông môn những cái kia cung phụng trưởng lão, mặc kệ là ngoại môn thi đấu vẫn là nội môn tỉ thí, đều là duy thực lực ưu tiên, không chút nào cân nhắc có chút đệ tử tài nguyên tu luyện căn bản không ngang nhau, thì càng đừng đề cập theo tạp dịch phòng tìm ra loại kia bị chôn không nhân tài. Hoặc là nói, bọn họ không phải không chú ý tới, chỉ là vì vững chắc quyền lực, lười đi làm, thậm chí căn bản không muốn đi làm. Dù sao tạp dịch phòng người đều tham dự vào thi đấu cạnh tranh bên trong, cái này mặc kệ là đối ngoại môn cũng tốt, nội môn cũng được, cho dù là những trưởng lão kia cung phụng, lợi ích cũng là bị hao tổn. Cho nên bọn họ cho tới nay, có thể nói đang tận lực áp chế tạp dịch phòng, đem cái này tầng dưới chót nhất tràng sở, làm vì bọn họ củng cố lợi ích căn cơ. Nhưng là bây giờ, trước mặt nam nhân này, lại là muốn đem tạp dịch phòng vàng toàn bộ móc ra. Cái này không khác nào là hướng về nội môn những lão đầu tử kia khởi xướng khiêu chiến, theo bọn họ trong miệng đoạt dưới lập tức muốn nuốt vào trong bụng khẩu phần lương thực. Ánh mắt khẽ híp một cái, Thiết Ưng thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, trong lòng thầm nghĩ, đây hết thảy nếu là sau lưng không có một đại nhân vật chèo chống, chỉ bằng hắn một người đệ tử, coi như thực lực mạnh hơn, cũng chịu không được nội môn áp lực. Xem ra, là có người muốn cải biến tông môn bố cục. Mà người này, chính là đại nhân vật kia dưới trướng tiên phong, lấy tạp dịch phòng làm cứ điểm, quấy cả cái tông môn mưa gió. Tốt! Hét lớn một tiếng, Thiết Ưng hò hét mà ra, trong mắt đều là hưng phấn ánh sáng. Không khỏi sững sờ, mọi người ào ào quay đầu nhìn qua, đều là không rõ ràng cho lắm nhìn về phía hắn. Tiểu tử này, làm sao? Trác Phàm cũng là có chút buồn bực. Gia hỏa này lại ra cái gì yêu thiêu thân. Thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, Thiết Ưng lại là trong mắt ngưng tụ, sải bước hướng Trác Phàm đi đến, yên lặng nhìn về phía hắn, trong mắt tất cả đều là hỏa nhiệt chi tình, ta biết ngươi muốn làm gì, ta theo ngươi làm một trận. Cái này Ma Sách Tông, cũng nên là thay đổi một chút thời điểm. Vậy ngươi phải trước hướng ta chứng minh, ngươi có tư cách này. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm trong lòng không sai. Xem ra đây là người thông minh, năm đó bị mưu hại hận ý, cùng lão tử bây giờ chuẩn bị đánh ngã những lão gia hỏa kia tâm tư ngược lại không mưu mà hợp. Bình tĩnh gật đầu, Thiết Ưng trong mắt một mảnh kiên quyết chi sắc, đưa tay nhất chỉ, liền chỉ hướng cái kia phòng chữ địa môn, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, ta từ nơi này đi ra, ngươi đến kéo lên ta làm một trận. Tốt, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, trận này bên trong có sát trận, thật là biết chết người. Người bị khóa hàn đàm 3 năm, thực lực không có gì tiến bộ. Lý do an toàn, người làm tuyển chữ huyền môn, mà không phải địa tử môn. Sắc mặt một mảnh lạnh nhạt, Trác Phàm trịnh trọng mở miệng nhắc nhở. Mọi người nghe đến, bất giác lại tất cả đều trong lòng một trận lo sợ lên, làm sao, nếu là sông không ra đến, còn thật sẽ chết người a. Trong lúc nhất thời, mọi người lại có chút lùi bước. Thế nhưng là, Thiết Ưng lại không chút phật lòng, hơi vung tay. Cười to lên, ha ha ha. Sinh làm nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng, như là không thể oanh oanh liệt liệt đến làm một cuộc, còn sống còn không bằng chết. Nói, cái kia Thiết Ưng liền một cái dậm chân, trong nháy mắt xông vào cái kia địa tự trong môn, chớp mắt biến mất bóng người. Mà cái kia cửa chính bên trong, cũng đột nhiên vang lên ầm ầm tiếng vang, khủng bố tê minh thanh tại tất cả mọi người trong tai truyền vang, để không ít người lúc này giật mình liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Đang suy nghĩ là có hay không muốn xông trận. Tiểu tử này, có cỗ tử chơi liều, nhưng là làm được việc lớn a. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, Viên lão nhìn chằm chằm cái kia địa tử môn, trong mắt tinh quang rạng rỡ, khẽ gật đầu. Trác Phàm cũng là khẽ cười một tiếng, biểu thị tán đồng, đúng vậy a, những lão gia hỏa kia không muốn đổ bỏ đi, tại chúng ta nơi này đều là vàng. Bất quá, vẫn là chờ hắn còn sống đi ra rồi nói sau. A. Sư phụ, lúc trước ta cùng Nguyệt Nhi đều tại cấp 7 trong trận thí luyện qua, không đều còn sống đi ra a. Đất này tự môn chỉ là cấp 6 trận thức, có khó như vậy sao? Lúc này, Khuê Cương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi. Bất giác cười lạnh, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, lúc đó cái kia hai cái đại trận, đều là cho các ngươi tu luyện dùng, mặc dù là cấp 7,
nhưng uy lực không biết hàng bao nhiêu. Mà đất này tự môn bên trong mặc dù là cấp 6 trận thức, nhưng khốn trận, sát trận, huyễn trận tam vị nhất thể, uy lực nhất thời đề cao mười mấy lần. Nếu không tin lời nói, người bây giờ có thể lại xông vào một lần cái này chữ thiên môn, cam đoan đem người trà đạp đến không còn sót lại một chút cạn. Ách, không dám, không dám, không khỏi co rụt đầu lại, Khuê Cương lúc này lui xuống đi, sau đó nhìn Nguyệt Nhi liếc một chút, lộ ra một bộ khổ bức chi sắc. Nguyệt Nhi cũng là cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hiu! Bỗng nhiên, một tràng tiếng xé gió lên, một đạo hắc ảnh tại tất cả mọi người không có chú ý tình huống dưới, bỗng dưng phóng tới ngày đó tự môn vị trí. Mọi người đều không thấy rõ người kia là ai, người kia liền đã dung nhập bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng, lại là từng trận dọa người tiếng vang phát ra, từng đạo sấm sét liệt diễm tại trận môn trước không ngừng xuyên thẳng qua, chấn động tất cả mọi người tâm. Cái này mẹ hắn là ai không muốn sống, thế mà hướng chữ thiên trong môn sông. Trong mắt không khỏi co rụt lại, trong đám người đã là phát ra khiếp đảm thanh âm. Bọn người người nghe đến, cũng là gật đầu không ngừng, trong mắt hiện ra mê võng chi sắc. Trác Phàm thật sâu nhìn một chút ngày đó tự môn, thì thào lên tiếng quỷ hổ. Ha ha ha, quỷ này hổ tuy là đại trưởng lão đệ tử, nhưng bản thân coi là thật thiên phú dị bẩm, nhưng là làm được việc lớn. Hiện tại đến chúng ta tạp dịch phòng, cũng coi là chúng ta tạp dịch phòng người đi. Viên lão khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu, tán thưởng có thêm. Trác Phàm nghe, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, người này dũng mãnh, thật là tướng tài, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ cực kỳ điều giáo một phen, còn hắn cuối cùng là trở lại đại trưởng lão bên người, vẫn là cùng ta, chỉ cần không làm phản ta sự tình, ta cũng không quan trọng. Dù sao, đều là vì song long hội a. Ha ha ha, đúng vậy a, đại cục làm trọng. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, viên lão khen ngợi gật đầu. Đón lấy, mọi người liền tiến vào dài rằng giặc trong khi chờ đợi, chữ thiên môn cùng địa tự trong môn nổ rung trời, không giây phút nào không tại dẫn động tới mọi người tâm. Mọi người vẫn đang chú ý, cái này tiến vào trong trận hai người, đến tột cùng có thể hay không còn sống đi ra. Nếu là liền bọn họ một cái bên trong môn đệ nhất cao thủ cùng một cái ngoại môn đệ nhất cao thủ, đều ra không được, vậy bọn hắn thế nhưng là cũng không có can đảm lại đi vào sông. Rầm rầm rầm, từng tiếng sấm rền nổ vang, theo trong trận truyền ra, từng tia ngay ngắn nghiêm nghị, tràn ngập toàn trường, tất cả mọi người cứ như vậy chờ lấy. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, bên trong người không có một chút động tĩnh, mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng, trong lòng một trận hoài nghi, cái này tinh anh tạp dịch phòng tuy nhiên mỹ hảo, nhưng đến cùng có hay không đáng tin cậy a? Sốt cục, bầu trời đã nổi lên màu trắng bạc. Lập tức liền phải lớn sáng, hai người kia lại còn chưa có đi ra, trên mặt mọi người bất giác đã là lộ ra tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đụng! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, ngày hôm đó tự môn bên trong, một cái tràn đầy dòng máu chân hung hăng dẫm ra tới. Ngay sau đó, cặp chân kia phía trên vừa dùng lực, đằng sau thân thể cũng trong nháy mắt lao ra ngoài cửa, lại chính là quỷ hổ kia không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá giờ này khắc này, hắn toàn thân cao thấp đã là một mảnh huyết sắc. Thở hồng hộc, thân thể lung lay sắp đổ, giống như lúc nào cũng có thể sẽ té ngã đồng dạng. Trong mắt không khỏi run lên, tại chỗ tất cả mọi người bất giác cùng nhau quá sợ hãi, trận này bên trong đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, liền đường đường quỷ hổ, thần chiếu thất trọng cao thủ, cũng rơi vào chật vật như thế hạ tràng. Đoán chừng nếu là trễ một khắc lời nói, hắn thì muốn tại chỗ chết ở trong trận. Thế nhưng là còn không đợi mọi người kinh dị rơi xuống. Lại là một tiếng ngửa mặt lên trời hét lớn, một bóng người bỗng nhiên theo địa tự môn bên trong lao ra đến, toàn thân một dạng một mảnh huyết sắc, có điều hắn trong mắt lại là hiện ra trần trụi hung mang, lại chính là cái kia Thiết Ưng không thể nghi ngờ. Thấy tình cảnh này, mọi người trong lòng trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, đối nguy hiểm như vậy trận thức, cũng không muốn lại xông, có người càng là lặng yên rời đi. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người trong lòng ngọn lửa nhỏ sắp tiêu tán lúc, Trác Phàm thanh âm lại là bỗng dưng tại mọi người bên tai khoan thai vang lên, quỷ hổ xông qua chữ thiên tinh anh môn, thường một kiện thất phẩm ma bảo, bốn khỏa thất phẩm linh đan, Thiết Ưng xông qua địa tự nội môn, thường lục phẩm ma bảo một kiện, ba khỏa lục phẩm linh đan. Vừa dứt lời, Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương hai người, lập tức dạo chơi tiến lên, đem đồ vật phân biệt giao cho hai người. Ách! Chỉ một thoáng, mọi người thấy cái này cảnh tượng kỳ dị, đột nhiên mà choáng váng.
pha trộn linh khí theo cái kia chớp động lên sáng chói quang huy ma bảo bên trong tràn ra, làm cho tại chỗ tất cả cảm nhận được nó người, cũng nhịn không được mừng rỡ, trong mắt nổi lên nóng rực ánh sáng. Quỷ hổ cùng thiết ưng hai người, trong tay bưng lấy cái kia chĩu nặng đồ vật, cũng là có chút mơ hồ. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, tại xông ra đại trận này một khắc, sẽ nhận được quý giá như thế khen thưởng. Quỷ hổ trong tay là đem hiện ra rét lạnh ánh sáng quỷ đầu đại đao, thiết ưng trên tay lại là một đôi tơ vàng ngọc sợi biên chế bao tay. Thất phẩm ma bảo, quỷ ảnh phệ hồn đao, lục phẩm ma bảo, hàn vân liệt thiên sáo. Trác Phàm phiêu hốt đi vào hai người bọn họ trước người, quay người nhìn về phía tất cả mọi người, chỉ lấy bọn hắn, coi bọn họ là sống được bảng hiệu, vừa mới ta quên nói, xông qua trận này môn nhân, chứ có thể tiến vào ta tinh anh tạp dịch phòng, hưởng thụ ta cung cấp tài nguyên tu luyện bên ngoài, còn có khen thưởng thêm. Xông qua chữ thiên môn, thưởng một kiện thất phẩm ma bảo, bốn khỏa thất phẩm linh đan, địa tử môn, một kiện lục phẩm ma bảo, ba khỏa lục phẩm linh đan, chữ huyền môn, một kiện ngũ phẩm ma bảo, hai khỏa ngũ phẩm linh đan, hoàng tử môn, một kiện tứ phẩm ma bảo, một khỏa tứ phẩm linh đan. Lời nói xong, tại chỗ tất cả mọi người đã hoàn toàn ngây người, trong mắt khẽ run, một mặt vẻ kích động. Vừa mới khiếp đảm, trong nháy mắt bị vô tận dục vọng thay thế. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, Trác Phàm nhất chỉ sau lưng cửa lớn tiếng nói, nhân sinh khó được mấy lần đọ sức, là rồng hay là run, là nhất phi trùng thiên, vẫn là vĩnh chôn lòng đất, quyết định bởi tại chính các ngươi. Giống, hét lớn một tiếng, không đợi Trác Phàm nói hết lời, tất cả mọi người đã đỏ mắt lên, hướng về kia bốn đạo cửa lớn chen chúc mà đi. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nhìn thấy có quý giá như thế khen thưởng bày tại trước mặt bọn họ nhất thời liền mất lý trí, cho dù biết rõ hội mất đi sinh mệnh, cũng bốc lên mạo hiểm xông đi vào. Có càng là điên cuồng, vậy mà bay thẳng thiên địa hai đại cánh cửa, cái này không phải là tìm chết sao, liền ngoại môn cùng bên trong môn đệ nhất cao thủ, đều là thật vất vả từ bên trong lao ra. Bọn họ đi vào, nào có nửa phần sinh hy vọng. Thế nhưng là, vẫn là có như vậy mười mấy người, cứ như vậy không đầu không đuôi chồng vào đi, Trác Phàm cũng không đi ngăn cản, trong lòng cười lạnh liên tục. Tham có thể, nhưng là tham như thế không có tiết chế, không biết tự lượng sức mình, sớm muộn sẽ chết, hắn cũng không cần phải vì bọn họ nhiều quan tâm. Quả nhiên, không ra giây lát thời khắc, thiên địa nhị môn bên trong liền truyền ra một chuỗi dài tiếng kêu rên, thoáng qua biến mất. Trác Phàm biết, bọn họ đã cũng không thể ra ngoài được nữa. Chờ tất cả mọi người xông đi vào, ngoài trận chỉ còn lại có Trác Phàm cùng quỷ hổ bọn người về sau, quỷ hổ bất giác lại đem cây đại đao kia hai tay đựng lấy đưa cho hắn, trong mắt ngưng lại, ta biết vừa mới ngươi lời kia đều là dụ bọn họ đi theo ngụy trang, hiện tại bọn hắn đều đã tin tưởng, cây đao này vẫn là còn cho ngươi đi. Là ngụy trang không sai, nhưng cũng là thật, cái này thất phẩm ma bảo là ngươi xông ra chữ thiên môn khen thưởng, ngươi muốn là chuẩn bị ở bên cạnh ta làm một người tinh anh tạp dịch. Liền cầm lấy nó, ngươi nên được. Dương mắt liếc một cái hắn, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Bất giác trong lòng giật mình, quỷ hổ cả kinh nói, thế nhưng là cái này. Quá quý giá, ngươi thật muốn cho ta. Có cái gì quý giá, chẳng qua là cái tiểu tưởng phẩm mà thôi, ta Trác Phàm cho ra đi, nào có muốn trở về đạo lý. Bật cười lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương gặp, cũng là bất giác mỉm cười cười một tiếng. Đồng nói, sư phụ vốn liếng sung túc, sẽ không đem cái này nhìn ở trong mắt, coi như ngươi không muốn, sư phụ cũng sẽ chuyển giao cho người khác. Cái gì? Không khỏi giật mình, quỷ hổ lúc này mới lại sâu sắc đánh giá lên Trác Phàm đến, trong mắt tinh quang rạng rỡ. Thiết ưng cũng là không khỏi nháy mắt mấy cái, một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy hắn. Bọn họ vẫn cho là, Trác Phàm chỉ là phô trương thanh thế, tại tạp dịch phòng trước tiên đem chính mình uy danh làm lại nói. Những thứ này cao đẳng ma bảo, bất quá lớn tiếng dọa người kế sách, làm cho người khác nhìn, dù sao tạp dịch phòng cũng không có người có thể xông qua thiên địa nhị môn. Nhưng là bây giờ bọn họ mới phát hiện, nguyên lai gia hỏa này thật xa hoa như vậy, không chút nào đem cái này ma bảo nhìn ở trong mắt ha. Ta nói qua, tiến vào ta tinh anh tạp dịch phòng người, ta sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện, đó cũng đều là nhà ta cong. Chỗ lấy các ngươi hai cái, riêng là thiết ưng. Về sau ở chỗ này cũng không cần phải lo lắng, trong tông môn một số kiềm chế, sẽ ảnh hưởng tạp dịch phòng vận chuyển. Bởi vì, chúng ta căn bản không dựa vào tông môn, chỉ cần có ta, liền đầy đủ.
trong lòng bất giác run lên, Thiết Ưng trong lòng rung động đã là tột đỉnh. Vốn là hắn coi là Trác Phàm chỉ là một quân cờ, hắn sau lưng nhất định có một đại nhân vật tại an bài cho hắn. Riêng là những thứ này mà bảo linh đan, cũng nhất định là có tông môn cao tầng làm bối cảnh cung cấp. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, cái này tất cả đều là chính hắn, hắn đúng là mang tư nhập tông người, tránh thức thổ hào. Khó trách, hắn muốn chính mình thành lập một phương thiên địa, không đem tông môn để vào mắt. Phàm là tu giả thêm vào tông môn, không phải liền là vì tài nguyên tu luyện a. Đã hắn có cái này một tư nguyên, cần gì phải câu nệ tại tông môn. Nghĩ tới đây, Thiết Ưng song đồng càng thêm hưng phấn. Xem ra hắn coi như bị đưa đến tạp dịch phòng loại này chim không thèm ị địa phương, cũng tìm tới một đầu mới ra đường. Ây, Trác ca, không biết nên xưng hô như thế nào. Trong tay cầm người ta bao tay, Thiết Ưng khẩu khí rõ ràng mềm xuống tới, thậm chí có chút nịnh nọt. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm suy nghĩ một hồi, thản nhiên nói, ta trước kia là làm quản gia, về sau ta tại cái này tạp dịch phòng trưởng quản tinh anh tạp dịch, các ngươi về sau cũng xưng ta Trác quản gia đi. Đúng, Trác quản gia, Quỷ Hổ cùng Thiết Ưng cùng nhau gật đầu, cất cao giọng nói. Đón lấy, mọi người liền ở chỗ này chờ những người kia kết quả khảo nghiệm. Một canh giờ, hai canh giờ, lại là một cái dài rằng giặc chờ đợi, đợi đến ngày đã bên trong hư không, phơi biết rõ dế không ngừng quát kêu lúc, trận kia môn bên trong, mới rốt cục có động tĩnh. Ong ong, từng trận không gian ba động vang lên, từng cái thở hồng hộc, cực kỳ chật vật bóng người, từ bên trong leo ra, toàn thân cao thấp, tràn đầy vết thương. Trác Phàm gặp, hướng hai tên đệ tử đưa cái ánh mắt, bọn họ liền lập tức dây hiểu, tiến lên một bước, đem bọn hắn vượt quan sau khen thưởng đưa lên. Trước mắt không khỏi sáng lên, những người kia nhìn đến cái này linh đan rượu dược cùng cấp cao ma bảo lúc, nhất thời liền nhảy dựng lên, thương thế trên người dường như tốt hơn phân nửa giống như, đầy mặt vẻ kích động. Tại tạp dịch phòng nhiều năm như vậy, cuối cùng nhìn thấy những thứ này trước kia chỉ có ngoại môn cùng nội môn đệ tử mới có thể nắm giữ cấp cao phẩm. Má ơi, thực sự quá kích động, chết cũng không tiếc a. Xông ra trận môn người càng ngày càng nhiều, Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi phân phát khen thưởng tốc độ cũng càng ngày càng nhiều lần, từng tiếng kinh hỉ reo hò tại mỗi trong một cái góc vang lên. Đợi đến tất cả mọi người đã sau khi ra ngoài, Trác Phàm kiểm lại một chút nhân số, thiếu chí ít 1/5, đại khái đã chết hết ở trong trận này đi. Thế nhưng là không có người quan tâm bọn hắn, mọi người chỉ quan tâm chính mình thành công, cùng cái này kiếm không dễ khen thưởng. Có lẽ, tại không có cái này khen thưởng nơi tay trước, bọn họ hội cảm thán một chút xông trận không dễ, cũng sẽ ai thán những cái kia chết đi huynh đệ. Nhưng bây giờ sẽ không, chính mình vĩnh viễn so với người khác trọng yếu được nhiều. Đối xử lạnh nhạt quét quét mọi người tại đây, Trác Phàm khóe miệng bất giác treo lên một cái tà dị đường cong, thăm thẳm lên tiếng. Vừa mới xông trận lúc, có người rời đi, đó là bọn họ tự giác không có thực lực, cũng không có dũng khí bước ra một bước này. Tương lai là một mực tầm thường vô vi, vẫn là lại về tới đây, cũng không nhớ rõ, có người xông vào, lại vĩnh viễn không có đi ra, đó là bọn họ không biết tự lượng sức mình. Nhưng là các ngươi, chúc mừng chư vị, thành công, từ nay về sau, chính là ta tinh anh tạp dịch phòng người, các ngươi tất cả tài nguyên tu luyện, do ta một mình ôm lấy mọi việc. Giống. Trác quản gia, Trác quản gia, Trác quản gia, mọi người hét lớn một tiếng, lần nữa khua tay quyền đầu, hò hét lên tiếng. Riêng là lần này, trong tay cầm lần này xông trận khen thưởng, tâm lý một trận an tâm, kêu càng thêm có sức lực. Trác Phàm liền phảng phất cho bọn hắn cái này âm u đầy tử khí tạp dịch phòng, đánh một cái làm cho tất cả mọi người đều phấn chấn không thôi thuốc kích thích, làm đến những thứ này nguyên bản đã tuyệt vọng ánh mắt, lần nữa tỏa ra hy vọng ánh sáng. Thậm chí có thể nói, Trác Phàm hiện ở trong mắt tại bọn họ, trong nháy mắt trở thành tái thế phụ mẫu giống như siêu nhiên tồn tại. Đưa tay tại hư không ra sức vồ một cái, mọi người lần nữa không có thanh âm, chỉ là nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy hỏa nhiệt kích động. Trác Phàm treo tà dị tiếu dung, khoan thai lên tiếng, vừa mới đang xông trong trận, đại đa số người xông là hoàng tự môn, nhưng còn có số rất ít, xông qua chữ huyền môn. Chỉ là một cánh cửa chênh lệch. Nhưng khen thưởng lại kém một cái cấp bậc. Nếu như các người đỏ mắt người bên cạnh bảo vật lời nói, vậy liền cho ta liều mạng tu luyện đi. Xông qua hạ một đạo môn, ta có thể cho hắn, cũng giống vậy có thể cho ngươi. Giống. Trác Phàm lời nói rất có cổ động tính, mọi người nghe, bất giác lần nữa nhiệt huyết sôi trào,
cao giọng hô quát, giống như đánh máu gà đồng dạng. Bởi vì nhìn đến hy vọng, cho nên tạp dịch phòng đệ tử nhiều năm áp lực tuyệt vọng cũng rốt cục bắn ra. Cái kia cỗ lực lượng cường đại, sẽ khiến cho chỉnh tên tạp dịch phòng tỏa ra tân sinh cơ. Viên lão ở một bên nhìn đến liên tục gật đầu, khóe miệng xẹt qua vui mừng nụ cười. Về sau, tạp dịch phòng bỗng dưng nhấc lên một cỗ hừng hực khí thế tu luyện dậy sóng. Tất cả tạp dịch đệ tử, tại làm hết ngày thường tạp dịch công tác về sau, cũng không tiếp tục nghĩ đến lười biếng dùng mánh lưới, mà chính là liều mạng tu luyện. Bởi vì bọn hắn muốn xông môn, xông qua cái kia từng đạo cánh cửa, cầm tới càng nhiều khen thưởng. Mà những cái kia lúc trước không có dũng khí xông môn tạp dịch đệ tử nhóm, bây giờ lại là hối hận muốn chết, sớm biết hiện tại có tốt như vậy một cái xoay người cơ hội, bình thường bọn họ thì không nên lười biếng. Dù sao, Tu La chàng xem như vị trí cuối đào thải chế, chỉ cần thực lực so ra kém người khác, sớm muộn muốn chết. Cho nên căn cốt không tốt bọn họ, vô luận như thế nào đều không vượt qua được người khác, liền đã hết hy vọng, trải qua một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày thời gian, cho đến chết ngày ấy. Nhưng là bây giờ Trác Phàm tinh anh tạp dịch phòng, lại là thực hành xác định và đánh giá chế, chỉ cần thực lực đạt đến, khả năng tất cả mọi người có thể đi vào tinh anh tạp dịch phòng bên trong, cái này cho bọn hắn tránh thức sinh lộ. Đối thủ của bọn họ, lại không là người khác, mà là mình còn những cái kia lục đục với nhau sự tình, cũng giải quyết dễ dàng, dù sao ngươi coi như hại người khác, đối chính ngươi cũng không có chỗ tốt, còn không bằng chính mình nhiều tu luyện, đề cao mình thực lực đến thực sự. Đối với điểm này, viên lão càng là tuổi già an lòng, đây coi như là để các đệ tử trở lại tu luyện tránh thức trên quỹ đạo. Dù sao tu luyện bản chất, vốn cũng không phải là vì người khác, mà là mình. Quá coi trọng người khác mạnh yếu, thật sự là bỏ gốc lấy ngọn. Đồng thời, tạp dịch phòng cái này trào lưu tu luyện dậy sóng, cũng một cách tự nhiên truyền đến ngoại môn nội môn bên trong. Bá bá bá. Từng tiếng gấp rút tiếng ma sát tại một gian lạc hậu trong tiểu viện vang lên, một vị thân mang vải thô áo gai tiểu cô nương, trong sân càng không ngừng huy động đại tảo đem, khí thế ngất trời làm lấy. Qua một lát, viện tử đã sạch sẽ gọn gàng, không nhuốm bụi trần. Tiểu cô nương ngắm nhìn bốn phía, gặp hết thảy việc vặt đều đã hoàn thành, bất giác lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười, sau đó vội vội vàng vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. À, nhanh như vậy thì quét dọn xong. Đột nhiên, một tiếng hừ nhẹ vang lên, một vị thân mang lục y nữ tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cái này trong sân, đem tiểu cô nương kia gọi lại, người gần nhất đính ma lợi a, còn như thế vội vàng, đi làm cái gì? Thân thể bất giác trì trệ, tiểu cô nương quay lại đầu đến, ngượng ngùng cười cười, ha ha ha. Khởi bẩm sư tỷ, ta đi tu luyện. Tu luyện, mi đầu bất giác lắc một cái, lục y nữ tử kia nhìn lấy tiểu cô nương này giật mình nửa ngày. Lại là đột nhiên phát ra một đạo chói tai giễu cợt âm thanh, ha ha ha. Ngươi cũng muốn tu luyện. Nhìn nàng kia ngông cuồng vẻ trào phúng, tiểu cô nương trên mặt đột nhiên âm trầm xuống, trong lòng một trận phẫn nộ. Đúng lúc này, lại một đường áo tím nữ tử chậm rãi đi tới, nhìn lên trước mặt cái này rất là kỳ lạ tràng cảnh, không khỏi nghi hoặc hỏi, sư muội, ngươi cười cái gì? Sư tỷ, nàng nói nàng vội vội vàng vàng quét dọn xong sân nhỏ, là muốn đi tu luyện. Ha ha ha. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Lục y nữ tử kia ôm bụng, đều nhanh cười khom lưng. Áo tím nữ tử đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lại sâu sắc xem tiểu cô nương kia liếc một chút, sau cùng cũng là phốc một tiếng, che miệng nhẹ cười rộ lên, tiểu nha đầu, đều rơi xuống tạp dịch đệ tử phần phía trên, còn tu luyện cái gì? Vẫn là mau chóng hưởng thụ thời gian mỹ hảo, chớ có lầm thanh xuân năm tháng. Tạp dịch đệ tử làm sao? Dù nói thế nào, ta cũng là thông qua khảo nghiệm, trở thành tinh anh tạp dịch người. Tiểu cô nương không phục nhẹ hừ một tiếng, nhấc nhấc không tính quá đầy đặn lồng ngực, giọng căm hận nói. Không khỏi sững sờ, hai người lần nữa liếc nhìn nàng một cái, nhưng lại là cười to lên, lắc đầu liên tục. Tạp dịch cũng là tạp dịch, còn có cái gì tinh anh tạp dịch, tiểu cô nương này tại tạp dịch phòng đần độn a. Đúng vậy a, đúng vậy a, vừa vào tạp dịch con đường thăng tiến thì hủy. Nàng tại tạp dịch phòng còn muốn tu luyện, thật chẳng lẽ phải bay phía trên đầu cành làm phượng hoàng a, hì hì ha ha. Sư muội tiểu cô nương này nhất định não tử xảy ra vấn đề, chúng ta không cần để ý nàng. Đang cười nhạo tiểu cô nương kia nửa ngày về sau, áo tím nữ tử đột nhiên khoát khoát tay, cười nhạo nói, tiếp lấy liền lại ánh sáng lóe lên, xuất ra một kiện tử ngọc bảo kiếm đi ra, vẻ mặt đắc ý nói, ngươi nhìn,
đây là hoàng trưởng lão hôm nay vừa mới đưa ta một thanh tam phẩm ma bảo, ngươi thấy thế nào? Cái gì, tam phẩm ma bảo? Không khỏi giật mình, lục y nữ tử kia một mặt hâm mộ nhìn lấy nàng, ngoại môn đệ tử nhiều như vậy, muốn được một kiện tam phẩm ma bảo nhưng là rất khó a. Mau nói, ngươi có phải hay không cùng cái kia hoàng trưởng lão đạt thành giao dịch gì? Gương mặt bất giác một đỏ, cô gái mặc áo tím kia hung hăng khoét nàng liếc một chút, cười mắng, đi ngươi, hắn là nhìn lên ta tư chất, về sau tiến vào nội môn, liền sẽ thu ta làm đồ đệ. Thật, lục y nữ tử trong mắt hơi híp, mập mờ nhíu nhíu mày. Áo tím nữ tử gặp, bất giác gương mặt càng thêm đỏ bừng, nhưng vẫn như cũ đính đính ngạo nhân ngực, cãi chảy cãi cối nói, đương nhiên, không phải vậy ngươi nghĩ như thế nào. Hừ, tiện hóa. Thế mà đúng vào lúc này, một tiếng hừ nhẹ lại là đột nhiên vang lên. Hai người nghe đến bất giác cùng nhau trong mắt chừng một cái, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp cái kia tên tạp dịch tiểu cô nương tại khinh thường quệt miệng, không khỏi phẫn nộ quát tiểu nha đầu, người đang nói cái gì? Tiện hóa, vì một thanh tam phẩm ma bảo, liền đem chính mình bán, coi là thật tiện cực kỳ. Tiểu cô nương trong mắt lóe xem thường, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Hai người kia gặp này, bất giác vừa tức vừa giận, riêng là cô gái mặc áo tím kia, càng là cười lạnh liên tục hừ, không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, một kiện tam phẩm ma bảo, người đoán chừng liền thấy đều chưa thấy qua, thế mà còn. Bạch! Thế mà, nàng lời còn chưa dứt, lại là một đạo quang mang lóe qua, cái kia tạp dịch tiểu cô nương trong tay, đúng là xuất hiện một thanh hàn khí bức người trường đao, tản ra khiếp người uy thế. Cái kia cỗ lăng liệt đao mang, nhất thời liền đem cái kia tử ngọc bảo kiếm linh khí cho đè xuống. Cái này, đây là, tứ phẩm ma bảo, trong mắt nhìn không được co rụt lại, áo tím nữ tử đầu lưỡi dường như đều muốn thắt nút, bất khả tư nghị nhìn sang. Lục y nữ tử kia càng là đã nhìn mắt trợn tròn, ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong đầu trống rỗng. Chỉ có tiểu cô nương kia, cầm lấy chính mình vải thô áo gai tay áo, nhẹ nhàng lau lấy hàn mang kia lưỡi đao, một mặt vẻ ngạo nhiên. Thật lâu, cái kia hai tên ngoại môn nữ đệ tử mới phản ứng được, lục y nữ tử chỉ tiểu cô nương kia, đầy mặt không thể tin hét lớn lên tiếng, ngươi. Ngươi từ đâu tới tứ phẩm ma bảo, có phải hay không trộm được? Ngươi ngốc a! Nếu là cái này tứ phẩm ma bảo có thể dễ dàng như vậy trộm đến tay, người cái kia sư tỷ còn cần đến bán mình, còn chỉ đổi tới một cái tam phẩm ma bảo sao? Hừ! Khinh thường bĩu môi, tiểu cô nương kia khoan thai tự đắc đem thanh trường đao kia tại hai người trước mắt lắc lắc, thẳng đùa hai người trông mòn con mắt, mới sâu xa nói, như loại này ma bảo, chúng ta tinh anh tạp dịch phòng cơ hồ mỗi người một thanh, ta cái này coi như rất thấp. Có các sư huynh đã cầm tới ngũ phẩm, lục phẩm, thậm chí thất phẩm ma bảo, cho nên ta mới phải gấp rút tu luyện, mau chóng cầm tới trác quản gia khen thưởng mới là. Bản cô nương cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi, cùng các ngươi ở chỗ này tốn thời gian, hừ. Một tiếng hừ nhẹ, tiểu cô nương kia cầm lấy trường đao, nghênh ngang rời đi, chỉ để lại hai người mê mang hai mắt, chăm chú nhìn nàng bóng người dần dần biến mất, còn không có kịp phản ứng. Qua một trận, hai người mới hồi phục tinh thần lại, lẫn nhau nhìn về phía đối phương. Đầy mắt đều là kinh ngạc. Tinh anh tạp dịch phòng, đây là địa phương nào, tinh anh đệ tử tu luyện sao? Lục y nữ tử nhìn về phía áo tím nữ tử, khó hiểu nói. Áo tím nữ tử cũng là đầy đầu hồ dán, mờ mịt lắc đầu, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, hẳn không phải là A, nếu không không có khả năng ở phía sau tăng thêm tạp dịch phòng ba chữ. Thế nhưng là, đã không phải tinh anh đệ tử nơi tu luyện, chỗ nào còn có thể có dạng này đãi ngộ? Liền xem như nội môn, cũng không thể nào. Cho một cái tạp dịch đệ tử, phát tứ phẩm ma bảo. Đúng vậy a, đây rốt cuộc là địa phương nào? Mi đầu thật sâu nhăn lại, áo tím nữ tử tỉ mỉ hồi tưởng, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì giống như, vội vàng nói, đối sư muội, vài ngày trước mọi người không phải đều đang đồn lời, tạp dịch phòng ra một vị cao nhân, vẻn vẹn là điều giáo ra hai cái đồ đệ, liền đem chuẩn bị nhập chủ tinh anh nội môn đệ tử đánh bại. Kết quả cái kia hai người đệ tử vẫn như cũ trở lại tạp dịch phòng. Chẳng lẽ, cái này tinh anh tạp dịch phòng, cũng là cái này cao nhân chỗ? Con người hơi hơi động động, lục y nữ tử kia đuổi vội vàng gật đầu, có lẽ a, bất quá vô luận như thế nào, chúng ta đi trước xem một phen lại nói. Nếu là cao nhân kia ưa thích sư tỷ ngươi dạng này, vậy chúng ta không phải phát. Ngươi không có nghe tiểu nha đầu kia nói, nơi đó còn có 6-7 phẩm ma bảo chờ lấy người cầm đâu. Đúng a, chúng ta lập tức tiến đến.
ánh mắt không khỏi sáng lên, cô gái mặc áo tím kia cũng là vội vàng gật đầu đáp ứng. Kết quả là, hai người lúc này hướng tạp dịch phòng phương hướng chạy đi. Cùng lúc đó, còn lại các ngõ ngách, cũng ào ào phát sinh như thế không thể tưởng tượng sự tình. Lúc trước bị cả cái tông môn khinh miệt xem thường tạp dịch phòng đệ tử, ào ào nghịch tập, từng cái lôi kéo cùng cái 258 vạn giống như, hung hăng càn quấy, hoàn toàn cũng là thổ hào xuống núi. Khoe của khoe đến tuy nhiên không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, nhưng lại rất có tác dụng, thẳng đem các đại ngoại môn nội môn đệ tử ánh mắt thiêu đỏ bừng. Mà bọn họ đường kính cũng rất nhất trí, chúng ta đến từ tinh anh tạp dịch phòng, chúng ta rất giàu, chúng ta vì chính mình đại sứ hình tượng. Cứ như vậy, một bọn đỏ mắt nhịp tim đập tông môn đệ tử nhóm, ào ào hướng tạp dịch phòng lao tới, muốn thấy vị này tạp dịch cao nhân chân thực diện mạo. Thuận tiện có thể chiếm được hắn niềm vui, cho điểm chỗ tốt, cũng là rất không tệ. Dù sao, hắn đã cho những thứ này thối tạp dịch nhiều như vậy, chắc là rất hào phóng đi. Thế nhưng là, khi bọn hắn tới đó, lại là nhất thời thân thể trì trệ, bị cường ngạnh cản tại ngoại môn. Tạp dịch phòng cái kia một mảnh rách dưới nhà trước, đứng thẳng một khối bàn đá, trên đó viết năm chữ lớn, tinh anh tạp dịch phòng. Mà tại tấm bảng kia bên cạnh, thì là đứng đấy Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương hai người. Trên người bọn họ cái kia cổ thần chiếu cường giả khí thế từ không cần phải nói, mấu chốt là cái kia thuần một sắc cấp cao ma bảo, nhất thời liền hiện ra những cái kia đến đây xem tình thế tông môn đệ tử 24 khắc mắt chó. Đậu phộng, cao nhân liền tại bên trong. Hắn hai đại đệ tử đều thủ tại chỗ này, không có sai. Kết quả là, mọi người chen chúc mà tới, muốn cầu kiến Trác Phàm, nhưng lại cùng nhau bị Khuê Cương hai người cái kia tuyệt cường khí thế bức cho trở về. Lạnh lùng quét bọn họ liếc một chút, Khuê Cương lớn tiếng hô quát, đứng lại, nơi này là tinh anh tạp dịch phòng trọng địa, gia sư đang ở bên trong nghỉ ngơi, ai dám xông loạn. Bạch! Khuê Cương hét lớn vang vọng tại tất cả mọi người mà thôi trước. Chấn động đến bọn hắn lỗ tai oanh minh, ông tác hưởng. Cái kia cỗ ngập trời khí thế, càng là áp đến bọn hắn khí tức trì trệ, vội vã lui lại, khiến người ta không còn dám trước. Mọi người gặp này, trong lòng bất giác run lên. Quả nhiên là núi không tại cao, có tiên thì có danh. Cái này tạp dịch phòng bởi vì có vị cao nhân tiến vào chiếm giữ, thế mà thành trọng địa, trước kia nơi này không phải tùy tiện dẫm đạp cũng không quan hệ a. Nhưng là bây giờ không được. Hai đại thần chiếu cảnh cao thủ trông coi, ai có thể xông vào. Ách, sư huynh sư tỷ, tạo thuận lợi a, chúng ta muốn gặp cao nhân một mặt. Bất giác xoa xoa bàn tay, có người đã là chủ động tiến lên bộ lên gần như. Lẫn nhau nhìn xem, Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương đều là lộ ra mỉm cười cho, tiếp lấy Khuê Cương tà cười một tiếng nói, muốn gặp, có thể, nhưng là sư phụ ta chính là tinh anh tạp dịch phòng đại quản gia, hắn chỉ thấy tạp dịch. Chờ ngươi chừng nào thì biến thành tạp dịch, lại đến đi. Cái gì? Bất giác giật mình, mọi người nhất thời quá sợ hãi. Biến thành tạp dịch, vậy chẳng phải là muốn đem bọn hắn xung quân đến cái này tạp dịch phòng, mới có thể nhìn thấy vị cao nhân này. Cái này, trả giá đắt có phải hay không quá lớn? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cau mày, không biết nên như thế nào hành sự. Đúng lúc này, Thiết Ưng cùng Quỷ Hổ Các mang một cái vết thương chồng chất tạp dịch đệ tử đi vào hai người trước người, chỉ bọn họ lời nói, một cái vừa thông qua chữ huyền môn, một cái vừa thông qua địa tử môn. A, trừ Thiết Ưng sư huynh, thế mà còn có người có thể thông qua địa tử môn, sẽ không làm giả đi. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Khuê Cương một mặt ngạc nhiên. Bất giác mỉm cười cười, Thiết Ưng một mặt ngạo nghễ nói, từ ta nhìn, ai dám làm giả. Thực cái kia địa tử môn cũng không phải khó như vậy qua, chủ yếu là ta mới từ Hàn Đàm bị phóng xuất ra, thực lực giảm đi nhiều, lúc trước chỉ có thể phát huy 7 thành công lực, mới có thể thê thảm như vậy. Nếu không, ta từ nơi đó đi ra, không có khả năng thương tổn nặng như vậy. Tốt, đã sư phụ để cho các ngươi giám sát kết quả khảo nghiệm, các ngươi nói cái gì, chúng ta liền tin cái gì. Bất giác khẽ cười một tiếng, Khuê Cương lúc này trong tay ánh sáng lóe lên, xuất ra hai kiện ma bảo. Một kiện ngũ phẩm, một kiện khác đúng là lục phẩm. Trong chớp nhoáng này liền để tại chỗ tất cả mọi người, cũng nhìn không được tròng mắt một lồi, sắp rơi xuống. Thiết Ưng nhìn lấy hai món đồ này, cũng là một trận hâm mộ ai, làm Trác quản gia đồ đệ thật sự là phúc khí a, dạng này bảo vật lại trực tiếp giao cho các ngươi đến phát. Cái này tính là gì, sư phụ đều cho ta nhóm bát cửu phẩm ma bảo, còn sợ chúng ta nhớ thương những thứ này. Nói thật.
cùng sư phụ về sau, chúng ta nhãn giới đều bao quát nhiều, đám đồ chơi này trước kia nhìn là chân bảo, hiện tại cũng không gì hơn cái này, ta trong giới chỉ còn có 20-30 kiện, thì nhìn còn có mấy người có thể thông qua địa tự môn. Khuê Cương thờ ơ nhún nhún vai, khoan thai lên tiếng. Thế nhưng là hắn câu nói này, lại là để những cái kia một mực chờ đợi ở bên nội ngoại môn đệ tử nhóm giật mình kém chút khí đều nhanh đoạn. Nguyên lai vị cao nhân này, gia tư như thế phong phú, xuất thủ cũng hào phóng như vậy a. Muốn là như vậy lời nói, coi như nhập tạp dịch lại như thế nào. Cái này có thể so sánh nội môn, không, là so tinh anh đều mạnh hơn a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều đột nhiên bắt đầu động. Phản phản, đều mẹ hắn phản. Một tòa vắng vẻ trong sân, thạch cung phụng ngay tại cái này gió mát quét bên trong yên tĩnh tĩnh tọa, lại chợt nghe một tiếng bén nhọn quát tiếng ồn đột nhiên vang lên, không khỏi mở ra hai con ngươi, nhìn về phía trước, lại chính gặp nhị trưởng lão một mặt tức hổn hển hướng hắn chỗ này đi tới, trong mắt đều là hừng hực lửa giận thiêu đốt. Cái này lão dâm côn, hôm nay làm sao, ngày bình thường không đều là một mặt ngợp trong vàng son a, hôm nay làm sao lại phát lớn như vậy hỏa khí. Nghi đầu bất giác vẩy một cái, thạch cung phụng không khỏi suy cười ra tiếng, nhị trưởng lão, người hôm nay ăn thuốc súng, chạy đến ta nơi này bão nổi. Ách, thạch cung phụng, người tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không phải hướng ngài, chỉ là chuyện này thực sự quá thật đáng giận. Vội vã khoát khoát tay, nhị trưởng lão hít sâu mấy hơi, mới miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng, giọng căm hận nói, hừ, chính là ta môn hạ mấy cái kia đồ đĩ nhỏ, hôm nay thế mà toàn thể hướng ta thỉnh cầu muốn tới tạp dịch phòng đi. Không ở ta nơi này nhi ngốc, người nói tức giận không buồn giận. Lúc trước, đều là lão phu phá lệ thu các nàng làm đồ đệ, các nàng mới có tư cách tiến nội môn này, hiện tại thế mà muốn hết đi. Tạp dịch phòng. Ánh mắt khẽ híp một cái, thạch cung phụng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, các nàng não tử có bệnh a, chính mình muốn đi tạp dịch phòng. Coi như theo ngươi nũng nịu hồ nháo, cũng không phải như thế cái náo pháp đi. Không phải, thạch cung phụng, có lẽ ngươi còn không biết. Hiện tại cái này tạp dịch phòng đi. Phản phản, toàn hắn nãi nãi phản. Thế mà, nhị trưởng lão tiếng nói vừa lên, một đạo khác tràn đầy phẫn uất thanh âm liền đột nhiên mà vang vọng tại hai người bên tai. Hai người khẽ giật mình, nhìn về phía trước, lại chính gặp một cái vóc người khôi ngô lão nhân lửa giận ngút trời hướng bọn họ nơi này đi tới. Thạch cung phụng nghi hoặc càng sâu, vội vàng hỏi nói, thất trưởng lão, người lại là làm sao? Còn có thể làm sao? Còn không phải cái kia tạp dịch phòng a. Ôm ôm phun ra một miệng một ngạt tiếng nói, thất trưởng lão một mặt nổi giận đùng đùng bộ dáng nói. Nghe được lời này, nhị trưởng lão dường như tìm tới tri âm giống như, vội vã tiếp cha nói, thế nào, người đệ tử cũng kêu cha gọi mẹ yêu cầu ngươi đem bọn hắn xung quân đến tạp dịch phòng. Hừ hừ, yêu cầu, nếu là bọn họ quy củ như vậy, ngược lại tốt làm. Phẫn hận vẫy vẫy tay áo. Thất trưởng lão vừa nhắc tới cái này thì giận không chỗ phát tiết, nói lên đám này thằng nhãi con, quả thật nên chết. Đám người bọn họ tất cả đều muốn tới tạp dịch phòng, người để cho ta làm sao bây giờ, biến thành một cái không có đệ tử kề bên người độc nhất trưởng lão sao. Cho nên, ta tại chỗ cự tuyệt, ai ngờ đám này thằng nhãi con tuyệt hơn, phá phách cướp bóc thiêu trộm đan dược, ta một chút mất tập trung, toàn bộ phủ đệ đều sắp bị bọn họ mang ra. Thật sự là tội lỗi gì lớn, liền làm gì a? Hiện tại ta đem bọn hắn tất cả đều giam lại, để bọn hắn thật tốt tự kiểm điểm một chút, thật sự là tức chết lão phu vậy. Thạch cung phụng nghe lấy hai người chửi rủa, nhưng trong lòng thì càng ngày càng kinh hãi, không thể tin nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm sao hiện tại tông đệ tử trong môn phái giống như đều điên một dạng. Ây, thạch cung phụng, người còn không biết sao. Không khỏi sững sờ, hai người liếc nhìn nhau, mới từ nhị trưởng lão thở dài nói. Hiện tại tạp dịch phòng ra một cái kỳ nhân, mà bảo đan dược cùng không cần tiền một dạng ra bên ngoài ném, hoàn thành lập cái gì tinh anh tạp dịch phòng. Chỉ cần là tạp dịch phòng đệ tử, thông qua hắn khảo nghiệm, lập tức ma bảo đan dược hướng ra phía ngoài đưa, tài nguyên tu luyện không ngừng, quả thực cũng là so tinh anh đệ tử còn tinh anh đãi ngộ. Hiện tại cả cái tông môn đệ tử cũng đã điên, vót nhọn đầu hướng bên trong chen. Trận thế kia, quả thực so nội môn thi đấu còn náo nhiệt. Trong mắt nhịn không được hơi hơi run run, thạch cung phụng sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, cái chán mi đầu cũng thật sâu nhăn lại một cái vấn đề, thì thào lên tiếng, lại là tạp dịch phòng, xem ra tông chủ đã động thủ, mà lại lần này động tác, tương đối lớn a. Tông chủ, không khỏi giật mình, hai người cùng nhau kêu lên sợ hãi.
chậm rãi gật đầu, Thạch Cung Phụng 10 phần khẳng định nói, không sai, nhất định là hắn. Không phải vậy lời nói, nho nhỏ một tên tạp dịch phòng, không có cao tầng chống đỡ, nơi nào đến lớn như vậy năng lực, làm đến toàn tông không được an bình. Nghĩ đến tông chủ là muốn theo đệ tử tới tay, lấy thấp đánh cao, đối phó chúng ta. Các ngươi hai cái, lập tức thông truyền xuống, tổ chức nội môn trưởng lão cung phụng đại hội. Ta ngược lại muốn nhìn xem, vị tông chủ này đến tột cùng là như thế nào dự định. Trong mắt tinh quang lóe lên, Thạch Cung Phụng trong mắt lóe lên sắc bén quang huy. Hai người gặp, cùng nhau liền ôm quyền, gật đầu nói, vâng. Đương đương đương. Từng trận thanh dương chuông tiếng vang lên, truyền khắp toàn bộ nội môn các ngõ ngách. Tất cả trưởng lão cung phụng nghe xong cái này, lập tức liền vội vội vàng vàng hướng nghị sự đại điện tiến đến. Tà Vô Nguyệt nghe đến, cũng là nhướng mày, đứng dậy tiến đến, chỉ chốc lát sau liền đến. Mà chỗ đó, sớm đã tập trung đầy người. Là ai gõ vang chuông lớn triệu tập nội môn hội nghị? Chậm chậm đi vào chính bên trong vị trí chủ tọa trước ngồi xuống, Tà Vô Nguyệt lạnh lùng liếc tại chỗ tất cả mọi người liếc một chút, hừ nhẹ lên tiếng, nếu không phải ra nguy cấp tông môn đại sự, khẩu này chuông đồng nhưng là chỉ có tông chủ có thể gõ. Các ngươi là quên, vẫn là thật có cái gì khó lường đại sự muốn hiện đang thương thảo. Tà Vô Nguyệt trong lời nói mang theo uy nghiêm lạnh lẽo, làm cho mọi người tại đây nhất thời liền cổ co rụt lại, trong nháy mắt khàn giọng vang. Đúng lúc này, Thạch Cung Phụng lại là chậm rãi đứng dậy, khom người cúi đầu, không hề sợ hãi nói, khởi bẩm tông chủ, chuông là lão phu gõ, cũng thật có việc quan hệ tông môn đại sự cần kịp thời thương thảo, không thể trì hoãn mảy may. Há, chuyện gì như thế vội vàng, có ngoại môn công tới sao? Lông mày nhíu lại, Tà Vô Nguyệt từ chối cho ý kiến nói. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Thạch Cung Phụng đạm mạc lên tiếng, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, ngoại môn công tới không sao cả, chỉ cần chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, ngoại nhân muốn diệt chúng ta Ma Sách Tông, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Quan trọng liền sợ nội bộ xuất hiện sự cố, nhiễu đến tông môn không yên, tự hủy trường thành A. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà như thế nghiêm trọng, đến tự hủy trường thành cấp độ. Bất giác bật cười một tiếng, Tà Vô Nguyệt một mặt tà dị nhìn về phía Thạch Cung Phụng, sâu xa nói. Trầm ngâm một chút, Thạch Cung Phụng đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, đảo mắt quét vào chàng tất cả mọi người liếc một chút, cất cao giọng nói, các vị trưởng lão Cung Phụng. Gần đây chư vị môn hạ đệ tử phải chăng có nhiều kỳ quặc, ồn ào trách móc muốn đi cái gì tạp dịch phòng. Đúng vậy a, lão phu môn hạ đã nhanh đi một nửa, lại tiếp tục như thế, lão phu đệ tử đều nên chạy hết a. Vừa dứt lời, liền có một vị già trên 80 tuổi lão nhân đau lòng nhức óc nói. Thế nhưng là hắn vừa mới dứt lời, một người khác lại là một mặt khinh bỉ nói, ngươi ngốc a, ngươi không đáp ứng không là được sao? Ngươi mới ngốc đây. Ta nếu không đáp ứng lời nói, đám này hùng hài tử nói không chừng sẽ làm ra cái gì người người oán trách sự tình tới. Trước kia lão phu còn có thể cầm tạp dịch phòng hoảng sợ bọn họ giật mình, hiện tại bọn hắn thật sự là ước gì ngay lập tức đi. Đúng a, ta đệ tử kia cũng nhanh lật trời, pháp bất trách chúng, để lão phu nên làm cái gì a? Ai, hiện tại cái kia tạp dịch phòng đều thành bánh trái thơm ngon, người nào đều muốn đi gặm hai cái. Chỉ một thoáng. Một đám lão gia hỏa hối hả quát kêu lên, giống như xù lông gà trống, tại không ngừng ngã lấy nước đắng. Hiện tại tình hình, tựa như tôn hầu tử đại náo thiên cung giống như, cả cái tông môn đệ tử đều phản. Trước kia bọn họ đều là vót nhọn đầu hướng nội môn chen, bây giờ lại tất cả đều là dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang hướng tạp dịch phòng chảy. Mà lại, cái này tên tạp dịch phòng quyền khống chế không tại những lão gia hỏa này trong tay. Nhất thời liền khiến cái này đã từng nắm quyền lớn trưởng lão cung phụng nhóm chân không, trong nháy mắt khó có thể lại đem nắm đại cục. Trong lúc nhất thời, các đệ tử nhóm không còn chim bọn họ những lão bất tử này, nhất thời để trong lòng bọn họ sinh ra mãnh liệt chênh lệch cảm giác, không biết nên như thế nào nắm giữ. Đối xử lạnh nhạt quét quét mọi người tại đây cái kia bi thiết chàng diện, Tà Vô Nguyệt trong lòng âm thầm cười nhạo. Hắn để chắc phàm sử xuất chiêu này có thể nói trọng quyền xuất kích. Coi là thật để những lão gia hỏa này không còn cách nào khác. Đoán chừng không ra giây lát thời gian, liền có thể đem nội môn triệt để lấy hết đi. Thạch Cung Phụng sắc mặt không hề bận tâm, nhàn nhạt nhìn lấy đây hết thảy, mà sau đó xoay người hướng Tà Vô Nguyệt khom người cúi đầu, tông chủ, ngài nhìn đến a, bây giờ tông môn coi là thật không ra thể thống gì. Có câu nói, người thường đi chỗ cao,
nước hướng chỗ thấp chảy. Bây giờ lại là âm dương điên đảo, thiên địa đổi chỗ, biến thành người hướng chỗ thấp chảy. Quỷ dị như vậy sự tình, nếu không tăng cường chỉnh đốn, chỉ sợ nước chi không nước, tông chi không tông a. Vậy ngươi muốn thế nào? Bất giác khẽ cười một tiếng, Tà Vô Nguyệt thản nhiên nói. Thở sâu, Thạch Cung Phụng lần nữa khom người bái cúi đầu, kiên định nói, mời tông chủ chỉnh đốn tạp dịch phòng, rút lui kia cái gì tinh anh tạp dịch hư danh đi. Mời tông chủ chỉnh đốn tông môn, chấn hưng ta tông quy. Còn lại trưởng lão cung phụng nghe đến, cũng trong nháy mắt an tĩnh lại, sau đó cùng nhau hướng Tà Vô Nguyệt khom người bái nói. Lạnh lùng nhìn mọi người liếc một chút, Tà Vô Nguyệt không khỏi cười to lên, ha ha ha. Tốt một cái chấn hưng ta tông quy, nhưng là tạp dịch phòng làm ta ma sách tông tầng dưới chót nhất vị trí, đời đời đều không người trông giữ, đảm nhiệm tự sanh tự diệt. Mà chỗ đó, nếu là có thể đi ra một người, hẳn là đại tài, tựa như đại cung phụng đồng dạng. Mà lại, cái kia cũng coi là ta tông cho mang tội người một con đường sống. Ở nơi đó có công tích lớn người, một dạng có thể trở nên nổi bật, đây mới là tông môn truyền thống, chúng ta tông quy. Nếu là đối tạp dịch phòng hạ thủ, liền ngang ngửa đuổi tận giết tuyệt, chính là quên nguồn quên gốc chi tội. Ánh mắt khẽ híp một cái, Tà Vô Nguyệt thình lình đem một đỉnh trời cái mũ chụp xuống, nhất thời liền làm cho tất cả mọi người lạnh không khỏi dùng mình một cái, cũng không dám nữa lên tiếng. Quên nguồn quên gốc, khi sư diệt tổ, cho dù là tại bọn họ ma tông bên trong, cũng là đại tội, nếu không sao lại là một tông. Ma mặc dù không câu nệ luân lý, nhưng làm tông môn, cũng nhất định phải có quy củ, nếu không thì loạn. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, gặp tông chủ thái độ như thế, cũng liền bất đắc dĩ lắc đầu, ai thán lên. Rất rõ ràng, tông chủ chẳng những không ủng hộ bọn họ đối tạp dịch phòng hạ thủ, còn có bao che chi ý. Bọn họ nếu là còn khăng khăng làm, rất có thể liền sẽ dùng cái này luận tội. Cái này không khỏi khiến đến một số vừa mới còn tại suy nghĩ, bỏ được một thân toát, đi tạp dịch phòng đại náo một phen trưởng lão cung phụng nhóm, lúc này thì bao phủ ý nghĩ này. Thạch Cung Phụng đứng tại Tà Vô Nguyệt bên cạnh, tựa hồ sớm có chủ ý, sắc mặt không vui không buồn, chỉ là trong mắt chỗ sâu lóe thâm thúy ánh sáng. Còn có, vừa mới Thạch Cung Phụng có một câu rất đúng, người thường đi chỗ cao. Các ngươi hiện tại ngay cả mình đệ tử đều lưu không được, có nghĩ tới hay không, thực là các ngươi đã không đủ cao đây, ha 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 ha. Sau cùng, Tà Vô Nguyệt chậm rãi đứng dậy, mang theo một mặt tự đắc chế giễu, sải bước rời đi nơi này. Chỉ để lại một đám trưởng lão cung phụng nín đến đỏ bừng phiền muộn khuôn mặt, đang không ngừng run rẩy. Cười tà dị âm thanh dần dần đi xa, mãi đến biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại tại chỗ những lão đầu tử kia âm trầm sắc mặt, giống như lôi vũ trước mây đen, thật lâu tiêu tán không đi. Thạch cung phụng trầm ngâm một chút, dương mắt nhìn mọi người một cái, đột nhiên cười nói, nhìn đến a, tông chủ thái độ đã rất rõ ràng, cái này căn bản chính là hắn một tay sách lược. Mà lại đầu mâu trực chỉ trong chúng ta môn. Nếu là việc này lại tùy ý phát triển tiếp lời nói, sau này chư vị trong tay chỗ tốt, đoán chừng đem về trên diện rộng rút lại. Chậm rãi gật đầu, mọi người đều là một mặt tán đồng chi sắc. Nhưng vẫn là có người không hiểu, hỏi thế nhưng là cái kia tạp dịch phòng đột nhiên toát ra như thế một số lớn tư nguyên, cung cấp đệ tử tu luyện. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, bình thường tông môn tư nguyên điều hành, đều phải đi qua chúng ta chi thủ. Tông chủ làm sao có thể đột nhiên xuất ra nhiều như vậy tư nguyên, đến trùng kích trong chúng ta môn đâu. Cái này, mi đầu thật sâu nhăn lại, Thạch Cung Phụng suy nghĩ một lát, nhưng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt đều là vẻ mờ mịt, điểm này, lão phu cũng không lắm giải. Nhưng có thể khẳng định là, tạp dịch phòng cái kia cách sử dụng hoặc, chúng ta không thể làm gì. Dù sao liền hắn cái kia khổng lồ tư nguyên tới, chúng ta đều không rõ ràng. Cho dù chúng ta nắm giữ tông môn tư nguyên điều hành, cũng át không chế trụ nổi nó phát triển. Mà lại, lớn nhất khiến lão phu lo lắng là, chờ chúng ta thủ hạ không có gì ra dáng đệ tử về sau, tông chủ liền có cớ, đem tông môn tư nguyên cũng theo chúng ta nơi này lấy đi. Trong mắt nhịn không được hung hăng co lại, tại chỗ tất cả cung phụng trưởng lão môn, bất giác cùng nhau thân thể chấn động, tiếp lấy chính là lộ ra càng thêm ngưng trọng khuôn mặt. Nếu là bọn họ liền điều hành tông môn tư nguyên quyền lực đều bị thu hồi, cái kia ở cái này trong tông căn cơ nhưng là toàn đoạn. Tông chủ chiêu này rút củi dưới đáy nồi, làm thật là cao minh rất a. Trong mắt lóe lên một đạo khiếp người tinh mang, nhị trưởng lão cắn răng nghiến lợi tán thưởng lên tiếng.
Những người còn lại nghe, cũng là giận hừ một tiếng, hơi hơi gật gật đầu. Thạch Cung Phụng hai cái con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, suy nghĩ một lát, đột nhiên nói, rút củi dưới đáy nồi, chiêu này tông chủ dùng xác thực rất là khéo, nhưng chúng ta sẽ không cũng tới một chiêu, tương kế tự kế sao? Nói thế nào, mọi người khẽ giật mình, cùng nhau hỏi. Trong mắt lóe lên một đạo lão hồ ly giống như tinh quang, Thạch Cung Phụng rằng giặc xuất khẩu, tông chủ làm ra cái này tinh anh tạp dịch phòng một màn, chỉ là lấy lợi dụ, muốn mang ra chúng ta đệ tử. Thế nhưng là chúng ta nếu có thể đem đệ tử ổn định, hắn liền không thể làm gì. Mà lại những cái kia tài nguyên tu luyện một mực tại chỗ ấy hao phí, lại hấp dẫn không đến ngoại môn nội môn đệ tử, vậy hắn kế hoạch này, chẳng phải là một mực tại bồi thường tiền. Ta nhìn hắn có thể hao tổn bao lâu, hừ. Cao, thật sự là cao. Thạch Cung Phụng vừa dứt lời, thất trưởng lão liền lập tức dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, tán thán nói, chúng ta liền để hắn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mặc kệ hắn cái này đại lượng tài nguyên tu luyện từ chỗ nào đến, luôn có hao hết một ngày. Đến lúc đó, hừ hừ, hắn nhưng chính là cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn, có hắn khóc thời điểm, ha ha ha. Thất trưởng lão tiếng cười ở trong đại điện rong chơi, rơi vào mỗi cái lão gia hỏa trong tai, những lão gia hỏa kia cũng tất cả đều cười to liền liền lên. Người tông chủ này trăm phương ngàn kế muốn từ trong tay chúng ta đoạt quyền, không có cửa đâu. Thế mà đúng lúc này, lại là một đạo đạm mạc âm thanh vang lên, thế nhưng là, đệ tử muốn tìm nơi nương tựa tạp dịch phòng, người cho dù là sư phụ, lại làm sao có thể ngăn được đâu. Coi như cản đến nhất thời, lại làm sao có thể cản đến cả đời. Nghi đầu bất giác lắc một cái, mọi người theo thanh âm nhìn qua, đã thấy người kia chính là tông môn đại trưởng lão, không khỏi cũng nhíu mày. Đại trưởng lão lời ấy, nói rất đúng, thủ hạ bọn hắn nhiều đệ tử như vậy. Một vị địa quan, lại chỗ nào có thể quan được. Thế nhưng là Thạch Cung Phụng sau khi nghe được, lại là từ chối cho ý kiến lắc đầu, trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo trần trụi sát ý, giết gà dọa khỉ, nếu là đệ tử không nghe lời, làm thịt như vậy một hai cái cho người khác nhìn một chút, bọn họ tự nhiên ngoan ngoãn lưu lại, không có gì lớn không. Trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, tất cả trưởng lão cung phụng lẫn nhau nhìn xem, không khỏi đều là lộ ra vẻ làm khó. Thực giết đồ đệ mình, thân là ma đạo tu giả bọn họ, không phải không xuống tay được, thật sự là thân ở ma tông, nếu là rơi xuống cái tùy ý giết đồ danh tiếng, về sau ai còn dám bái ngươi làm thầy a? Học trò của ngươi không có đồ đệ, ngươi từ đâu tới điều hành tư nguyên quyền lực? Cái này tất cả mọi thứ, đều cùng lợi ích móc nối, để bọn hắn những thứ này thủ đoạn độc ác đại ma đầu, tùy tiện không dám động này sát cơ. Tựa hồ nhìn ra bọn họ đáy lòng lo lắng. Thạch Cung Phụng không khỏi cười lạnh, thản nhiên nói, ta biết các ngươi đang sợ cái gì, không quan trọng, chỉ muốn mọi người cùng nhau động thủ, liền đều là ác nhân, về sau thu đồ đệ liền sẽ không có cái gì khác biệt, cái này ô danh, từ mọi người cùng nhau lưng như thế nào. Trong lòng bất giác nhất động, mọi người liếc nhìn nhau, đều là hơi hơi gật gật đầu. Đúng a, nếu là tất cả mọi người làm thịt qua đồ đệ, hôm đó sau thì cá nhân mà nói, cũng sẽ không lưu lại tiếng xấu. Dù sao phi thường thời kỳ, đúng vô cùng đợi. Coi như về sau những cái kia ngoại môn đệ tử muốn bái sư, mỗi một trưởng lão cung phụng đều có như vậy kinh lịch, hắn cũng không có lựa chọn chỗ trống. Nghĩ tới đây, mọi người khóe miệng ào ào xẹt qua một đạo tà dị đường cong, lộ ra lạnh lẽo hàm răng. Lũ danh con, làm lão phu thật không dám trị ngươi nhóm. Hừ hừ, chờ xem đi. Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, cái kia cứ như vậy định. Mọi người sau khi trở về, đều muốn cầm mấy cái đao đầu giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp những cái kia không nghe lời các đệ tử, đồng thời để ngoại môn chấp sự cũng xử trí mấy cái. Như là có một số trưởng lão cung phụng thủ hạ, không có dạng này đệ tử, cũng muốn lấy ra mấy cái đến làm thịt. Tóm lại, cái này tiếng xấu mọi người cùng nhau lưng, không coi là ác. Ai muốn một mình làm người tốt, hừ hừ, cái kia chính là cùng toàn bộ nội môn làm đúng. Lạnh lùng quét mọi người liếc một chút. Thạch Cung Phụng lần nữa cường điệu nói. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, đều là bình tĩnh gật đầu. Lúc này, Thạch Cung Phụng vừa nhìn về phía Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng hai người, càng căn dặn, Bạch Cung Phụng, Thích Cung Phụng, mặc kệ chúng ta trước kia phải chăng từng có qua kết, hiện tại đều gặp phải tông chủ đối nội môn trùng kích, chúng ta là cái chốt cùng một chỗ. Hy vọng hai vị có thể lấy đại cục làm trọng, vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Nếu không nội môn bị chiếm đóng,
hai vị lợi ích cũng tổn thất rất lớn a. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, hai người lẫn nhau nhìn xem, đều là dài ra một ngụm chọc khí, hơi hơi gật gật đầu. Thạch Cung Phụng gặp, cuối cùng lộ ra hài lòng nụ cười. Chỉ cần bọn họ nội môn trưởng lão Cung Phụng Tâm liền cùng một chỗ, Tà Vô Nguyệt muốn động đến bọn hắn lợi ích, cũng là si tâm vọng tưởng. Cái này cái tông môn có nhiều hơn một nửa quyền lực, thế nhưng là từ trưởng lão Cung Phụng tay nắm, hừ. Về sau, những lão đầu tử này dựa theo thương lượng xong đối sách, ào ào trở về chấp hành, từng đôi tà ác song đồng, mài đao xoèn xoẹt địa thẳng hướng đồ đệ mình. Người nào không nghe lời, ai còn muốn hướng tạp dịch phòng chạy, trực tiếp xử lý. Chờ tất cả mọi người đã rời đi, đại trưởng lão cũng muốn rời khỏi lúc, cũng là bị một thanh âm quen thuộc gọi lại, đại trưởng lão, chậm đã. Thân thể trì trệ, đại trưởng lão quay người nhìn qua, lại chính gặp Thạch Cung Phụng chính là một mặt vui vẻ nhìn về phía hắn, đại trưởng lão. Nghe nói người đem chính mình đệ tử đắc ý quỷ hổ mang đến tạp dịch phòng, vì sao? Phạm tội qua, tự nhiên xung quân hướng chỗ đó. Rear mép khẽ nhúc nhích, đại trưởng lão thăm thẳm xuất khẩu. Cười nhẹ lắc lắc đầu, Thạch Cung Phụng rõ ràng không tin, ha ha ha. Đại trưởng lão, đối với ta cũng không yên lòng sao? Quỷ hổ kia là người đệ tử đắc ý, phạm bao lớn sự tình, đều không cần thiết xung quân đến loại địa phương kia đi. Huống hồ. Hắn vừa đi một hai ngày, cái kia tinh anh tạp dịch phòng thì xuất hiện. Xem ra Thạch Cung Phụng điều tra rất triệt để a, ha ha ha. Than nhẹ một tiếng, đại trưởng lão lắc đầu bật cười, tính toán, không dối gạt ngài, thực lần trước quỷ hổ bại vào Trác Phàm chi thủ, tiểu cô nương kia lại thỉnh cầu đi tạp dịch phòng lúc, lão phu liền cảm giác chỗ đó có gì đó quái lạ. Cho nên sớm để quỷ hổ đi vào, làm ám tử. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng a. Trong mắt bất giác lắc một cái, Thạch Cung Phụng một mặt kinh hãi, hướng về đại trưởng lão bái bái, đại trưởng lão thật sự là nhìn xa hiểu rộng, công chính liêm minh, vậy mà phái chính mình đệ tử đắc ý đi làm thám tử, Thạch Mỗ thật sự là bội phục cực kỳ a. Ha ha ha, không có gì, chỉ vì lần này đối thủ lợi hại, phái người khác đi sợ khó có thể đảm nhiệm, cho nên bất đắc dĩ mới phái đi quỷ hổ, thực lão phu đáy lòng cũng vạn phần không muốn a. Chậm rãi khoát khoát tay. Đại trưởng lão từ chối cho ý kiến cười cười, nếu là Thạch Cung Phụng không có hắn sự tình, lão phu đi trước. Xin cứ tự nhiên, Thạch Cung Phụng lập tức khẽ vươn tay, cười nói, như là ngày sau có gì cần, cứ mở miệng. Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu, quay người rời đi. Thế nhưng là Thạch Cung Phụng không thấy được là, tại hắn quay người trong tích tắc, sắc mặt lại là bỗng dưng nghiêm túc lên, trong mắt lóe lên nồng đậm sầu lo. Đại trưởng lão cũng không thấy được. Thạch Cung Phụng cũng tại cùng thời khắc đó, vừa mới còn ân tình hai mắt, một nổi lên nồng đậm hồ nghi. Hai người lẫn nhau không tin, chỉ là trên mặt vẫn không có đánh vỡ phần này hư giả hòa thuận a. Một phương diện khác, Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng hai người cùng một chỗ trở lại Bạch Cung Phụng trang viên, muốn thương thảo một phen đến tiếp xuống hành động. Đối với cầm những đệ tử kia khai đao, bọn họ trong lòng không đành lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Cái này sai lầm, tất cả mọi người muốn lưng. Bọn họ không cóng, liền phạm vào kỵ húy, ngày sau vĩnh viễn khó có thể đặt chân bên trong tông môn. Đây cũng là, công thủ đồng minh. Thế nhưng là hai người gót chân vừa mới bước vào cánh cửa bên trong, Nguyệt Linh, Khuê Lang hai người thân ảnh lại là cùng nhau xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, khom người bái phục nói tham kiến sư phụ. Các ngươi hai cái làm sao lại đến, có chuyện gì sao? Mi đầu lắc một cái, Bạch Cung Phụng nghi hoặc lên tiếng. Liếc nhìn nhau. Nguyệt Linh thân là Bạch Cung Phụng đệ tử, vẫn là lẽ ra nên nàng tiến lên bẩm báo nói, khởi bẩm sư phụ, Trác quản gia đến đây tiếp kiến. Trác quản gia, cái kia Trác quản gia. Cũng là tinh anh tạp dịch phòng người xây dựng kiêm đại quản gia, Trác Phàm, Trác quản gia. Lúc này, Khuê Lang đuổi bước lên phía trước, khom người bẩm báo. Nghe được lời này, hai đại cung phụng không khỏi cùng nhau giật mình, liếc nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Gần nhất huyên náo cả cái tông môn gà bay chó chạy tinh anh tạp dịch quản lý phòng sự tình, thế mà tìm tới hai người bọn họ, hắn. Đến tột cùng vì sao mà đến? Nghe nói cái này tinh anh tạp dịch phòng chính là tông chủ tại hậu trường trưởng khống, cái kia người này cũng là đại biểu tông chủ đến. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bạch Cung Phụng trầm ngâm rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, ai, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Người này là vì tông chủ mà đến. Nghĩ đến là tông chủ có lôi kéo chúng ta chi ý. Chỉ bất quá,
Kẹp tại nội môn cùng tông chủ ở giữa, chúng ta nên đi nơi nào đâu? Thích Cung Phụng nghe đến, cũng là không khỏi nhướng mày, không biết nên làm thế nào cho phải. Trác quản gia đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Một bước vào bên trong đại sảnh, Bạch Cung Phụng lúc này nhìn đến khách tọa ngồi lấy một thanh niên tóc trắng, chính là lúc trước một chiêu đẩy lui quỷ hổ tạp dịch phòng cao thủ, liền lập tức nhận ra hắn, không khỏi vội vàng ôm một cái quyền, khách khí nói. Đi theo phía sau Thích Cung Phụng, cũng là liên tục chắp tay, mặt mo cười đến cùng cái hoa cúc một dạng, mảy may không có coi Trác Phàm là đệ tử đối đãi, ngược lại là nhìn thành bình đẳng thân phận. Ách! Không khỏi trì trệ, Trác Phàm bất giác bật cười một tiếng, liên tục khoát tay, chắc hẳn hai vị cũng là Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng a, thật sự là khách khí, để vãn bối thụ sủng nhược kinh a. Vãn bối bất quá một tạp dịch đệ tử mà thôi, sao xứng đáng hai vị cung phụng lễ ngộ như thế? Ai, Trác quản gia cái này nói sai. Cái gọi là tể tướng trước cửa thất phẩm quan viên, ngày gần đây Trác quản gia tại tạp dịch phòng làm đến hừng hực khí thế, hai người chúng ta sớm có tiếp kiến chi ý. Hiện tại ngươi lại đại biểu tông chủ mà đến, chúng ta lại sao dám không lấy lễ đãi chi đâu. Bất giác khẽ cười một tiếng, Bạch Cung Phụng trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười, Thích Cung Phụng cũng là liên tục gật đầu không thôi. Nghe được lời này, Trác Phàm cũng chỉ có thể là cười gật gật đầu. Tiến tới trực tiếp tiến vào chủ đề, đã hai vị cung phụng đã đoán được ta là đại tông chủ mà đến, như vậy hẳn là cũng đoán được ta tới đây vì chuyện gì đi. Ách, chỉ một thoáng, lần này đến phiên hai người này trễ ở, liếc nhìn nhau, trầm ngâm thật lâu, Bạch Cung Phụng mới than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói thật, tông chủ ý đồ chúng ta có suy đoán, nhưng cũng không dám lại đoán đi xuống. Chúng ta thân là tông môn cung phụng, chỉ muốn vì tông môn tận tâm tận lực, không muốn liên lụy đến một số không tất yếu phân tranh bên trong đi. Đúng vậy a, dù nói thế nào, chúng ta cũng là nội môn người, tông chủ yêu cầu, chúng ta chỉ sợ làm không được. Thích Cung Phụng cũng là lắc đầu thở dài, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, đầy mặt vẻ làm khó. Tựa hồ sớm đã đoán được cục diện như vậy, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười một tiếng, ngược lại nói sang chuyện khác, thản nhiên nói, vừa mới nội môn trưởng lão Cung Phụng đại hội kết thúc. Tông chủ sớm đã trở về, các ngươi nhưng lại dừng lại thời gian dài như vậy, lại một mình mở tiểu hội a, nói cái gì? Liếc nhìn nhau, Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng cực kỳ ăn ý cùng nhau lắc lắc đầu, tha thứ chúng ta không thể trả lời. Các ngươi không nói, ta cũng biết đại khái ý tứ, chỉ là nội môn một lòng đoàn kết, trung độ nan quan loại hình. Khóe miệng nhếch lên một cái tà dị đường cong, Trác Phàm len lén nhìn hai người liếc một chút, lại thấy hai người vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhìn không ra cái nguyên do về sau, không khỏi khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không, hiện tại bọn hắn cùng các ngươi trung độ nan quan, thế nhưng là cửa ải khó quá khứ về sau đâu. Mí mắt nhìn không được nhảy một cái, hai vị cung phụng chân mày hơi nhíu lại tới. Trác Phàm gặp này, biết đã dắt động đến bọn hắn trái tim, liền tăng lớn cường độ, bày sự thật, giảng đạo lý, lớn tiếng hô quát nói, Khuê Lang, Nguyệt Linh, các ngươi tiến đến. Các ngươi sư phụ muốn gặp các ngươi. Không khỏi sững sờ, hai vị kia cung phụng một mặt không hiểu nhìn về phía Trác Phàm, không rõ ý. Mà đúng lúc này, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh hai người cũng tới đến trước mặt bọn hắn, khom người bái nói, sư phụ, các ngươi tìm chúng ta có chuyện gì quan trọng phân phó. Cũng không có việc lớn gì, thì là các ngươi hai cái sư phụ hiện tại nhàn hoảng, để cho các ngươi nói đoạn cố sự, thì là các ngươi mười mấy năm qua tại tạp dịch phòng cố sự. Không đợi hai vị kia cung phụng mở miệng, Trác Phàm đã giành nói. Trong lúc nhất thời, bốn người đều có bắn tỉa mộng, không biết hắn cái này là ý gì. Nhưng là thấy hai vị cung phụng không nói gì, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh hai người đành phải dựa theo Trác Phàm yêu cầu, giảng giải lên bọn họ tại tạp dịch phòng long đong kinh lịch. Từ vừa mới bắt đầu nhận người xem thường, đến sau cùng chậm rãi quen thuộc, theo tạp dịch phòng trong khi đánh nhau chết sống, nhiều lần sinh tử, từng bước một bò đến vị trí lão đại. Đau tố máu và nước mắt lịch sử. Chờ hai người giảng xong, bọn họ tựa hồ còn không có theo cái kia bi thương bên trong hồi phục lại, mí mắt đều có chút sưng đỏ. Thế nhưng là lại nhìn hai vị kia cung phụng, lại là hoàn toàn không liên quan đến mình sự việc, mặt không biểu tình. Nói xong sao? Tùy ý liếc hai người liếc một chút, thấy hai người gật đầu, Bạch Cung Phụng vừa nhìn về phía Trác Phàm, khó hiểu nói, Trác quản gia, người cái này là ý gì? Không có cảm giác sao? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm hỏi. Không khỏi mỉm cười cười một tiếng,
hai vị cung phụng đều là từ chối cho ý kiến lắc đầu. Thích cung phụng càng là cười nhạo liên tục, Trác quản gia, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, chúng ta ma đạo tu giả vốn là trải qua long đong, vô tình vô nghĩa. Tạp dịch phòng tính là gì, chỉ là hai người bọn họ tiểu bối một đoạn lịch luyện mà thôi, chẳng lẽ bởi vì bọn họ là chúng ta đồ đệ, chúng ta sẽ vì bọn họ cảm giác thương cảm đau lòng sao? Hắc hắc hắc, cái kia còn tính là gì ma đạo cao thủ? Ta để ngươi cảm giác cái này sao? Rất là kỳ lạ nhún nhún vai, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, ta nói là hai người bọn họ cái này gặp như vậy, là ai tạo thành? Tại trước mặt bọn hắn chế giễu bọn họ, là ai? Chế giễu bọn họ không quan trọng, nhưng mọi người cuối cùng chế giễu, là ai? Thân thể nhịn không được run run, hai vị cung phụng đột nhiên sắc mặt đại biến, tựa hồ đã minh bạch Trác Phàm muốn nói gì. Khóe miệng xẹt qua một đạo khinh miệt đường cong. Trác Phàm khoan thai lên tiếng, cái này hai hàng lúc trước bị người mưu hại, đó là bọn họ chính mình đần. Nhưng là đánh chó nhìn chủ nhân, những người kia lại dám như thế trắng trợn động đến bọn hắn hai, rõ ràng là không đem các ngươi hai vị để vào mắt a. Còn có về sau, các ngươi vì sao trăm phương ngàn kế đem bọn hắn triệu hồi đến, không cũng là bởi vì thủ hạ các ngươi đệ tử liên tiếp ra chuyện, đã không người có thể dùng sao? Ai, bi a bi ai. Đệ tử cái kia mấy đầu thiện mệnh không quan trọng, nhưng hai vị mặt mũi này mặt bị 333 địa luân phiên cuồng phiến, hai vị thế mà còn có thể bình chân như vậy, phần này tâm tính, Trác Phàm coi là thật bội phục cực kỳ a. Cái này muốn cho ta, chỗ nào có thể phải nhịn xuống, người khác động đồ đệ của ta, rõ ràng là không nể mặt ta a. Vừa mới thích cung phụng nói ta quá trẻ tuổi, ha ha ha. Xác thực, ta vẫn là quá trẻ tuổi, làm không được bách nhẫn thành kim, hóa thành tóc xanh rùa. Đầy đủ. Trác Phàm nói còn chưa dứt lời, Bạch Cung Phụng đã là nổi giận mà ra, hét lớn liên tục, Trác Phàm, ta nhìn ngươi là đại biểu tông chủ mà đến, kính ngươi ba phần, ngươi nhưng là không nên quá phận. Quá phận, ta quá phận sao? Ta có luân phiên đập tới hai vị cung phụng mặt sao? Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm ta cười ra tiếng, hai vị bị người kia phiến mấy chục năm cái tát, vẫn như cũng nguyện ý vì bọn họ làm đầy tớ. Ta mới vừa vào tông môn không bao lâu, còn chiếu cố các ngươi hai cái đổ đệ một đoạn thời gian, các ngươi thế mà coi ta là cửu nhân, đem người kia làm minh hữu. Người nào quá phận, vẫn là nói, người nào càng tiện. Song Đồng hung hăng nhìn chằm chằm hai người, Trác Phàm lời nói năng có khí phách, hai người cũng là chăm chú nhìn hắn, song quyền hận đến đột nhiên nắm lại, rear mép loạn run run, lại là không có động tác. Thật lâu. Hai vị cung phụng cuối cùng đè xuống trong lòng nộ khí, lạnh lùng lên tiếng, Trác Phàm, ngươi không cần lại đi châm ngòi, bây giờ trong chúng ta môn tất cả trưởng lão cung phụng, đều là trên một đường thẳng châu chấu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ngươi có thể đi trở về bẩm báo tông chủ, hắn hảo ý chúng ta tâm lĩnh, đáng tiếc chúng ta muốn cô phụ. Trước khác như vậy vội vã cự tuyệt, hai vị thủy chung cùng cừu địch ở tại một đầu chiến tuyến, không phải liền là vì điểm này tông môn tư nguyên điều hành quyền sao. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không, qua cỗ này danh tiếng, ăn thịt vẫn là bọn hắn, các ngươi vẫn như cũ ăn canh. Thế nhưng là như nội môn không, chúng ta liền canh đều không đến uống. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bạch Cung Phụng rốt cục nói ra bọn họ đáy lòng nói thật. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm muốn cũng là hắn tự mình nói ra miệng, đã ngươi muốn, ta thì cho. Như nội môn không có canh uống, cái kia hai vị đều có thể đến chúng ta tạp dịch phòng ăn thịt a. Trong mắt bất giác co rụt lại, hai người cùng nhau quát lớn, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Bất giác thản nhiên cười, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, thực không dám giấu giếm, gần nhất chúng ta tạp dịch phòng quá nhiều người, cần tiến vào chiếm giữ trưởng lão cung phụng quản lý. Nếu là hai vị không chê lời nói, hoàn toàn có thể tới chúng ta tạp dịch phòng đến, trước tạm chiếm chỗ ngồi. Nói thực ra, tông chủ có ý cầm tinh anh tạp dịch phòng, thay thế nội môn làm tinh anh đệ tử bồi dưỡng chi địa. Chỉ là nội môn thâm căn cố đế, không tốt một hơi rút lui, bất quá cũng là vấn đề thời gian. Hiện tại nội môn từ Thạch Cung Phụng trưởng quản, hắn đang ăn thịt, các ngươi tại uống canh. Nhưng là các ngươi nếu có thể sớm tại tinh anh tạp dịch phòng dừng chân, đó chính là các ngươi ăn thịt, hắn liền canh đều không đến uống. Hiện tại đối với các ngươi mà nói, các ngươi hoàn toàn có thể không phải trên một đường thẳng châu chấu, đều có tương lai riêng. Sớm đến có, muộn không, chính là như vậy. Mí mắt không khỏi hung hăng nhảy nhót, hai vị cung phụng trong lòng rung mạnh, không nghĩ tới tông chủ lại thật có mất quyền lực nội môn chi ý,
chỉ là cái này tinh anh tạp dịch phòng vừa mới bắt đầu, không biết có thể chống đỡ bao lâu, tùy tiện nhảy qua đi, lại là quá mức mạo hiểm. Tựa hồ nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, Trác Phàm lúc này lại phóng đại chiêu, trong tay ánh sáng lóe lên, liền xuất hiện hai cái bình sứ, đẩy quá khứ. Hai người khẽ giật mình, tiếp nhận mở ra nắp bình xem xét, nhất thời giật nảy cả mình. Cái kia nồng đậm đan hương, làm cho hai người chỉ là vừa nghe, liền toàn thân huyết mạch bỗng dưng thông suốt lên. Thập phẩm linh đan. Không tệ, chính là thập phẩm linh đan, thông thiên đan. Nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý. Trác Phàm mỉm cười, đạm mạc lên tiếng, nếu là hai vị đối tiền đồ còn có lo lắng, trước tiên có thể tìm người khác tới thử. Chỉ cần có một vị trưởng lão cung phụng nguyện ý đến chúng ta tạp dịch phòng gánh chức, ta liền xuất ra một khỏa bát phẩm linh đan đến chiêu đãi. Bát phẩm. Đúng, cũng là bát phẩm. Nhìn lấy hai người cái kia vẻ không hiểu, Trác Phàm lúc này cười nói, hai vị là dẫn đầu người, tự nhiên cầm khá quý giá còn người khác, ta chỉ cấp bát phẩm. Mà lại muốn tăng thêm tốc độ, muộn ta chỗ này thế nhưng là không thu. Dù sao, không có nhiều đệ tử như vậy, muốn nhiều như vậy trưởng lão cung phụng làm gì? Trong lòng bất giác run lên, hai người tựa hồ minh bạch Trác Phàm ý đồ chân chính. Hắn chẳng những là muốn đào nội môn trưởng lão cung phụng góc tường, càng trọng yếu là, đem nội môn đệ tử toàn đào quá khứ, đem nội môn đào thành cái xác rỗng. Thủ đoạn như thế, coi là thật tàn nhẫn cùng cực, rút củi dưới đáy nồi, hoàn toàn không cho nội môn một chút thở dốc cơ hội. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, nếu là nội môn trưởng lão cung phụng cộng thêm đệ tử, có một bộ phận bị đào được tạp dịch phòng lời nói, trong lúc này môn cũng không có lưu giữ tại đi xuống giá trị. Cái này Trác Phàm cùng tông chủ lúc lên lúc xuống, liên thủ tạo áp lực, lúc này là có thể đem nội môn cho hủy. Hai người bọn họ lại ở lại, cũng là pháo hôi, không bằng sớm làm ném tông chủ một phương này đi. Dù sao cái này Trác Phàm cùng bọn họ hai vị đệ tử giao tình không tệ, hai người bọn họ nếu là lại nhanh chóng tiến vào chiếm giữ tạp dịch phòng lời nói, đoán chừng phải đến chỗ tốt càng nhiều. Nghĩ tới đây, hai người lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, đều là hơi hơi gật gật đầu, lớn tiếng nói tốt, chúng ta nguyện ý tiến vào chiếm giữ tạp dịch phòng. Mà lại hội trong bóng tối liên hệ hắn tin được trưởng lão cung phụng, cùng đi ngươi chỗ đó. Vậy là tốt rồi, nội môn đã khô mục, ta chỗ này mới là các vị đại triển quyền cước chi địa, hoan nghênh thêm vào. Khóe miệng hơi hơi một phát, Trác Phàm lộ ra một bộ gian trá nụ cười. Sư phụ, ngài trở về. Ma Sách Tông phía sau núi Nghĩa Trang chỗ, tứ đại trận trong môn phái không ngừng truyền đến tiếng oanh minh, quỷ hổ, thiết ưng cùng khuê cương, nguyệt nhi bốn người, giam khống bốn môn khảo nghiệm, viên lão thì là tổ chức lấy mới tạp dịch đệ tử, làm từng bước đi tới nơi này. Trước kia trống trải âm hàn Nghĩa Trang, nhất thời một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Nguyệt Nhi nhìn thấy Trác Phàm, không khỏi kinh hô một tiếng, mọi người liền cùng nhau gom lại trước mặt hắn. Khuê Cương khóe miệng hơi hơi xẹp xẹp, oán giận nói, sư phụ, người ba ngày này đều đi chỗ nào, chúng ta chỗ này đều nhanh bận bịu không mở, người chủ này sự tình còn đang lười biếng. Vi sư cái này gọi dạo chơi, về sau nói chuyện phải hiểu được phân tắc, tiểu tử thúi. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm lúc này gõ gõ đầu hắn. Khuê Cương chu chu mỏ. Trong lòng phát ra bực tức, nhưng cũng không dám lại nói ra. Dạo chơi cùng lười biếng không giống nhau a, lại nói, Ma Sách Tông thì như vậy lớn một chút địa phương, ngài có thể du đi đến nơi nào. Quỷ hổ nhìn lấy Trác Phàm, trần chờ một trận, nhưng rất nhanh vẫn là ồm ồm nói, Trác quản gia, lúc trước ngươi nói để cho ta ở tại bên cạnh ngươi. Vậy lần sau ngươi muốn đi đâu, có thể hay không cũng mang theo ta. Ha ha ha, ta biết ngươi ý đồ. Bất quá lần này không được. Khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh nhạt đường cong, Trác Phàm chậm rãi lắc lắc đầu. Thực hắn ba ngày qua này, trừ bái phỏng hai vị cung phụng bên ngoài, cũng là tại Khuê Lang hai người chỉ huy dưới, đi gặp một số tại nội môn có ảnh hưởng các đệ tử. Cái này đào chân tường công tác, hắn đã là làm tương đương xe nhẹ đường quen, tự nhiên minh bạch phía trên ra tay đạo lý. Trừ trưởng lão cung phụng bên ngoài, có thể lung lạc một đám dẫn đầu đệ tử. Cũng là tương đối quan trọng. Bởi vậy hắn tuyệt không thể mang quỷ hổ tiến đến, dù sao hắn là đại trưởng lão đệ tử, mặc dù là song long hội có thể đặt tại thân một bên bồi dưỡng, nhưng muốn chấp hành loại này rút củi dưới đáy nổi kế hoạch, hắn lại là vạn phần không yên lòng để hắn thêm vào. Tựa hồ cũng minh bạch Trác Phàm trong lòng khúc mắc, quỷ hổ cũng có thể hiểu được, hơi hơi gật gật đầu.
Lúc này, Viên lão trầm ngâm một trận, đột nhiên nói, Trác quản gia, lúc trước chúng ta tạp dịch trước của phòng còn xếp đầy người, ngoại môn nội môn đệ tử đều chen chúc mà tới, nhưng mấy ngày gần đây nhất giống như không có người a. Không ngại, có nguyện ý hay không thêm vào đều là chính bọn hắn sự tình, chúng ta tuyệt không bắt buộc, cũng không hiếm có. Thờ ơ khoát khoát tay, Trác Phàm đảo mắt quét Quỷ Hổ bốn người bọn họ liếc một chút, thản nhiên nói, bốn người các ngươi còn đứng nơi này làm gì, còn không nhanh các tổ chức. Riêng là Quỷ Hổ, người cái kia sát khí quá nặng, muốn thu liễm tại tâm, liền phải nhẫn. Ta cho ngươi đi giám thị bọn họ, cũng là để ngươi ma luyện tâm cảnh, trong yên tĩnh học nhẫn, còn không mau đi. Liên tục không ngừng gật đầu, mọi người vội vã lại trở lại cương vị của mình, chỉ có Viên lão một mực đứng tại chỗ, cười nhạt nhìn lấy Trác Phàm bất động. Bởi vì trong lòng hắn minh bạch, Trác Phàm vừa mới nói chỉ là cho cái kia bốn người trẻ tuổi nghe, tránh thức tâm tư, hắn hiện tại mới phải nói rõ. Quả nhiên, tại bốn người rời đi về sau, Trác Phàm mới thở dài một ngụm chọc khí, nhìn về phía Viên lão, bất đắc dĩ cười cười, không có cách, miệng phía trên không lông, làm việc không tốn sức. Không phải ta đối bọn hắn không tín nhiệm, chỉ là sợ bọn họ phập phồng không yên, không giữ được bình tĩnh, đem ngài đại kế tiết lộ ra ngoài, lão hủ minh bạch, ha ha ha. Viên lão cùng Trác Phàm nhìn chăm chú liếc một chút, đều là ngầm hiểu lẫn nhau địa đại cười mà ra. Đón lấy, Trác Phàm tiến vào chính đề, Viên lão, gần nhất 3 ngày ta chạy nội môn một chuyến, những lão gia hỏa kia quả nhiên hành động, bắt đầu hạn chế đệ tử hoạt động. Xem ra bọn họ đã cảm thấy được chúng ta ý đồ, chỉ cần đem tòa hạ đệ tử khống chế lại, chúng ta làm đến động tĩnh lại lớn, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tông môn đại thế, cuối cùng vẫn muốn lấy quyết tại dòng người hướng A. Trên một điểm này, Thạch Cung Phụng hắn coi là thật nhìn đến rất chính xác. Hơi hơi gật gật đầu, Viên lão một mặt nghiêm túc, đạm mạc lên tiếng. Khinh thường suy cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói, lời tuy như thế, bất quá đáng tiếc. Nội môn sớm đã không phải bền chắc như thép. Vốn là trong môn trưởng lão cung phụng ở giữa thì mâu thuẫn sâu nặng, bởi vì cộng đồng lợi ích mới miễn cưỡng buộc chung một chỗ. Chỉ cần ta thêm chút châm ngòi, tự nhiên có vết rách, sau đó lại uy bức lợi dụ một phen, lập tức liền có người phản chiến đối mặt. Hiện tại Bạch cung phụng cùng Thích cung phụng thay ta đi phân hóa hắn trưởng lão cung phụng, về sau ta lại tại Khuê Lang bọn họ giới thiệu, kéo tới mấy cái nội môn thực lực đệ tử, lúc trước cùng hai người này kết giao tình. Hiện tại cuối cùng dùng tới, ha ha ha. Trác quản gia thận trọng từng bước, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, coi là thật để lão hủ bội phục cực kỳ a, ha ha ha. Viên lão cười lớn một tiếng, vỗ vỗ tay. Trác Phàm nghe đến lại là bất đắc dĩ trợn mắt một cái nhi, ít đến, quang hai cái này cung phụng, ta thì phế hai khỏa thập phẩm linh đan, đây vẫn chỉ là người dẫn đầu. Về sau những tông môn kia cung phụng trưởng lão, mỗi người tối thiểu cũng phải một khỏa bát phẩm linh đan. Ai, tiếp tục như thế, ta thật muốn bồi chết. Thế nào, nhà ngươi cơ sở không đủ à, còn lại bao nhiêu? Không khỏi giật mình, Viên lão vội vàng nói. Dù sao nếu là Trác Phàm trong tay tư nguyên theo không kịp, cái này tạp dịch phòng tình thế nhất thời liền muốn dập tắt, cái kia hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm nhìn chằm chằm Viên lão, khinh thường nhẹ hừ một tiếng, ngươi quan tâm ta nhiều như vậy làm gì, thì không nói cho ngươi. Đừng cho là ta không biết, lần trước ta vừa theo ngươi nói, ta có thể dưỡng lên một cái tông môn, cái kia Tà Vô Nguyệt thì lập tức để cho ta làm lớn như vậy một cái chiến trận. Ngươi cho ta không biết cái này bên trong mờ ám, ta lại không ngốc. Nếu để cho các ngươi biết nhà ta cơ sở sâu cạn, các ngươi còn không tìm kiếm nghĩ cách đem ta vơ vét sạch sẽ à. Như vậy chiếu ngươi nói như vậy, cũng là còn tương đương dư giả à, ha ha ha. Vậy là tốt rồi, Viên lão cười nhạt gật gật đầu. Tựa hồ đã xem thấu hết thảy, trong mắt tản ra lão hồ ly giống như khôn khéo. Trác Phàm gặp, bất giác bĩu môi, nhưng trong lòng cũng không để ý, dù sao lấy nhà hắn cơ sở mà nói, muốn chống bao lâu cũng không có vấn đề gì. Nhưng vẫn là muốn phải nhanh một chút kết thúc đây hết thảy, có thể bằng này công tích, cùng cái kia Tà Vô Nguyệt nói một chút, giải phóng tự do thân vấn đề. Từ vừa mới bắt đầu, lòng hắn liền không có tại Ma Sách Tông, một mực đang nghĩ lấy. Đều là rời đi nơi này. Cái này căn bản không phải hắn nơi ở lâu, nếu là thật sự muốn chọn một thời gian dài ngừng chân địa phương lời nói, hắn vẫn là nguyện ý trở lại cái kia tiểu gia tộc. Thật sâu nhìn lấy hắn, Viên lão dường như xem thấu khác ý nghĩ, trong lòng bất giác ai thán một tiếng,
tiểu tử này đối tông môn vẫn là không có thuộc về a, cho dù đều ở nơi này thu hai cái đồ đệ. Mí mắt hơi hơi run run, Viên lão đột nhiên ngẩng đầu khẽ cười nói, "Trác quản gia, ngài vì tông môn làm ra lớn như vậy một cái trận thế, nỗ lực nhiều như vậy, còn không có một tia hồi báo, nhất định trong lòng khó chịu đi. Vậy lão phu thì cho ngài nói một cái hiếm có người biết rõ bí văn, mà nên ngài một tia ích lợi đi." "Cái gì bí văn, người nào bát quái, Tà Vô Nguyệt sao?" "Vậy thì tốt quá, lần tiếp theo nhìn thấy hắn, ta có thể thẹn một chút cái này lòng tham không đáy ra hỏa, ra trong lòng một ngụm ác khí, để ngươi nha lại đánh ta túi tiền chủ ý, ha ha ha." Gương mặt có chút co lại, Viên lão từ chối cho ý kiến lắc đầu cười cười, "Trác quản gia, xin đừng nên nói đùa, lão phu rất nghiêm túc. Cái này bí văn tại Tây Châu, cũng chỉ có các tông rất ít cao tầng biết. Lão phu năm đó cũng là cho một vị luyện đan sư trợ thủ, trong lúc vô tình nghe đến, có quan hệ địa mạch long hồn bí mật." "Địa mạch long hồn," Mi đầu bất giác lắc một cái, Trác phàm rốt cục thu liếm lúc trước lỗ mãng, biến đến nghiêm túc lên, "Người sẽ không phải nói, là cái kia cửu long kim cương thân đi." Chậm rãi lắc lắc đầu, Viên lão không khỏi khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, tu luyện cửu long kim cương thân lời nói, xem như uổng công cái này long hồn chi lực, phung phí của trời. "Há, lời ấy như thế nào?" Mi đầu lắc một cái, Trác phàm sắc mặt càng thêm nghiêm túc lên. Khẽ vuốt râu dài, Viên lão khoan thai lên tiếng, chín đạo long hồn ra thể, nếu là có thể tiếp nhận long hồn cắn thể nỗi khổ, chỉ cần là hóa dưới hư cảnh, đều có thể luyện thành cửu long kim cương thân, trong nháy mắt đột phá hóa hư cảnh. Thế nhưng, lại là hạ sách, có chút lãng phí. Bởi vì cho dù hắn là hóa hư cảnh, hắn thần hồn cũng bất quá là địa long hồn, chính là phàm vật mà thôi, cùng lúc trước chín đạo long hồn không có gì khác biệt. Gặp phải hắn hóa hư cao thủ, cho dù thân thể cường đại, nhưng ở thần hồn phía trên lại không chiếm tiện nghi, toàn bằng bản thân thực lực. Thế nhưng là, cái này long hồn tu luyện phương pháp, còn có thượng sách, đó chính là 10 đạo long hồn tề tụ, liền có thể liền thông thiên địa. Mở ra thiên mạch, dẫn cửu thiên long khí ra thân, ngưng tụ thiên long thần hồn. Cái này nhưng là cùng cái kia địa long hồn hoàn toàn không thể so sánh nổi, đó là chân chính long hồn, mà không phải địa mạch tinh linh. Chỉ dựa vào thần hồn tự thân lực lượng, liền có thể áp chế đại bộ phận thần hồn, cái kia trong chiến đấu tăng thêm, thế nhưng là không thể so sánh nổi. Từng có truyền ngôn, địa long thần hồn mặc dù cũng là thượng đẳng thần hồn, nhưng ở song phương công lực tướng các loại tình huống dưới, chỉ có thể vượt cấp 2 cấp, nhưng thiên long thần hồn lại có thể vượt giai 5 cấp trở lên. Trong mắt nhìn không được hung hăng co lại, Trác phàm trong lòng một trận kinh hãi, long hồn hắn biết, nhưng thiên long hồn là cái quái gì, hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại, 10 đầu địa long hồn dẫn động thiên long hồn, hắn cũng là chưa từng nghe nói qua. Chậm rãi nhắm mắt lại, Trác phàm cẩn thận nhớ lại cửu u bí lục bên trong đối đại lục các loại chuyện lạ ghi chép. Đều là không có dạng này sự tình. Chẳng lẽ liền năm đó cửu U Ma Đế, cũng không biết việc này sao? Thế nhưng là có một đầu ghi lại, giống như lại có chút liên quan, vậy chính là có quan chân chính long hồn. Thánh vực bên trong long tộc một chỗ, có một long chủng, bên trong chôn lấy các đời long tộc cao thủ thi thể, long khí nồng đậm. Nếu là có thể lấy chỗ đó long khí luyện hồn, coi là thật có thể ngưng luyện ra mạnh nhất long hồn. Bất quá nơi đó là long tộc cấm địa. Chấn giữ nghiêm mật, người bình thường nhưng là vào không được. Coi như hắn tại thánh vực, không tới hóa hư cảnh người đi trộm long khí, đó cũng là muốn chết. Thế nhưng là hóa hư cảnh qua, lại là mất đi ngưng luyện thần hồn cơ hội thật tốt, cho nên không có người hội muốn đi qua ngưng luyện tránh thức long hồn. Bất quá nghe cái này Viên lão chỗ nói, cái này thiên long hồn tựa hồ cũng là long chủng long khí luyện thần hồn, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tại thánh vực trộm không đến long khí? Tại phàm giai ngược lại có thể trộm được sao? Trác phàm trong lòng không rõ, Viên lão nhìn lấy hắn cũng là trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn như cũ tiếp tục nói, đây cũng là thập long khai thiên, tu luyện thời cơ tất yếu tại đột phá hóa hư cảnh lúc, tuy nhiên không có cửu long kim cương thân cái kia thân thể cường hãn, nhưng làm hóa hư lấy phía trên cao thủ, thần hồn trọng yếu nhất, cái kia thiên long hồn giá trị cao hơn nhiều này. Tại chúng ta Tây Châu, cũng chỉ có song long viện song long chí tôn, luyện thành thiên long hồn mà thôi. Song long chí tôn. Nghi đầu hơi nhíu, Trác phàm một mặt tò mò nhìn về phía Viên lão, nghe tên, giống như cùng song long hội có quan hệ a. Đạm mạc gật đầu, Viên lão từ chối cho ý kiến cười cười, ha ha ha.
Song Long hội này chính là Song Long viện làm, tại toàn bộ Tây Châu đều không thể coi thường, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Mà cái này Song Long chí tôn chính là Song Long viện người chủ trì, vô luận là cái kia Cửu Long Kim Cương thân, vẫn là Thập Long khai thiên chi pháp, đều là theo bọn họ chỗ đó lưu truyền tới, xem như Tây Châu rất bao nhiêu cao thâm vũ kỹ ngọn nguồn, bọn họ cho dù được xưng là Tây Châu mạnh nhất cũng không gì đáng trách. Cái kia Đan Thanh Sinh đây, ta trước kia nghe nói hắn mới là Tây Châu đệ nhất nhân a. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm đầy mặt nghi ngờ nói. Bật cười lắc lắc đầu, viên trong đôi mắt già nua hiện ra nói đạo tinh quang, nếu như lão phu theo ngươi nói, cái kia Đan Thanh Sinh cũng là hai người bọn họ duy nhất đệ tử đâu. Cái gì, Đan Thanh Sinh là Song Long viện người? Không tệ, hai người kia nhãn giới cực cao, cả đời theo không thu đồ đệ, cho dù nhìn thấy thiên phú dị bẩm người, cũng chỉ là hơi thêm chỉ đạo, chưa từng sư đồ chi danh. Nhưng duy chỉ có cái này Đan Thanh Sinh, chính là vạn năm khó gặp một lần kỳ tài, bọn họ mới có thể phá lệ thu làm đệ tử, dốc lòng dạy bảo. Sau cùng thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, Đan Thanh Sinh trở thành Tây Châu đệ nhất nhân, đáng tiếc sau cùng trở mặt, Đan Thanh Sinh tại đại náo Tây Châu về sau, nghênh ngang rời đi, không biết tung tích. Cho nên cái này Tây Châu đệ nhất nhân danh hào, vẫn là trở lại Song Long chí tôn trên đầu. Viên lão nhẹ vuốt vuốt chòm râu, một mặt cảm thán, có lẽ Song Long chí tôn đỉnh lấy cái này danh hiệu, cũng không như ý. Dù sao, một cái êm đẹp đệ tử cứ như vậy không, lần sau gặp lại một cái có thể để mắt, không biết năm nào tháng nào. Thật sâu nhìn lấy viên lão, Trác Phàm cũng là khẽ gật đầu, minh bạch dạng này tâm tư. Thường nói, thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Nhưng tránh thức bá nhạc, lại làm sao không phải đang tìm kiếm lấy có thể đập vào mắt, dòng đuổi ngàn dặm tuấn mã đâu. Đều từng làm qua người khác sư phụ, Trác Phàm hoàn toàn có thể lý giải loại này muốn truyền mình y bát, có thể truyền thừa tiếp tâm tình. Trầm ngâm nửa ngày, viên lão tựa hồ mới bình tĩnh lại có chút gợn sóng tâm cảnh, nhìn về phía Trác Phàm, tiếp tục nói, Trác quản gia, lần trước ta gặp ngươi thân có một đầu địa mạch long hồn, liền phỏng đoán ngươi có thể hay không đạt đến thập long khai thiên tình trạng. Tuy nhiên sự kiện này rất nguy hiểm, có lẽ nguyên thần liền sẽ bị cái kia cường đại long khí vẫn diệt, nhưng là lấy ngươi thiên phú cũng có thể thử một lần. Vừa vặn ngươi bây giờ chỉ là thiên huyền cảnh, muốn đạt tới hóa hư cảnh còn có một đoạn thời gian, nếu là có thể gom góp 10 đầu long hồn lời nói. Ách, ta có 9 đầu. Thế mà, viên lão lời còn chưa dứt, Trác Phàm đã là gãi đầu một cái, đạm mạc lên tiếng. Lời nói bất giác trì trệ, viên lão bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm. Kêu lên sợ hãi cái gì, ngươi? Ngươi có 9 đầu địa mạch long hồn. Đúng vậy a, đều tại thể nội áp chế đây. Nếu là ngươi vừa mới nói thập long khai thiên có tác dụng lời nói, ta lại tìm một đầu liền đầy đủ đi. Trác Phàm sờ lên cằm, tỉ mỉ suy nghĩ, viên lão cũng đã cả kinh tột đỉnh, khó có thể tin nhìn lấy hắn nói, cửu long thần hồn thả tại thể nội, ngươi còn không có đem bọn nó luyện hóa, chẳng lẽ không lo lắng bị cửu long phản phệ sao? Những cái kia nghiệt xúc. Bọn họ dám. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm ngón tay một đánh, cái kia thanh sắc hỏa diễm liền xuất hiện lần nữa, viên lão, ta lần trước nói với ngài, đây là nhằm vào nguyên thần hỏa diễm. Ta chính là dùng cái này, áp chế những cái kia nghiệt xúc, áp cho chúng nó không nhúc nhích, so tại trong phong ấn đều đàng hoàng được nhiều. Trác Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, viên lão dĩ nhiên đã hoàn toàn ngây người. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng. Có người thế mà đem cửu long thần hồn cất giữ tại thể nội, còn không có xảy ra việc gì. Phải biết, cái kia tương đương với đem thân thể mình làm thành lồng giam, bên trong đang đóng 9 đầu mãnh thú. Coi như lồng giam lại rắn chắc, bị 9 cái mãnh thú luân phiên cắn xé, cũng sẽ đau đến không muốn sống, sớm muộn trọng thương sụp đổ. Nhưng bây giờ, Trác Phàm lại là đem 9 con rồng này hồn triệt để trấn áp, đem bọn nó răng nanh cùng móng vuốt đều cho trói lại, không có chút nào bốc lên địa phương. Liền lồng giam một bên đều không đụng tới. Chỉ là viên lão vẫn là không cách nào tin tưởng, cái này thanh viêm lợi hại như vậy sao, thế mà có thể đem 9 đầu địa mạch long hồn ép tới chết như vậy. Đây là ban đầu ở Thiên Vũ, ta theo một cái luyện thành cửu long kim cương thân trên người đối thủ đoạt đến đây. Lúc đó cân nhắc dùng long hồn trực tiếp luyện thành cửu long kim cương thân, đột phá hóa hư cảnh, sẽ dẫn tới tu luyện căn cơ bất ổn, liền từ bỏ. Lúc này nghe ngài chỗ nói. Còn có thập long khai thiên cái này một gốc dạ, ta ngược lại là thật may mắn lúc trước quyết định, không có nóng vội. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt mở miệng.
Viên lão lại là có chút giật mình lo lắng, thật lâu mới bật cười gật gật đầu, thở dài, chắc quản gia, ngài phúc phận thật đúng là sâu xa a. Nguyện ngài sớm ngày tề tựu thập long, đột phá hóa hư, thành tựu thiên long thần hồn. Mượn ngài cắt ngôn, cười một tiếng, Trác Phàm thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng một trận thoải mái. Tu luyện thiên long hồn, cái này trước kia, hắn theo chưa bao giờ làm qua, cũng không có nghĩ qua, lần này trọng sinh, may mắn đến tụ long hồn, quả nhiên là phúc duyên thâm hậu. Nửa tháng sau, Ma Sách Tông phát sinh một kiện kinh thiên động địa đại sự, làm cho cả cái tông môn từ trên xuống dưới một mảnh hoảng hốt. Nội môn Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng hai người, liên hợp gần trăm cung phụng trưởng lão, ký một lá thư thỉnh cầu tông chủ Tà Vô Nguyệt, đem bọn hắn điều đi tạp dịch phòng trưởng sự, liền cùng bọn hắn đệ tử cũng cùng một chỗ nhập tạp dịch phòng. Cái này không khỏi nhất thời cho Thạch Cung Phụng một cái vô cùng lớn đả kích, gần trăm cung phụng trưởng lão, tương đương với đem nội môn 1/3 trưởng lão cung phụng tất cả đều lôi đi. Mà lại cùng lúc đó, một số tại nội môn có danh vọng đệ tử, cũng đi đầu thỉnh cầu tông chủ, lấy sư tôn tàn bạo, lạm sát kẻ vô tội làm lý do, thoát ly nguyên lai sư phụ, thêm vào tạp dịch phòng. Theo hành đệ tử, cũng có mấy ngàn chi chúng. Trong lúc nhất thời, đệ tử cùng trưởng lão cung phụng thỉnh cầu, giống như núi lửa bạo phát giống như, nhất thời liền đem nội môn hiệp nghị tốt công thủ đồng minh, nổ sụp đổ, không chừa mảnh giáp. Nội môn vừa mới duy trì nửa tháng ổn định tình huống, cũng bỗng dưng băng vỡ đi ra, lại là trong nháy mắt đánh Thạch Cung Phụng bọn người một trở tay không kịp. Tà Vô Nguyệt gặp này, đương nhiên tâm lý đều nhanh cười nở hoa, vốn là bình thường lạnh lùng nghiêm túc hắn, lúc này cũng là hết sức cần cù chăm chỉ, rất nhanh liền phê chuẩn mọi người yêu cầu. Bộ kia vui tay vui mắt bộ dáng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn là chủ sự sau màn, bởi vì trước kia hắn nhìn về phía đến đây thỉnh cầu mọi người bộ dáng, chưa từng có cười đến như thế rực rỡ qua. Bất quá cứ như vậy, trong lòng bọn họ cũng liền càng nắm chắc hơn, riêng là những đệ tử kia. Có tông chủ chống đỡ, bọn họ cũng không sợ trước kia những sư phụ kia trả thù bọn họ. Mà nội môn động tĩnh, tự nhiên cũng liền kéo theo ngoại môn đệ tử tâm cảnh, không còn đi quản các chấp sự trở ngại, ào ào tìm đến phía tạp dịch phòng ôm ấp. Những cái kia chấp sự, cũng bỗng dưng làm hai phái, một phái ngăn cản đệ tử tiến đến, một phái cổ vũ bọn họ đi ra bản thân đạo đường. Trong lúc nhất thời, cả cái tông môn dương cung bạt kiếm, lúc trước bọn họ còn tại cùng một cái tập đoàn lợi ích bên trong, bây giờ lại là mỗi người đi một ngả, đều có tương lai riêng. Đụng, một tiếng thanh thúy nổ vang phát ra, tại một gian lịch sự tao nhã trong phòng, Thạch Cung Phụng vung tay lên, đem một cái thanh hoa bình sứ hung hăng ngã trên mặt đất, hóa thành bụi phấn, nổi giận mà ra, Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng hai cái này lão bất tử, lại dám vi phạm ta nội môn đại nghĩa, công khai tìm đến phía cái kia tiểu tạp dịch phòng, thực sự buồn cười. Đúng vậy a, trong chúng ta môn có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hai cái này lão nhi ngày bình thường tuy nhiên cùng chúng ta có chút hiềm khích, nhưng đại sự phía trên hẳn là sẽ không hồ đồ, vì sao lần này sẽ? Con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, đại trưởng lão nhìn trộm liếc hắn một chút, không biết đang suy nghĩ gì, thăm thẳm lên tiếng. Thạch Cung Phụng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, từng ngụm hô lấy khí thô, trong mắt cũng là có chút mê mang, không nghĩ ra việc ẩn trong đó. Đúng lúc này, nhị trưởng lão hùng hùng hổ hổ đi tới nơi này, vội vàng nói, cha rõ ràng, những cái kia công nhiên phản chiến cung phụng trưởng lão, tất cả đều là Bạch Cung Phụng cái kia hai cái lão quỷ bí mật liên hệ. Mà những cái kia phản nghịch đệ tử, là từ Khuê Lang, Nguyệt Linh còn có mấy cái có danh vọng đệ tử trong bóng tối tổ chức, một mực chậm đợi bất động, liền chờ một hơi bạo phát, đánh chúng ta trở tay không kịp. Những sự tình này đều là rõ ràng, hiện tại nhắc lên còn có cái gì dùng. Ta là muốn biết, đến tột cùng là ai bảo bọn họ làm như thế. Việc này tổ chức nghiêm mật, rất hiển nhiên là giữ mưu đã lâu, nhưng là tông chủ làm người, trong tông người đều rất rõ ràng, âm độc tàn nhẫn, không có người hội nguyện ý tranh ăn với hổ. Hắn như ra mặt, cơ bản sẽ không có người hợp tác với hắn, hắn chỉ có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, không có mị lực đó. Lão Phu là muốn biết, người nào liên hệ những người này, có thể xúi dục như thế một nhóm lớn trưởng lão cung phụng đệ tử. Nghe hắn điều khiển. Hận hận khẽ cắn môi, Thạch Cung Phụng lạnh lùng nhìn nhị trưởng lão liếc một chút. Thân thể bất giác chấn động, nhị trưởng lão trần chờ một hồi, lập tức bẩm báo nói, Thạch Cung Phụng, lão phu nghe qua, lần này ra mặt liên hệ những người này, coi là thật không phải tông chủ, mà chính là cái kia tinh anh tạp dịch phòng người xây dựng, Trác Phàm,
mọi người đều gọi hắn Trác quản gia. Trác Phàm, cũng là lần trước tại nội môn thi đấu phía trên xuất hiện người kia. Ánh mắt hơi hơi hư hư, Thạch Cung Phụng khoan thai lên tiếng. Bình tĩnh gật đầu, nhị trưởng lão nghiêm túc nói, không tệ, cũng là tiểu tử kia. Nói đến người này coi là thật đến, tuy nhiên tu vi chỉ tại thiên huyền, nhưng thực lực lại thâm bất khả chắc, lúc đó tại cái kia diễn võ đài phía trên, chúng ta đã gặp qua. Bất quá càng đáng sợ là, người này tâm cơ khó lường, so tông chủ càng sâu. Tông chủ sẽ chỉ tới cứng, hắn xuất thủ lại là trong cương mang nhu, vừa đấm vừa xoa a. Trừ Bạch Cung Phụng hai người kia bên ngoài, hắn thấy qua Cung Phụng trưởng lão đệ tử, vô luận trước kia chúng ta cùng bọn hắn qua một số năm chuyện xưa sửa ân oán, hắn đều có thể móc ra làm mưu đồ lớn, châm ngòi ly gián, tiếp lấy hứa lấy lãi nặng, uy bức lợi dụ phía dưới, những người kia tất cả đều cam tâm tình nguyện cùng hắn đi. Người này công tâm chi thuật, làm thật là cường hãn a. Giữa bọn hắn trò chuyện, người lại thế nào giải đến như thế rõ ràng. Khẽ chau mày, Thạch Cung Phụng một mặt kỳ quái nhìn về phía hắn. Bờ môi bất giác run run, nhị trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, ai, vừa mới ta đi gặp một cái bị đào đi tạp dịch phòng trưởng lão tìm hiểu tin tức, kết quả bị hắn chửi mắng một trận. 10 năm trước ta đoạt hắn một vị nữ đệ tử sự tình, vốn là đã bỏ qua đi, lần này hắn lại lần nữa nhắc lên, còn nói ta đó là tại trên mặt hắn đi tiểu. Cùng ta không đội trời chung. Người kia cũng là bạo tính khí, tại ta dăm ba câu phía dưới, liền toàn dốc rơi ra tiểu tử kia công tâm thói quen. Ta mới biết được, trừ kéo cửu hận bên ngoài, tiểu tử kia vậy mà hứa cho bọn hắn mỗi người một khỏa bát phẩm linh đan. Đoán chừng, đây mới là bọn họ bị đào đi nguyên nhân thực sự đi. Ai, bát phẩm đan a, hắn là không có tới đào ta, không phải vậy lão phu đoán chừng cũng muốn đi theo đi. Nhịn không được chép miệng một cái. Nhị trưởng lão một bộ chua chua bộ dáng nói. Thạch Cung Phụng gặp, lại là lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, hừ, hắn làm sao có thể sẽ đến đào ngươi. Vốn là hắn cử động lần này cũng là mang ra nội môn đài, đào đều là một số tại nội môn bên trong không đắc ý người. Ngươi tại nội môn theo lão phu vơ vét bao nhiêu chỗ tốt, hắn lại làm sao có thể tin được ngươi, đào ngươi đi qua đâu. Chúng ta mới là nơi này, tránh thức được lợi ích người, nội môn chính là chúng ta căn. Chẳng lẽ ngươi muốn làm bèo trôi không dễ, về sau vận mệnh bị người khác tay nắm sao? Nhị trưởng lão nghe đến, cũng là bật cười gật gật đầu. Xác thực, vì cái kia bát phẩm linh đan, hắn đổ thì nguyện ý quá khứ, thế nhưng là vừa nghĩ tới lâu dài lợi ích, hắn vẫn là lưu tại nội môn tốt. Trác Phàm, một cái chỉ là tạp dịch đệ tử, ngược lại thật sự là có một tay. Nhìn tới, lão phu đến tự mình đi chiếu cố ngươi, hừ, trong mắt hơi híp. Thạch Cung Phụng hừ lạnh lên tiếng. Muốn nhập chữ thiên môn, trước ước lượng rõ ràng chính mình cân lược, lão tử đi vào đều là cửu tử nhất sinh mới ra ngoài. Tại một đạo lúc nào cũng truyền ra ầm ầm tiếng vang trận môn trước, Khuê Lang tràn đầy lòng hiếu kỳ, vừa định bước ra một bước, một đạo ồm ồm thanh âm, liền bỗng dưng truyền đến. Chuyển mắt nhìn đi, đã thấy trận kia trước cửa, quỷ hổ chính là một mặt khinh thường nhìn lấy hắn. Thân thể bất giác trì trệ. Khuê Lang trần chờ một chút, thăm thẳm lên tiếng, quỷ hổ sư huynh, ngươi không phải đang hù dọa ta đi, trận thức này thật có lợi hại như vậy. Nhi tử ta thế nhưng là cũng xông qua cấp 7 trận thức, ta sách thiếu, ngươi đừng gạt ta. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, quỷ hổ vừa nghiêng đầu, không để ý tới hắn. Muốn tin hay không? Khuê Lang nhất thời bất đắc dĩ, do dự không thôi, là tiến cũng không được, thối cũng không xong. Đúng lúc này. Khuê Cương đi tới vội vàng nói, lão cha, người khác xúc động, đi vào ngươi liền chết chắc, liền quỷ hổ sư huynh từ nơi này đi ra đều là lột một tầng ra. Thân thể bất giác một cái lảo đảo, Khuê Lang nhất thời dọa đến một ngã, bất khả tư nghị nói, thế nào, hắn nói đều là thật a, cái này cấp 7 trận thật lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, đây là sư phụ dùng đến đánh giá tinh anh đệ tử, cùng ta khi đó tu luyện 7 trận thức cũng không đồng dạng. Khuê Cương rất nghiêm túc gật đầu. Một mặt nghiêm túc nói. Cái trán bất giác chảy ra một tia tinh mịn mồ hôi lạnh, Khuê Lang thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cha cha cái trán, sau đó trở về địa tự bề ngoài trước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhi tử, cái cửa này không có vấn đề đi. Cái cửa này không có gì, Thiết Ưng sư huynh thiên huyền đỉnh phong đều có thể thông qua. Vậy là tốt rồi, lấy không được thất phẩm ma bảo, lấy trước cái lục phẩm ma bảo cũng không tệ a. Khóe miệng xẹt qua một cái hưng phấn đường cong. Khuê Lang một bước chân, liền bỗng nhiên xông đi vào,
sau đó liền tê tâm liệt phế kêu to từ bên trong truyền ra, a, nhi tử, cái này cũng không dễ dàng a. Nghe được lời này, vừa mới đi ngang qua nơi này Nguyệt Linh tỷ muội cùng Khuê Cương liếc nhìn nhau, đều là che miệng nhẹ cười rộ lên. Mà tình cảnh như vậy, tại sao núi Nghĩa Trang bốn đạo trận môn trước, chỗ nào cũng có. Bởi vì nội môn trưởng lão cung phụng mang theo đông đảo đệ tử đến đây, tạp dịch phòng lúc này kín người hết chỗ, bốn đạo trận môn chuẩn bị trước khiêu chiến người, cũng nối liền không dứt. Mọi người tất cả đều một mặt hưng phấn bộ dáng, tại trận môn trước nóng lòng muốn thử. Dù sao, tinh anh tạp dịch phòng quy củ, thông qua khảo nghiệm liền có thể được đến ma bảo cùng đan dược, loại đãi ngộ này thế nhưng là nội môn bên ngoài không có cửa đâu, lại làm sao có thể không để bọn hắn tinh thần phấn chấn đâu. Những cái kia mới tới cung phụng trưởng lão nhìn lấy đây hết thảy, cũng là vui cười liên tục, bọn họ đồ đệ chiếm tiện nghi, chẳng khác nào bọn họ chiếm tiện nghi, thậm chí, nếu không phải khảo nghiệm này chỉ cung cấp đệ tử lời nói, bọn họ đều muốn tự mình đi lên đoạt bảo. Bạch cung phụng khẽ vuốt chòm râu, liên tục gật đầu, cười nói, khó trách những đệ tử kia đối trác quản gia tinh anh tạp dịch phòng chạy theo như vịt, tốt như vậy địa phương, lão phu nếu là đệ tử lời nói, bốc lên khi sư diệt tổ mạo hiểm, cũng là muốn vắt nhọn đầu chui vào. Dù sao, bất luận thời điểm nào, chính mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần là có thể đề cao thực lực địa phương, liền xem như tạp dịch phòng, đó cũng là thiên hạ lớn nhất địa phương tốt. Bạch cung phụng nói rất là. Còn lại cung phụng trưởng lão, cũng ào ào gật đầu tán thành. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, phất tay chỉ cái kia bốn đạo môn, các vị trưởng lão cung phụng, chúng ta tinh anh tạp dịch phòng cùng nội môn khác biệt, lấy không phải cạnh tranh chế, mà chính là xác định và đánh giá chế, cho nên các vị trưởng lão cung phụng ở đây vẫn như cũ có thể chỉ đạo chính mình đệ tử tu luyện, bất quá rất không cần phải đi so sánh bọn họ ưu khuyết. Bởi vì hắn người thực lực cao thấp, cùng các người đệ tử có thể hay không thông qua xác định và đánh giá, không có nửa xu quan hệ. Điểm ấy tốt, về sau mọi người ở chỗ này, không cần lại vì điểm này tài nguyên tu luyện, đùa nghịch tận cổ tay. Đây đối với các đệ tử tu luyện, thế nhưng là không thể tốt hơn a. Thích cung phụng nghe đến, lúc này vỗ vỗ tay, cười to lên. Bọn người người, cũng là khẽ vuốt cằm. Bọn họ tại nội môn đều là cạnh tranh người thất bại. Chính mình đệ tử cũng thường xuyên bị người khác rất là kỳ lạ cạo chết, bọn họ còn không có cách nào. Bây giờ tiến vào như thế một cái thuần khiết hoàn cảnh, coi là thật để bọn hắn mừng rỡ. Thế nhưng là, Bạch Cung Phụng tại suy nghĩ một lát sau, lại là trong mắt tinh quang lóe lên, đạm mạc lên tiếng, cái này tinh anh tạp dịch phòng áp dụng đánh giá chế, tự nhiên tránh cho đệ tử ở giữa ngươi lừa ta gạt, cái này bốn đạo trận môn đánh giá cũng rất công bình. Nhưng là người đều có tính trơ. Không có cạnh tranh, có rất ít người chính mình đem chính mình làm đối thủ, từng bước một siêu việt. Cho nên nội môn mới lấy cạnh tranh chế, bồi dưỡng cường giả. Mà tạp dịch phòng áp dụng xác định và đánh giá chế, nhưng như cũng có thể điều động đệ tử tu luyện nhiệt tình, là bởi vì nó cách xù lợi ích dụ hoặc. Nhưng là đây hết thảy, đều cần to lớn tài lực chèo chống. Trác quản gia, ta không biết ngài cái này tài nguyên tu luyện từ đâu mà đến, có thể chèo chống đến mức nào. Chỉ ít cứ thế mãi không phải cái biện pháp. Nếu là Sơn cùng Thủy Tận lúc, không có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện làm khen thưởng, ngài tiếp tục như thế, vẫn là cùng nội môn một dạng, biến thành cạnh tranh chế đâu. Nghi đầu bất giác lắc một cái, các vị cung phụng trưởng lão cũng là cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt hiện ra mê hoặc. Trong mắt một đạo tinh quang lóe qua, Trác Phàm trong lòng thầm cười một tiếng, cái này Bạch cung phụng suy nghĩ ngược lại là lâu dài. Không sai. Hiện tại phần thưởng này biện pháp, chỉ là kế tạm thời, vì cũng là chèn sập nội môn, thu về bọn họ quyền lực. Thế nhưng là nội môn này đổ về sau, tất cả tu vi cao thâm đệ tử đều tại hắn tạp dịch phòng, hắn tạp dịch phòng nhất ra độc đại, hắn muốn làm sao làm thì làm sao bây giờ, còn cần đến như thế mỗi ngày bồi thường tiền sao. Đến lúc đó, cao như vậy ngạch khen thưởng biện pháp tự nhiên không có khả năng tiếp tục thi hành đi xuống, khả năng vì bồi dưỡng được tối cao cấp đệ tử. Thực sẽ lại biến thành nội môn như thế cạnh tranh chế, các loại tệ nạn lại sinh. Bất quá, thì tính sao, cái này đã không có quan hệ gì với hắn, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, làm khó hắn còn muốn vì cái này tông môn bồi cả một đời sao. Hừ hừ, hắn lại không ngốc, không có vĩ đại như vậy. Các vị, loại chuyện này, hẳn không phải là các ngươi cái kia cân nhắc, mà chính là tông chủ cái kia suy nghĩ sự tình đi. Huống hồ, cho dù đến lúc đó. Các vị cũng sẽ không có mảy may tổn thất, thậm chí được lợi càng nhiều,
bởi vì các ngươi là nhóm đầu tiên tiến vào chiếm giữ đến nơi đây, không phải sao? Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm tà cười một tiếng, hình như có chỉ nói. Trong lòng bất giác run lên, mọi người liếc nhìn nhau, tựa hồ cũng nghe ra Trác Phàm ý trong lời nói, không khỏi tất cả đều lộ ra một bộ mập mờ nụ cười. Đúng vậy à, nơi này coi như lại biến trở về cái kia nội môn lại như thế nào? Bọn họ tại nội môn bên trong là bị ức hiếp, tài nguyên tu luyện đều bị Thạch Cung Phụng bọn họ cướp đi. Nhưng ở chỗ này, bọn họ xem như nguyên lão, về sau coi như phân phối tư nguyên, bọn họ cũng là cầm lớn phần. Bọn họ hoàn toàn có thể trở thành Thạch Cung Phụng bọn họ một dạng người, có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, mọi người tất cả đều ngầm hiểu lẫn nhau cười rộ lên, nhìn về phía Trác Phàm ôm một cái quyền, Trác quản gia quả nhiên đại trí giả, khó trách hội rất được tông chủ tín nhiệm, một người lo liệu này đại cục, bội phục bội phục. Quá khen, Trác Phàm cũng là liên tục ôm quyền, khiêm tốn lên tiếng, nhưng trong lòng lại là một trận xem thường. Hắn chưa từng đem mình làm ma sách tông người, tự nhiên không cần lo lắng cái này tông môn ngày sau phát triển. Nhưng đám gia hỏa này thân là ma sách tông cao tầng, thế mà cũng là chỉ lo chính mình lợi ích. Thật vất vả có cái ánh mắt lâu dài, còn bị chính mình dăm ba câu mang trong khe đi. Khó trách Tà Vô Nguyệt bọn họ đều nói cái này tông môn tệ nạn thâm thúy, quả nhiên bệnh không nhẹ. Nếu là Lạc gia dám có như thế không tim không phổi người tồn tại, hắn đã sớm một bàn tay phiến chết hắn. Lão tử mời ngươi hồi Lạc gia là vì gia tộc hiệu lực, không phải chỉ vì chính ngươi lấy muốn. Bạch! Bỗng nhiên, một đạo tiếng xé gió vang, một bộ thân ảnh màu trắng một đến xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong mắt bất giác hơi hơi co rụt lại, Bạch Cung Phụng nhìn về phía người kia, không khỏi cả kinh nói, đại trưởng lão, làm sao ngươi tới? Sư phụ! Nhíu mày, quỷ hổ cũng là xa xa liếc hắn một cái. Nhưng là đại trưởng lão chỉ là nhẹ liếc một cái hắn, lại là không để ý đến, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, cười nhạt nói, ngươi chính là Trác quản gia a, hạnh ngộ hạnh ngộ, lão phu ma sách tông đại trưởng lão, lần này đến đây, là có chuyện quan trọng thương lượng, không biết có thể hay không rời bước một lần. Trác quản gia, lão già này kẻ đến không thiệt, ngươi không được mạo hiểm. Trong mắt hơi híp, Bạch Cung Phụng mật ngữ truyền thanh. Nhưng là Trác Phàm lại là thờ ơ nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, ta là tông chủ người, bọn họ đã trước mặt mọi người đến, liền sẽ không đem ta như thế nào, không có việc gì. Vừa dứt lời, Trác Phàm trực tiếp hướng về phía trước hai bước, đi vào trước mặt đại trưởng lão cười nói, tại kế tiếp tạp dịch đệ tử, lại làm phiền đại trưởng lão tự mình đến đây mời, thực sự thụ sủng nhược kinh, chúng ta đi thôi. Mi đầu hơi hơi động động. Đại trưởng lão thật sâu liếc hắn một cái, âm thầm gật đầu. Còn lại trưởng lão cung phụng gặp, cũng là một mặt tán phục gật gật đầu. Hiện tại tinh anh tạp dịch phòng cùng nội môn thế thành nước lửa, đại trưởng lão lần này đến đây, có lẽ cũng là đến gây bất lợi cho hắn. Nhưng dù vậy, hắn thế mà không chút do dự liền đáp ứng. Khí độ như thế dũng khí, coi là thật khiến người ta thán phục. Khó trách tuổi còn trẻ. Tông chủ cứ yên tâm để ngươi một mình đảm đương một phía, nhìn đến không phải là không có đạo lý a. Rear mép nhẹ nhàng cong cong, đại trưởng lão đạm mạc gật gật đầu, liền đạp chân xuống, bay về phía không trung, phía trước dẫn đường. Trác Phàm cũng là lập tức theo sau, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Rất nhanh, hai người liền tại một bãi bên dòng suối nhỏ rơi xuống, mà ở nơi đó, sớm có một đạo thân hình bóng người cao lớn, đứng bình tĩnh lấy. Ngài cũng là Thạch Cung Phụng a, không biết lần này gọi ta đến đây. Dừng tay đi. Trác Phàm đi vào trước mặt hắn, ôm một cái quyền, vừa mới mở miệng, còn chưa nói xong, cái kia Thạch Cung Phụng đã là cứng rắn đánh gãy, ngươi chỉ là Tà Vô Nguyệt một quân cờ, cản ở phía trước pháo hôi thôi, làm gì ra sức như vậy, đắc tội một đám cung phụng trưởng lão đây. Cái này đối ngươi về sau tại tông môn ở lại, cũng không có nửa phần chỗ tốt. Nghi đầu bất giác vẩy một cái. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, vậy ta nếu là đắc tội tông chủ, há không bị chết càng nhanh. Hừ, người trẻ tuổi, không biết nặng nhẹ, ngươi cho rằng cái kia Tà Vô Nguyệt thật là ngươi chỗ dựa sao? Sai, hắn bất quá lấy ngươi làm thương, súng, làm thôi. Cười lạnh, Thạch Cung Phụng đạm mạc lên tiếng, ngươi thành lập cái này tinh anh tạp dịch phòng, thế nhưng là dẫn tới toàn tông trưởng lão Cung Phụng đối ngươi sinh ra phẫn hận, mà Tà Vô Nguyệt chỉ là mượn ngươi tay, thu chúng ta quyền lực thôi. Thế nhưng là sau cùng hắn còn muốn dựa vào chúng ta những thứ này cung phụng trưởng lão chữa trị tông môn,
vậy chúng ta phẫn hận hắn như thế nào lắng lại, còn không phải bắt ngươi khai đao à. Giết được thỏ, mổ chó săn, chim bay cố, lương cung tàng, cỡ nào đáng thương thật đáng buồn à. Trác Phàm trầm ngâm một chút, suy nghĩ một lát, không khỏi lộ ra một tia tà tiếu, nhưng ít ra cho đến trước mắt, ta vẫn là an toàn. Thật sao, vậy cũng không nhất định. Ánh mắt khẽ híp một cái, Thạch Cung Phụng toàn thân khí thế bỗng nhiên phóng đại, cuồn cuộn trần trụi sát ý như thao thiên cự lãng giống như hướng Trác Phàm vỗ tới. T. Bất giác khí tức trì trệ, Trác Phàm nhìn không được vội vã lui lại ba bước, mi đầu hơi nhíu nhăn, hiện ra một chút vẻ thống khổ. Thạch Cung Phụng cái kia tràn ngập sát ý thần hồn uy áp, giống như một tòa núi lớn đè xuống đồng dạng, làm cho Trác Phàm tiếp nhận lớn lao áp lực, cái trán thanh viêm, kém một chút liền bị áp đi ra, tự động hộ chủ. Nhưng cuối cùng, Trác Phàm vẫn là chịu đựng lấy, cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, chết cắn răng, chăm chú nhìn đối diện phương hướng. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Thạch Cung Phụng bọn họ tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, nhưng vẫn như cũ cứng rắn lên tiếng, tiểu tử, người không sợ sao? Sợ, hừ hừ, câu nói này ta nên hỏi ngài đi. Cười lạnh, Trác Phàm không sợ chút nào, trên mặt tràn đầy kiệt ngao chi sắc, ta cũng không phải một cái bình thường tạp dịch đệ tử, có thể đảm nhiệm ngài nắm. Đụng đến ta, chẳng lẽ ngài thì không sợ tông chủ coi đây là cớ, tiến hành thanh tẩy sao? Lấy các vị cung phụng trưởng lão mệnh, đổi một cái trong miệng các ngươi quân cờ, một cái tiểu tạp dịch tánh mạng, ha ha, chỉ sợ không có lời đi. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Thạch Cung Phụng thật sâu liếc hắn một cái, thật lâu, mới cuối cùng thu hồi cái kia khí thế cường hãn, hơi hơi gật đầu nói, khó trách, ta Vô Nguyệt dám để cho ngươi một thân một mình ra mặt hoàn thành việc này, quả nhiên có chút can đảm. Bất quá ngươi đừng quên vừa mới lão phu nói với ngươi, vạn sự lưu một đường, ngươi như cái gì đều thay hắn xong xuôi, đây cũng là cách đại nạn ngày không xa. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm đưa tay ôm một cái quyền, cười khẽ một tiếng, nếu như Thạch Cung Phụng không có gì hắn sự tình lời nói, vậy vãn bối trước hết cáo từ. Mí mắt khẽ run, Thạch Cung Phụng trầm ngâm một chút, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi khoát khoát tay. Nhìn thấy cái này, Trác Phàm bất giác nhạt cười một tiếng, quay người lăng không bay lên, nháy mắt không thấy tăm hơi. Nhìn lấy cái kia dần dần biến mất bóng lưng, đại trưởng lão khẽ vuốt râu dài, một mặt tán thán nói, kẻ này quả nhiên không phải thường nhân, thiên huyền cảnh tu vi, thế mà có thể đứng vững ngài thần hồn uy áp, nguyên thần cường độ coi là thật đến a, cho dù là thần chiếu đỉnh phong, đoán chừng cũng không kịp hắn đi. Không sai, tiểu tử này xác thực thiên phú dị bẩm, bất quá cái này còn không phải đáng sợ nhất. Tại vừa mới một sát na kia, hắn tránh thức khiến lão phu sinh ra một chút lòng kiêng kỵ là, cái kia thản nhiên thong dong sắc mặt. Ánh mắt khẽ híp một cái, Thạch Cung Phụng thăm thẳm lên tiếng, tuy nói hắn can đảm xác thực làm cho người tán thưởng, nhưng là càng làm cho người ta sợ hãi thán phục là, hắn cái này dũng khí không giống là người khác như thế đến từ lỗ mãng cùng bướng bỉnh, hoặc là một cái niềm tin, mà chính là đối đại cục nắm giữ. Điểm này, để lão phu đột nhiên cảm giác được, hắn cũng không phải là một quân cờ, mà chính là một cái tránh thức thương ra người. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, đại trưởng lão trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, xác thực, hắn vừa mới đúng là nắm lấy chúng ta chân đau, liệu định chúng ta không dám trên đầu sóng ngọn gió này động đến hắn, mới dám như thế dương dương tự đắc đơn đao phó hội. Tiểu tử này, có đại tướng chi tài, cấp trên tư chất, chỉ sợ người nhậm chức môn chủ kế tiếp cũng là hắn đi. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Thạch Cung Phụng không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Ai, lại là cái Tả Vô Nguyệt? Không, hắn có lẽ so Tả Vô Nguyệt nguy hiểm hơn. Thật lâu, Thạch Cung Phụng không khỏi thở dài một tiếng. Đại trưởng lão gặp, con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, sâu xa nói, như vậy, chúng ta đến tiếp xuống làm sao bây giờ? Dùng sức mạnh khẳng định là không được, trước kia chúng ta nội môn trưởng lão cung phụng lợi ích nhất trí, cũng không dám dùng sức mạnh, huống chi hiện ở bên kia đã đảo quá khứ nhiều người như vậy. Mà lại, nếu không ra lão phu sở liệu, mấy ngày gần đây nhất đầu nhập vào cái kia tạp dịch phòng người, đem về càng ngày càng nhiều. Ai, nhân tâm tán, đội ngũ không tốt mang a. Thở sâu, Thạch Cung Phụng trong mắt đột nhiên một đạo tinh quang bỗng dưng lóe qua, có điều, cứng rắn phương diện, chúng ta không nên xuất thủ, chẳng lẽ sẽ không tìm người thay ra sao? Bọn họ theo đệ tử phương diện tan rã chúng ta chẳng lẽ sẽ không cũng tới cái lấy người chỉ đạo, trả lại cho người sao? Ha ha ha,
Thạch cung phụng tà tiếu vang vọng trên mây, đại trưởng lão lại là lặng im không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Hiu! Tiếng xé gió lên, Trác Phàm bóng người bỗng dưng lại xuất hiện tại phía sau núi Nghĩa Trang chỗ. Mà nhìn đến hắn yên ổn trở về, Bạch cung phụng đuổi bước lên phía trước một bước, ân cần nói, Trác quản gia, không có gì đáng ngại a, nếu là ngươi không về nữa, lão phu nhưng là dẫn người đi tiếp ứng ngươi. Ha ha ha, không có gì, bọn họ lại không phải người ngu, một khi hợp lại, đối bọn hắn tuyệt đối không có chỗ tốt. Ta chính là đoán ra điểm này, mới đi. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nhưng là rất nhanh nhưng lại mi đầu nhảy một cái, dương mắt nhìn hướng nơi xa tứ đại trận môn trước làm thành một đoàn, trong lòng có chút kỳ quái. Bởi vì cái này vây tại một chỗ người, không phải vừa tới đệ tử, mà chính là những trưởng lão kia cung phụng. Cái này tứ đại trận môn bọn họ không phải đều nhìn qua a, còn có cái gì có thể hiếu kỳ. Theo ánh mắt của hắn nhìn sang, Bạch cung phụng không khỏi khẽ cười một tiếng, ta kém chút đều quên, Trác quản gia, có người muốn gặp ngươi. Gặp ta, mi đầu lắc một cái, Trác Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Bạch cung phụng, người nào muốn gặp ta. Ngươi đi theo ta cũng là, cười thần bí, Bạch cung phụng phía trước dẫn đường, Trác Phàm thì là theo sát mà lên. Rất nhanh liền tới đến cái kia đám người hỗn loạn chỗ, đẩy ra đám người, đi vào. Mà ở nơi đó, ba đạo nhân ảnh chính vây quanh trận kia môn một trận soi mói, liên tục gật đầu. Bên trong một trong là cái thân mang hoàng phục bàn tử, lắc lắc một cái mông lớn hưng phấn không thôi, thứ hai là cái đen gầy nam tử, trên mặt luôn luôn hiện ra vẻ âm trầm, cái cuối cùng là cái thanh diện công tử, tuy nhiên một thân văn nhân khí chất, thế nhưng tướng mạo làm thật không dám lấy lòng. Ba người cứ như vậy tại tất cả trưởng lão cung phụng chen chúc dưới, tựa như tông chủ đồng dạng thị sát lấy nơi này hết thảy, mọi người đối bọn hắn đều tất cung tất kính. Bạch cung phụng đi vào trước mặt bọn hắn, khẽ cười một tiếng, ôm ôm quyền nói, ba vị cung phụng, Trác quản gia trở về. Kít! Vặn vẹo cái mông bất giác trì trệ, cái kia mập mạp nhất thời dừng lại lắc lư vòng eo, còn lại hai người khác cũng hơi hơi trệ trệ, quay đầu nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó. Trác Phàm! Chúng ta cuối cùng gặp mặt, trong mắt một đạo tinh mang lóe qua, cái kia mập mạp đột nhiên quay người, hướng Trác Phàm đánh tới, cười to liên tục, ha ha ha. Nhân tài a, đến chúng ta tinh anh môn đi. Khoan 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 khoan, xin hỏi chư vị là, mắt thấy cái kia hoàng bàn tử liền muốn hướng mình đánh tới, Trác Phàm vội vàng khoát khoát tay, nghi hoặc hỏi ra. Bạch cung phụng mỉm cười, lập tức vì hắn từng cái giới thiệu nói, Trác quản gia, đây là tinh anh đệ tử chỉ đạo cung phụng. Dương sát, âm sát cùng quỷ sát ba vị cung phụng, hợp xương minh phủ tam sát. Bọn họ năm đó thế nhưng là cùng tông chủ hợp xương minh phủ tứ sát, cộng đồng theo song long hội phía trên sinh trả về nhân vật thiên tài. Ai, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, bạch cung phụng, người lão sách cái này làm gì, ha ha ha. Cái kia mập mạp khiêm tốn khoát khoát tay, nhưng trên mặt lại là một trận tốt sắc, tựa hồ còn đắm chìm trong năm đó phong cảnh bên trong. Trác Phàm gặp. Bất giác trong lòng bật cười, chẳng qua là còn sống trở về mà thôi, lại không có cái gì công tích có thể nói, có gì có thể kiêu ngạo. Chẳng lẽ cái kia song long hội đúng như này hung hiểm, miễn là còn sống coi như thành công sao? Giống như nhìn ra Trác Phàm đáy lòng cái kia tia bình thản, tựa hồ đối với bọn họ cái này còn sống trở về công tích cũng không khoái, cái kia mập mạp bất giác gượng cười một trận, liền tẻ nhạt vô vị dừng lại. Còn lại hai người cũng là bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, bọn họ cái kia không tính là gì công tích, không có gì có thể đáng giá khoe khoang. Bất quá lấy lúc đó loại tình huống đó, có thể còn sống trở về xác thực rất không dễ dàng. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, Trác Phàm cung kính ôm một cái quyền, hỏi, không biết ba vị cung phụng đại nhân, lần này tới tạp dịch phòng, có gì muốn làm? Liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn từ dương sát mở miệng nói, Trác Phàm, người cái này tinh anh tạp dịch phòng làm đến phi thường tốt. Tông chủ rất vui vẻ, cho nên hắn để cho ta tới nói cho ngươi một tiếng, ngươi thiếu hắn những cái kia ma bảo, lại thêm ba phần, cũng phân biệt cho ba người chúng ta đến một bộ. Ây, a, không khỏi sững sờ, Trác Phàm khóe miệng hung hăng co lại, giở khóc giở cười, ba vị cung phụng, các ngươi có phải hay không nói phản? Các ngươi khen ta làm được tốt, đến khen ngợi ta, thế mà còn muốn từ ta chỗ này cầm đồ vật, không phải chắc là khen thưởng ta sao? Liếc nhìn nhau. Ba người ào ào cười to lên. Đón lấy, cái kia mập mạp mới lại khoát khoát tay, cười đùa nói, ha ha ha. Người người này một chút hài hước cảm giác đều không có,
vừa mới ta đùa giỡn với ngươi. Thực chúng ta tới chính sự là, tông chủ đã quyết định, các ngươi chỗ này đệ tử vô luận chất lượng vẫn là số lượng, cũng có thể gánh vác tông môn trụ cột. Cho nên, hắn chuẩn bị đem nội môn một nửa tư nguyên, điều hành đến các ngươi nơi này tới làm bồi dưỡng chi dụng. Mà lại, tinh anh đệ tử tuyển bạt, cũng sẽ phân cho các ngươi một số danh ngạch còn có thể cầm bao nhiêu, thì nhìn chư vị chính mình thực lực, coi như toàn cầm tới, đó cũng là có khả năng a. Cái gì? Bất giác ánh mắt sáng lên, chư vị trưởng lão cung phụng liếc nhìn nhau, đều là lộ ra cảm giác hưng phấn. Tuy nhiên bọn họ sớm đã đoán ra, cái này tinh anh tạp dịch phòng chính là vì mất quyền lực nội môn, mới thiết lập đi ra. Nhưng là muốn hoàn toàn thay thế, nhất định phải có một đoạn thời gian mới được. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, hạnh phúc đến mức như thế nhanh chóng, tông chủ vậy mà không chút do dự tiến hành tư nguyên chuyển di. Mà lại nghe cái kia hơi thở, lại muốn đem tất cả tinh anh đệ tử danh ngạch toàn bộ chuyển rời đến chỗ này, đây rõ ràng là muốn phế nội môn thiết tấu a. Trong lúc nhất thời, mọi người lẫn nhau nhìn xem, đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, đã kinh hãi, lại may mắn. May mắn bọn họ đến sớm, không phải vậy liền bồi trong lúc này môn, cùng một chỗ làm chôn cùng. Mà cái này tinh anh tạp dịch phòng về sau vận mệnh, bọn họ cũng rõ ràng, khẳng định là tông chủ một tay nắm giữ. Bất quá làm là thứ nhất phê ném đến nơi này dài lão cung phụng, trong tay bọn họ lợi ích cũng nhất định sẽ không thiếu. Đến mức thạch cung phụng bọn họ những cái kia ngoan cố không thay đổi chi đồ, về sau sinh hoạt nhưng là liền có chút túng quẫn a. Nghĩ đến đây, mọi người lần nữa lẫn nhau nhìn xem, đều là phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười gian. Trác Phàm trầm ngâm một chút, cũng là khẽ gật đầu, dạng này không còn gì tốt hơn, làm cho tinh anh tạp dịch phòng đi vào quỹ đạo, ta nhiệm vụ cũng liền nhanh hoàn thành. Không biết chư vị khi nào tiến hành tinh anh tuyển bạt. Cũng liền hai ngày này công phu, ngươi chuẩn bị một chút đi. Bất quá, ngươi tiểu tử này thế nhưng là nhất định muốn trúng tuyển, chúng ta đã dự định ngươi, ngươi nhưng là tuyệt đối chạy không. Dương Sát cười lớn một tiếng, chỉ Trác Phàm, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm mở miệng yếu ớt, có điều, ta một cái tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử làm sao, nơi này ai không phải tạp dịch đệ tử. Từ khi ngươi đem những cái kia nội môn ngoại môn, căn cốt thật tốt đệ tử kéo vào tạp dịch sau phòng, cái này tạp dịch đệ tử không thể vào tinh anh quy củ, chẳng khác nào tự sụp đổ. Đoán chừng qua cái 2-3 ngày, tông chủ liền sẽ tổ chức trưởng lão cung phụng hội nghị, thương thảo việc này. Nơi này đã có nhiều như vậy cung phụng trưởng lão, về sau sẽ còn càng nhiều, việc này nhất định không có vấn đề. Dương Sát nhất chỉ nơi này các lão đầu tử, bọn họ tất cả đều là cùng nhau gật đầu, trên mặt không nói ra kiên định, dù sao bọn họ lợi ích cùng tạp dịch phòng đã cái chốt đến cùng một chỗ, hủy bỏ cái này quy điều, tự nhiên là toàn lực ứng phó. Đón lấy, Dương Sát lại một mặt nghiêm túc nhìn về phía Trác Phàm nói, tiểu tử, người đây chính là đại công tích a, làm cho tông môn đổi quy củ, cái này cho dù đặt ở tông môn mấy ngàn năm trong lịch sử, cũng là phượng mao lân giác sự tình. Mọi người nghe đến, nhìn về phía Trác Phàm khuôn mặt, ào ào gật đầu, lộ ra vẻ tán thành. Trác Phàm lại là từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không cảm thấy mình trâu bao nhiêu bức. Hắn chỉ là trước đài hát hí khúc, tất cả ý đồ đều là thượng tầng quyết định, hắn bất quá cho phía trên một lý do mà thôi. Vận mệnh này quyền chủ đạo, vẫn là trong tay phía trên. Cái này nếu là thả trước kia, hắn tuyệt không thể chịu đựng. Dựa vào cái gì lão tử phải làm cho các ngươi một quân cờ đi động. Nhưng bây giờ hắn lại không quan trọng, dù sao hắn không quan tâm việc này, dường như một cái người ngoài giống như, hắn đã có thể đi vào, lại có thể lui ra ngoài, tiến thối tùy tâm, không nhận cục thế bài bố. Bỗng dưng, lòng hắn không ngờ động một cái, bất giác che lên trái tim, Trác Phàm trong mắt tinh quang rạng rỡ, hắn lại muốn đột phá. Về sau, Trác Phàm lại cùng ba vị này cung phụng nói rông dài vài câu không có dinh dưỡng nói vớ vẩn, bọn họ liền rời đi. Chỉ là trước khi đi vẫn như cũ không quên nhắc nhở, chuẩn bị cho bọn họ ba phần ma bảo. Nghe được lời này, Trác Phàm nhất thời không còn gì để nói, không phải đã nói trò đùa lời nói a, làm sao còn ưỡn nghiêm mặt muốn. Tà vô nguyệt phần kia, ta đều không chuẩn bị cho hắn, huống chi là các ngươi, hừ. Khinh thường bĩu môi. Trác Phàm coi như nghe bọn hắn đánh rắm, quay người rời đi. Nhưng là tại trước khi đi, vẫn là hướng Bạch Cung Phụng bọn họ dặn dò, ta có việc gấp đi làm, hai ngày này như tiến hành tinh anh tuyển bạt lời nói, làm phiền các vị quan tâm.
Trác quản gia yên tâm, chúng ta bây giờ là tạp dịch phòng trưởng lão, nhất định sẽ tận tâm tận lực. Hơi hơi gật gật đầu, Bạch Cung Phụng nhạt cười một tiếng, cam kết. Khẽ vuốt cằm, Trác Phàm cuối cùng cảm thấy trên vai trọng trách có thể tháo xuống, hiện tại quản sự người đã đầy đủ, hắn cũng không cần như vậy quan tâm, thời khắc nhìn chằm chằm nơi này. Tự do. Trong lòng một tiếng thoải mái hét lớn, Trác Phàm lúc này đạp chân xuống, lăng không bay lên, đột nhiên biến mất bóng người. Chờ một phút sau, hắn mới quay trở lại tạp dịch phòng cái kia mảnh cũ nát phòng trước phòng ngói. Ở nơi đó, Viên lão vẫn như cũ cần cù chăm chỉ, như thường ngày đồng dạng chiếu khán những cái kia còn chưa tiến vào tinh anh tạp dịch phòng các đệ tử, đốc thúc bọn họ tu luyện. Có lẽ trước kia, những đệ tử này hội xem thường cái này tiểu lão đầu, chẳng phải lớn tuổi một chút, ở chỗ này thời gian dài một chút a, thực lực lại không so với chúng ta bao nhiêu lợi hại, dựa vào cái gì hắn là quản sự. Nhưng là bây giờ, mọi người đều biết hắn cùng Trác Phàm giao tình không ít, liền cũng không dám không kính trọng. Trên mặt vẫn như cũ một bộ vẻ đạm nhiên, Viên lão nhìn lấy những thứ này tạp dịch đệ tử tĩnh tâm tĩnh tọa, giống như một vị lão nhân nhìn lấy cháu mình giống như, thăm thẳm xuất khẩu cách lần tiếp theo tu la tràng mở ra, còn có hơn 2 năm thời gian. Chỉ muốn các ngươi gấp rút tu luyện, tiến vào tinh anh tạp dịch phòng, liền có thể triệt để thoát ly cái này khổ hải. Khẽ gật đầu, những đệ tử kia không có mở to mắt, lại tất cả đều khom người thụ giáo. Nhìn lấy đây hết thảy, Trác Phàm bất giác thở sâu, khẽ gật đầu. Viên lão tâm cảnh, quả nhiên là đến giếng cổ không gợn sóng, siêu thoát ra khỏi trần thế tình trạng, để hắn cũng không thể không thật sâu bội phục. Vốn là có hắn tại lão nhân này sau lưng chỗ dựa, lão nhân này nên bao nhiêu sẽ có chút kiêu ngạo, cáo mượn oai hổ cảm giác. Nhưng là hiện tại, hắn trên thân lại một chút không có loại khí tức này, ngược lại vẫn như cũ cùng trước kia đồng dạng. Quả là nhanh muốn đạt tới phản phát quy chân chi cảnh. Trác Phàm thề, như thế cực hạn tâm cảnh, hắn trước kia gặp qua rất nhiều cao thủ, đều không có người nào có thể đạt đến. Có thể nói, Viên lão chỉ là căn cơ không tốt, tu luyện chậm trễ, nếu không mà nói, nhất định có một phen đại thành tựu. Bất quá, nói đi thì nói lại, tâm cảnh vật này, tất cần trải qua thế gian thái độ khác nhau, mới có thể lắng đọng xuống. Nếu là lão nhân này thật là một cái thiên tài lời nói, thực lực siêu quần, không có kinh lịch bách kiếp, nhưng lại rất khó ma luyện như thế tâm cảnh. Cái này thật có thể nói là, cá vào tay gấu không thể đều chiếm được. Nếu thật có thể đến kiêm lời nói, cái kia quả nhiên là thông thiên chi lộ. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm tựa hồ đối với năm đó Vân Huyền Cơ lời nói, lại nhiều một tầng trải nghiệm. Hắn kiếp trước tuy là ma hoàng, nhưng kinh lịch đơn điệu, cơ bản tại chém chém giết giết bên trong vượt qua. Rất ít trải nghiệm nhân gian bách thái, ngộ được ma đạo chân lý. Cho nên hắn đừng nói là đế cấp, liền xem như thánh giả, hắn cũng không có cách nào lĩnh ngộ đột phá. Lúc trước hắn được đến cửu u bí lục, thiết nghĩ là cái đột phá cơ hội. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, lần này trọng sinh tựa hồ mới là hắn tránh thức cơ hội, lão thiên cho hắn một cái lại đi ma đạo cơ hội, đi ra một đầu cùng trước kia khác biệt đại đạo. A, Trác quản gia, ngươi làm sao có không trở lại? Đột nhiên, một tiếng già nua tiếng cười khẽ đánh gãy hắn suy nghĩ. Chuyển mắt nhìn đi, lại chính gặp Viên lão vẫn như cũ như lúc trước mới thấy hắn lúc một dạng, một đường chạy chậm đi vào bên cạnh hắn, lộ ra nịnh nọt nụ cười. Chỉ là giờ khắc này, Trác Phàm nhìn lấy cái kia quen thuộc nụ cười, lại càng nhìn ra rất nhiều trí tuệ. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật sinh tồn chi đạo, trước kia hắn sẽ sinh ra vẻ khinh bỉ, nhưng bây giờ càng nhiều lại là lý giải. Che che chính mình trái tim, Trác Phàm bất giác nhạt cười một tiếng, Viên lão, ta cảm giác mình muốn đột phá, có thể hay không tìm cho ta một cái tuyệt đối yên lặng, sẽ không bị quấy rầy chi địa. A, người trước kia không phải thường xuyên đột phá a, lần này làm sao lại trịnh trọng như vậy? Không khỏi sững sờ, Viên lão không rõ ràng cho lắm. Bật cười lắc đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, lần này cùng trước kia khác biệt, ta cảm giác hội có một lần bay vọt giống như đột phá. Như là không thể trịnh trọng chuẩn bị, sợ rằng sẽ lưu lại cả đời tiếc nuối. Cái gì, như thế tới nói, cũng không thể tùy tiện chỗ chi, dù sao cái kia là đến từ đáy lòng cảnh cáo, lần này đột phá nhất định không phải tầm thường. Nhìn lấy Trác Phàm cái kia cực kỳ nghiêm túc ánh mắt, Viên lão cũng không nhìn được nghiêm túc lên, nhưng là rất nhanh lại kỳ quái xem hắn, nghi ngờ nói, thế nhưng là, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi làm sao còn một mặt bình tĩnh đây, lão phu đều nhanh thay ngươi gấp chết. Ha ha ha!
Mặc kệ trọng yếu bao nhiêu, ta dốc hết toàn lực là được, thành bại hay không đều không để ý. Nếu không lo lắng xuông cũng vô dụng, thậm chí có thể sẽ đưa đến phản tác dụng, hết thảy làm hết sức mình, nghe thiên mệnh a, tùy ý mà động, tùy tâm mà đi. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, Viên lão bất giác trong lòng âm thầm gật đầu. Tiểu tử này lại nhưng đã đạt đến tiến thối tùy tâm cấp độ, xem ra tâm cảnh thanh thản, đã là không thể nào lại sinh sôi ra cái gì tâm ma. Dạng này liền tốt, tuy nói lần này đột phá đến từ đáy lòng cảnh cáo, xác thực phiền phức điểm. Nhưng nghĩ đến, hắn cũng không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Viên trong đôi mắt già nua đột nhiên tinh quang lóe lên, lộ ra một bộ tự đắc nụ cười, Trác quản gia, người vậy liền coi là tìm đúng người. Tại toàn bộ Ma Sách Tông, lão hủ ngốc thời gian dài như vậy, tự nhiên xe nhẹ đường quen. Có chút hiên lặng địa phương, liền xem như tông chủ trưởng lão bọn họ cũng không biết, chỉ có lão hủ biết, người đi theo ta cũng là. Nói, Viên lão lập tức hướng một tòa tre lấp trong rừng rậm đi đến, Trác Phàm gặp, cũng vội vàng đuổi theo. Đại khái sau nửa canh giờ, hai người ở một tòa tối như mực trước sơn động dừng lại, Viên lão một trong ngón tay, cười nói, Trác quản gia, nơi này là tông môn hẻo lánh nhất chỗ, tuyệt đối không có người đến dám quấy rầy ngươi tu luyện. Cái gì, thế nhưng là ta cảm thấy không nhiều vắng vẻ a. Nhướng mày, Trác Phàm chậm rãi đi vào bên trong hang núi kia, lại chính gặp bên trong bầy biện một chương chỉnh tề giường đá, bên cạnh còn có cái bàn ghế gỗ, rất là chỉnh tề, dạ minh châu chiếu sáng, rõ ràng liền là có người ở lại chỗ, không khỏi nghi nói, nơi này là người khác chỗ tu luyện. Thờ ơ nhún nhún vai, Viên lão từ chối cho ý kiến, đúng vậy a, bất quá cái kia người đã vì tông môn hy sinh thân mình, chính là ta thường xuyên đề cập với ngươi cái kia, ta cho hắn trợ thủ luyện đan sư. Hắn ưa thích thanh tịnh, không muốn ở đến nội môn đi, ngay ở chỗ này khai mở một phương sơn động làm nơi tu luyện. Mà ở trong đó, cũng không có người khác biết, tuyệt đối an toàn. Thế nhưng là nơi này như thế chỉnh tề, rõ ràng là có người thường ở a. Nhướng mày, Trác Phàm nghi ngờ nói. Mỉm cười lấy khoát khoát tay, Viên lão lắc lắc đầu, tiếp tục nói, nơi này nào có cái gì người a, chỉ là tiểu lão nhân cảm niệm năm đó cùng hắn giao tình, liền thường xuyên tới đây quét dọn một phen thôi, người an tâm ở chỗ này chuẩn bị đột phá đi. Thế nhưng là, tốt, đừng thế nhưng là, chẳng lẽ người còn chưa tin lão phu sao? Nơi này tuyệt đối an toàn, người ngay ở chỗ này ở lại tốt, ta ra ngoài giúp người mở ra thủ hộ đại trận, nhất định sẽ không có người quấy rầy ngươi. Trác Phàm lời nói không có mở miệng, Viên lão đã là vội vã đánh gãy, tựa hồ là sợ hắn lại hỏi tới, cái này tiểu lão đầu lúc này nhanh như chớp nhi chạy, chỉ để lại Trác Phàm ở chỗ này hai bên xem, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, vạn nhất chính mình chính tại đột phá ngàn cân treo sợi tóc, người ta nguyên chủ nhân trở về, chẳng phải phiền phức. Không được, còn phải cùng lão già này hỏi rõ ràng mới được. Thế nhưng là, hắn vừa mới đạp ra sơn động, muốn đuổi kịp đi. Ông một tiếng vang nhỏ, chỉnh sơn động trước đúng là một trận biến hóa, nổi lên tầng tầng lục sắc quang mang. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm không khỏi trong lòng kinh hãi, quay đầu nhìn bốn phía một cái, hắn biết đây là kết giới khởi động. Thế nhưng là làm trận pháp đại sư hắn, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra, đây không phải dùng linh thạch bố trí xuống kết giới, mà chính là thần hồn kết giới, hóa hư cảnh cao thủ liên hợp bố trận. Đây là có chuyện gì? Hóa hư cao thủ vậy mà liên hợp đem hắn vây ở chỗ này. Đúng lúc này, Viên lão cái kia nghịch ngợm thanh âm vang lên lần nữa, Trác quản gia, đến đâu thì hay đến đó, ngươi an tâm đột phá, sẽ không có người quấy rầy, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin lão hủ sao? Mí mắt nhỏ khẽ run run, Trác Phàm lần nữa thật sâu nhìn một chút cái này thần hồn kết giới, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu đây là một cái trận pháp lời nói, hắn còn có thể suy nghĩ một chút mắt trận ở nơi nào. Có thể phá trận ra ngoài. Nhưng bây giờ là có hóa hư cao thủ liên hợp làm dùng thần hồn vây khốn hắn, hắn lại là chắp cánh khó thoát. Trừ phi hắn thực lực, tại bọn họ phía trên, nhưng là bây giờ, rất hiển nhiên không có khả năng. Không có cách nào, Trác Phàm đành phải đánh cược một keo, tạm thời lựa chọn tin tưởng Viên lão. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, Viên lão, khác cô phụ ta đối với ngươi tín nhiệm a. Không khỏi hô to một tiếng. Trác Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, quay người lại trở lại trong động. Kết giới bên ngoài, Viên lão rìa mép khẽ nhúc nhích, bật cười lắc lắc đầu, tiếp lấy chính là đột nhiên đồng tử ngưng tụ, nói đạo tinh quang lóe qua, tản mát ra không ai bì nổi uy nghiêm, thả
thản nhiên nói, các ngươi ở chỗ này nhìn lấy, chớ nên bị người đánh quấy đứa nhỏ này, cho dù là tông chủ cũng không thể. Vâng, lại một tiếng già nua hét lớn vang lên, kết giới này chung quanh trong rừng cây, một cơn chấn động gợn sóng, lại biến mất đi xuống. Một phương diện khác, Minh Phủ Tam Sát tại tông chủ đại điện, chính và Tà Vô Nguyệt thương lượng khi nào đi tinh anh tạp dịch phòng, tiến hành tinh anh tuyển bạt sự tình, lại là đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại năng lượng đánh tới, bất giác cùng nhau giật mình, ra đến điện đến, nhìn về phía trước. Lại chính gặp nơi xa trong một khu rừng rậm rạp, năm đạo xanh đậm quang trụ đột nhiên dâng lên, xông thẳng tới chân trời, tiếp lấy lại biến mất không thấy gì nữa. Tại từng trận ba động dập dờn ở giữa, cái kia mảnh rừng rậm cũng biến mất một mảng lớn. Trong mắt nhìn không được co lại, Dương Sát chỉ một khu vực như vậy, cả kinh kêu lên, cái kia, đây không phải là Khô Vinh Ngũ Lão Khô Vinh kết giới. Âm Sát cũng là nhíu mày, bình tĩnh lên tiếng. Trầm ngâm một chút, Quỷ Sát khoát khoát tay bên trong cây quạt, sâu xa nói, như thế tới nói cách khác. Đại Cung Phụng, trong mắt tinh quang lóe lên, Tà Vô Nguyệt trong mắt có chút không hiểu. Bế quan, tại nội môn một chỗ trên đỉnh núi, Thạch Cung Phụng cũng nhìn lấy cái kia dị tượng phát ra địa phương, lộ ra tà dị tiếu dung. Hô hô hô, tĩnh mịch trong sơn động, nhiều đám ngọn lửa màu xanh tại lóe lên, Trác Phàm tĩnh tâm xếp bằng ở cái kia trên giường đá, sắc mặt lạnh nhạt, giếng cổ không gợn sóng, trong nội tâm một mảnh yên tĩnh. Rõ ràng cũng không biết bên ngoài bố trận hóa hư cao thủ là ai, chắc là trong lòng sầu lo mới đúng. Nhưng là hắn lại dường như không quan tâm chút nào giống như, vẫn như cũ tính tâm tu luyện. Cái này muốn lúc trước, tuyệt đối là lớn gan, không tim không phổi điển hình đại biểu. Nhưng bây giờ, lấy hắn tâm cảnh lại chỉ có thể tác dụng biến không sợ hãi để hình dung. Dù sao mặc kệ bên ngoài người là người nào, đối với hắn thiện hay ác, hắn đều đánh không lại, không bằng thích ứng trong mọi tình cảnh càng tốt hơn, trước tiên đem chính mình sẽ phải đối mặt đột phá giải quyết lại nói. Nghĩ như vậy, Trác Phàm sắc mặt càng thêm lạnh nhạt, cái kia cái trán thanh viêm cũng càng thêm cháy hừng hực lên. Lần này đột phá, cùng trước kia cũng khác nhau, đúng là sách mấy ngày trước đây đã cảm giác được, mà lại là đáy lòng báo động trước, tất nhiên không thể coi thường. Trác Phàm phỏng đoán, đại khái là những ngày qua, hắn một mực tại luyện thần, đem nguyên thần cường độ nâng lên cực cao cấp độ, đồng thời tâm cảnh cũng được đến vô cùng đại phát triển, lại thêm hôm đó hắn bị Thạch Cung Phụng thần hồn uy áp. Nhất thời liền gặp phải một cái đột phá cơ hội. Cái kia chiếu nhìn như vậy đến, lần này đột phá tất nhiên là nguyên thần gây nên, tâm cảnh làm nền, một hơi đột phá thần chiếu cảnh dấu hiệu. Tại không có bất kỳ cái gì đan dược phụ trợ dưới, vậy mà có thể liên tục vượt hai cấp, theo thiên huyền bát trọng cảnh thẳng tới thần chiếu giai, chỉ có thể nói rõ hắn cái này luyện thần thành quả, xác thực rõ rệt, cái này thanh viêm đúng như Côn Bằng nói, chính là luyện thần chí bảo. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm khóe miệng liền nhìn không được xẹt qua vui vẻ đường cong. Tuy nhiên hắn trước kia hoài nghi tới Côn Bằng mục đích, nhưng ít ra hiện tại đến, Côn Bằng cho hắn cũng đều là chỗ tốt mà. 3. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy thanh âm trong đầu vang lên, Trác Phàm khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, trên đầu của hắn cái kia ngọn lửa, liền bỗng nhiên kịch liệt bốc cháy lên. Ngay sau đó, cuồn cuộn lực lượng nguyên thần không có ở đây trong đầu hắn bốc lên. Giống như vỡ đê giang hải, chảy xiết không dứt một dạng, đã phát ra là không thể ngăn cản. Trác Phàm bất giác kinh hãi, tiếp lấy chính là đại hỉ, đây hết thảy quả nhiên cùng hắn sở liệu đồng dạng, thật sự là đột phá thần chiếu cảnh tiết tấu. Hắn vốn là nguyên thần cường độ liền đã đạt đến thần chiếu cảnh, lần này lại vừa đột phá, lực lượng nguyên thần càng là lật lên lần hướng phía trên tăng. Hắn quả thực không dám suy nghĩ, dạng này lực lượng nguyên thần lại hướng lên lật, muốn mạnh đến loại tình trạng nào. Thế nhưng là còn không đợi hắn tiếp tục cao hứng đi xuống, cái kia cuồn cuộn cường hãn nguyên thần đã là thoáng qua tràn ngập đầu óc hắn, đồng thời còn tại tăng lên không ngừng, tựa hồ muốn xông ra đầu hắn một dạng. Chỉ một thoáng, hắn bỗng dưng cảm thấy đầu một trận nín chướng sưng đau, tựa như muốn nổ tung đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy, tìm kiếm nghĩ cách khống chế những cái kia lực lượng nguyên thần, không muốn lại tăng trưởng. Thế nhưng là không có dùng. Cái kia lực lượng nguyên thần đã là không có khống chế tiếp tục gấp bội đi xuống. Cuồn cuộn khí thế cường hãn, không bị khống chế theo trong đầu hắn tiêu tán đi ra, đem dưới người hắn giường đá, nhất thời áp thành bụi phấn. Đem những cái bàn kia ghế gỗ, cũng tất cả đều đập vụn. Chỉnh sơn động,
bỗng nhiên tràn ngập một cỗ nồng đậm tan không ra uy áp, tại không ngừng lưu động lấy. Hung hăng cắn răng, Trác Phàm bảo trì tâm cảnh thanh thản, suy tư biện pháp. Sớm biết tại đột phá thần chiếu cảnh về sau, cái này lực lượng nguyên thần hội đã phát ra là không thể ngăn cản đến tình trạng như thế, hắn liền sẽ không dùng cái kia thanh viêm luyện thần. Thần chiếu cảnh đỉnh phong lực lượng nguyên thần, gấp bội nữa, vậy được cái gì, đầu không nổ mới là lạ. Đột nhiên, Trác Phàm trong lòng đang thầm mắng, nhưng lại bỗng dưng nghĩ đến, đúng a, thần chiếu về sau không phải hóa hư sao? Nhiều như vậy lực lượng nguyên thần, phải nên ngưng tụ thần hồn a. Nghĩ như vậy, Trác Phàm vội vàng vận chuyển công pháp, khống chế những cái kia rời rạc lực lượng nguyên thần, bắt đầu ngưng tụ. Đồng thời ý niệm tụ tập ở trong nguyên thần, bắt đầu ngưng tụ thuộc về mình thần hồn. Thần chiếu cảnh lại muốn ngưng tụ chỉ có hóa hư cảnh thì mới có thể ngưng tụ thần hồn, cái này muốn truyền đi, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng. Nhưng là một cái thiên huyền cảnh tu giả, đã đem lực lượng nguyên thần luyện tới thần chiếu đỉnh phong, lại có mấy người sẽ tin tưởng đâu. Dù sao thần hồn chỉ là nguyên thần cực độ cường hãn về sau, ngưng tụ càng mạnh lực lượng nguyên thần, như vậy hắn cần gì phải câu nệ tại bình thường tu vi đẳng cấp, rõ ràng có mạnh như vậy nguyên thần, mà không cần đâu. Huống hồ, hắn cũng không thể không làm như vậy, nếu không những thứ này cường hãn đến không tưởng nổi nguyên thần, liền nên đem hắn triệt để no bạo. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm hung hăng cắn răng, liều mạng đem cái kia lực lượng nguyên thần không ngừng áp xúc còn sau cùng hội hóa thành loại nào hình thái, vậy thì do khác công pháp quyết định. Hống hống hống. Thế mà, đúng lúc này, từng tiếng long ngâm lại là đột nhiên theo trong cơ thể hắn gào thét mà ra, để hắn không khỏi khẽ giật mình. Đúng a, hắn còn có 9 đầu địa mạch long hồn đây, vốn là muốn chờ tiếp cận đầy đủ 10 đầu, hoàn thành thập long khai thiên, mở mang kiến thức một chút cái kia cửu thiên long khí là cái dạng gì, ngưng tụ thành thiên long hồn lại là cái gì. Nhưng là hiện tại đã không có cách, tên đã trên dây, không phát không được. Đã ngưng tụ không thành thiên long hồn, cái kia ngưng tụ cái địa long hồn cũng tốt a. Nghĩ như vậy, Trác Phàm vội vàng điều động thể nội long hồn bốc lên mà lên. Trong nháy mắt dung nhập cái kia sền sệt lực lượng nguyên thần bên trong, lẫn nhau chu lên cuồn cuộn, khí thế bức người. Bỗng nhiên, 9 đầu địa mạch long hồn tê tê long ngâm vang vọng chỉnh sơn động, kém chút liền đem này sơn động chấn sụp đổ xuống. Mà cái kia long hồn cũng tại theo lực lượng nguyên thần không ngừng mà đè ép, tại hướng vào phía trong dung nhập hợp nhất, rất nhanh liền muốn hình thành một đầu chân chính long hồn. Mà Trác Phàm áp lực cũng giảm thiếu không ít. Đồng thời hắn cảm thấy khí thế của hắn cũng đang từng bước tăng lên, hướng về hóa hư cao thủ cảnh giới tới gần. Thế nhưng là đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, 9 đầu địa long lập tức liền muốn tan đến cùng một chỗ lúc, lại là một tiếng kinh thiên long ngâm, lại là bỗng dưng theo hắn lôi linh giới bên trong phát ra. Mà cái kia 9 đầu địa long cũng là bỗng nhiên giật mình, trong nháy mắt liền quẫy đuôi một cái, phân tán ra đến, không còn dung hợp. Không khỏi một trận ngạc nhiên. Trác Phàm thật sâu mà nhìn mình giới chỉ, một mặt vẻ kinh ngạc, chính mình lúc nào lại cất giữ một con rồng hồn. Nghĩ như vậy, Trác Phàm tâm niệm nhất động, theo cái kia long hồn kêu sợ hãi phát ra chỗ, đem bên trong đồ vật lấy ra đi ra, lại chính là lúc trước Độc Cô Chiến Thiên trước khi chết giao cho cái kia chuôi trường đao, cầu long trảm nguyệt đao. Hống hống hống, lại là từng tiếng cự long tê minh phát ra, chuôi này trường đao chớp động lên ánh sáng màu vàng. Một đầu cự long bóng người tại cái kia đao trên thân chạy, muốn xông ra cái này lồng giam, lại là không thể làm gì, chỉ có thể từng lần một gào rú. Mà ngoại giới cái kia cửu long thần hồn, cũng giống như tại đáp lại nó giống như, gào rú liên tục. Thứ 10 đầu long hồn, nghĩ không ra lại ở chỗ này, coi là thật trời cũng giúp ta. Độc Cô lão nguyên soái, chưa từng nghĩ ngài sau khi chết, còn trợ giúp ta lớn như vậy, thật sự là tạ. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Trác Phàm trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, bởi vì cứ như vậy, hắn 10 đầu long hồn gom góp, liền có thể đạt đến viên lão sở thuyết thập long khai thiên. Bạch, đem thanh trường đao kia cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, Trác Phàm bất giác cười lớn một tiếng, gào thét nói, long hồn quy vị, thập long khai thiên. Cửu thiên long khí, hóa thân thiên long, quy thuận thân ta, thiên long hồn tụ. Giống, kinh thiên triệt để long ngâm, xông thẳng lên trời. Chuôi này cầu long trảm nguyệt trên đao ánh vàng đại phóng, một đầu cự long đột ngột từ bên trong bay lên không trung bay ra, sau đó cùng còn lại cửu long thần hồn vui mừng tập hợp một chỗ, tê minh liên tục. Ngay sau đó, 10 đầu long hồn đột nhiên làm thành một vòng, đầu đuôi đụng vào nhau,
hình thành một vòng bay vút lên. Sau đó, ông một tiếng không gian ba động vang lên, viên kia trong vòng vậy mà nổi lên lóa mắt bạch quang, đâm vào Trác Phàm hai mắt không mở ra được tới. Sau một khắc, tại một tiếng ầm ầm nổ vang dưới, cái kia trong vòng luẩn quẩn bạch quang bỗng dưng xông phá sơn động đỉnh đầu vách động, hướng trên 9 tầng trời bay thẳng mà đi, đúng là giống như một đạo chòi ánh mắt trụ giống như, trong nháy mắt đem trời đâm một cái đại lỗ thủng, liên tiếp đến trên 9 tầng trời. Từng đạo long ngâm vẫn tại vui mừng chu lên, bảy màu ánh sáng chậm rãi tung bay rơi xuống, theo cái kia quang trụ dần dần dung nhập Trác Phàm trong nguyên thần. Bỗng dưng Trác Phàm cảm thấy một trận sảng khoái tinh thần nhất thời một trận. Thế nhưng là, còn không đợi hắn hưởng thụ một lát, một cỗ cửu thiên uy áp lại là tại từng tiếng càng thêm kéo dài tiếng long ngâm bên trong, đột nhiên nện xuống tới. Dường như thiên địa sụp đổ nứt một dạng, Trác Phàm nhất thời liền nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, trong đầu tất cả đều là long ngâm nổ vang. Sau đó cái kia khí thế cường hãn, hóa thành từng cái cự long, hướng về Trác Phàm nguyên thần thức hải bên trong vọt mạnh, tựa như rồng vào biển rộng đồng dạng, tùy tiện vui mừng. Mà Trác Phàm thì là chợt cảm thấy não tử sắp bị xoắn nát đồng dạng, đau đớn khó nhịn, khóe mắt, nhưng hắn vẫn như cũ cố nén, liều mạng áp xúc chính mình nguyên thần thức hải, muốn đem cái này mấy đầu từ trên 9 tầng trời lao xuống cự long áp đi vào. Thế nhưng là những cái kia cự long quá cường đại, một mực tại sôi trào, hắn lại là vô luận như thế nào đều không thể chiếm được thượng phong. Cứ như vậy, Trác Phàm cắn chặt hàm răng, cùng cái này cửu thiên long hồn đòn khiêng cùng một chỗ. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Một phương diện khác, một chỗ tràn đầy hỏa diễm lượn lờ, từ lôi tàn phá bừa bãi không gian bên trong, một cái như ngọn núi cự đồng tử tại đen kịt một màu bên trong, bỗng nhiên mở ra đến, hướng nơi xa nhìn xem, phát ra cười lạnh liên tục thanh âm, hừ hừ hừ. Lại có nhân loại tại nếm thử dẫn ta long chủng long khí, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Muốn ngưng kết long hồn, chớ bị ta long khí cắn nuốt, tự chui đầu vào giọ mới tốt. Sư phụ, trong nhân loại cũng có kỳ nhân, chỉ ít song long chí tôn thế nhưng là thành công ngưng tụ thiên long hồn. Lúc này, lại là một đạo tuổi trẻ khoan thai chi tiếng vang lên, lại là ở chỗ này không nhìn thấy hắn bóng người. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, cái kia cự đồng tử phát ra khinh thường thanh âm, thế gian này được đến ta long khí người, tự nhiên là có, nhưng cũng bất quá là phượng mao lân giác thôi. Trong nhân loại, phần lớn là không biết tự lượng sức mình thế hệ. Người vừa mới nói kia cái gì song long chí tôn ngưng tụ thiên long hồn, nhưng người biết, lại có bao nhiêu người dẫn qua long hồn, bao nhiêu người ngưng tụ thành công sao? Cái này, trong lúc nhất thời, người tuổi trẻ kia không nói lời nào. Không khỏi cười lớn một tiếng, cái kia cự đồng tử từ chối cho ý kiến nói, ngưng tụ ta long hồn, đối nhân loại các ngươi mà nói, chỉ là chàng đổ mệnh đánh cược thôi. Mà lại, nếu không phải lão phu bị nhốt ở đây, các ngươi liền tư cách này đều không có. Đúng, sư phụ, nhưng là đã nguy hiểm như vậy, cái kia đồ nhi còn có tất muốn làm như thế sao? Nói nhảm, có lão phu nhìn lấy ngươi, ngươi tự nhiên có thể thành công, cùng những cái kia phàm phu tục tử há có thể giống nhau. Chỉ là lão phu để ngươi làm việc, ngươi nhất định muốn làm được, nếu không. Sư phụ yên tâm, ta nào dám vi phạm sư phụ ý chỉ. Chẳng lẽ không sợ sư phụ đem ta đốt thành cho bụi sao? Người tuổi trẻ kia vội vàng vội vã lên tiếng. Cho thấy quyết tâm. Bất giác khẽ cười một tiếng, cái kia cự đồng tử từ chối cho ý kiến nói, lượng ngươi không có lá gan này, nếu không coi như ngươi chạy đến thánh vực, lão phu bỏ đi cả đời thành tựu, bốc lên bị người kia phát hiện mạo hiểm, cũng một đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tốt, 10 đầu địa mạch cá trạch chuẩn bị tốt sao? Sư phụ, là địa mạch long hồn. Tại lão tử trong mắt, bọn họ cũng là cá trạch, chỗ nào xứng với một cái long chữ? Tốt a, ngài tùy ý. Trong bóng tối vang lên thanh niên cười khổ âm thanh, tiếp lấy chính là âm thanh tiếng long ngâm vang lên. Ầm ầm, một đạo chói mắt quang trụ đột nhiên từ nhỏ trên đỉnh núi phóng lên tận trời, thẳng phá thương khung, cho dù là cái kia tản ra nồng đậm ánh sáng xanh Khô Vinh lĩnh vực cũng ngăn không được. Khô Vinh ngũ lão gặp này, không khỏi ào ào kinh hãi. Nhưng là còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Theo cái kia trên 9 tầng trời lại là lại bỗng nhiên hạ xuống tuyệt cường uy áp, nương theo từng tiếng rồng gầm rung trời, đột nhiên xông vào cái này trong kết giới, làm đến bọn hắn thân thể nhịn không được hung hăng run run, khóe miệng đã là nổi lên từng tia đỏ tươi. Đồng thời khắp nơi đang không ngừng run rẩy, cả cái tông môn cũng tại không chỗ ở run run,
Bọn họ muốn duy trì kết giới, nhưng không biết sao cỗ uy áp này thực sự quá mạnh, bọn họ lại là vô luận như thế nào đều làm không được, bất giác trong lòng hoảng hốt. Tiểu tử này đến tột cùng là ở bên trong làm gì, tại sao có thể có mạnh như thế chấn động? Tông chủ trong đại điện, Tà Vô Nguyệt cảm thụ lấy dưới chân chấn động, chậm chậm đi tới, xa xa nhìn về phía cái kia ngút trời quang trụ xuất hiện địa phương, mi đầu hơi nhíu nhăn, gật gật đầu, khó trách. Khó trách đại cung phụng sẽ ở như thế một cái giờ phút quan trọng phía trên bế quan, xem ra là thật đến cái gì ngàn cân treo sợi tóc, không thể không bế. Một tòa tĩnh mịch trong sân nhỏ, thạch cung phụng cũng là phi thân đứng tại trên nóc nhà, nhìn lấy cái kia cảnh tượng kỳ dị, mò sờ cằm, cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Không biết cái này đại cung phụng lại tại tu luyện cái gì tuyệt thế thần công, thế mà làm ra như thế đại động tĩnh. Bất quá dạng này cũng tốt, như thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn làm hội ẩn nặc một đoạn thời gian, hẳn là sẽ không xen vào nữa cái gì nhàn sự, rất tốt, ha ha ha. Cùng một thời gian, tông môn các ngõ ngách đều bị cái này không hiểu chấn động sở kinh tỉnh, cùng nhau nhìn về phía cái kia quang trụ sừng sững chỗ. Chẳng qua là có lòng bên trong đã là có chút mặt mày, có lại là trong lòng vẫn như cũ hổ nghi, cuối cùng là xảy ra chuyện gì, trong tông môn làm sao lại xuất hiện như thế thiên địa dị tượng. Hiu. Một đạo tiếng xé gió vang, viên lão bóng người đột nhiên xuất hiện tại Khô Vinh Ngũ lão bên người, nhìn lấy bọn hắn từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng, tại không chỗ ở kết động ấn quyết, muốn duy trì kết giới không lưu loát khuôn mặt, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi, bất giác quá sợ hãi nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để cho các ngươi chật vật như thế. Ai biết tiểu tử này ở bên trong làm cái quỷ gì, đột nhiên thì xuất hiện dị tượng như thế, cái kia cỗ thiên địa uy áp, cho dù là chúng ta đều có chút không chịu nổi. Hung hăng cắn răng, lưỡi trưởng lão trên đầu đã tràn đầy mồ hôi, như lại tiếp tục như thế, chúng ta Khô Vinh kết giới liền nên băng. Đây cũng không phải là tiểu tử kia chính mình lực lượng, không biết lại đang làm cái gì kỳ môn dị thuật. Mí mắt nhỏ khẽ run run, viên lão nhìn xem năm người cái kia dốc hết toàn lực bộ dáng, lại ngẩng đầu nhìn sang cái kia ngút trời quang trụ, trong tai nương theo lấy âm thanh tiếng long ngâm, lại cảm thụ lấy cái kia cổ tuyệt cường long uy tới người. Mới không khỏi tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, kịp phản ứng, không thể tin nói, khó. Chẳng lẽ hắn đang ngưng tụ thiên long thần hồn, đây là thập long khai thiên. Cái gì, cái này sao có thể? Nghe được lời này, Khô Vinh Ngũ lão đồng dạng giật mình, lưỡi trưởng lão càng là bất khả tư nghị phát ra tiếng lòng mọi người. Hắn đi vào lúc không phải thiên huyền cảnh A, coi như muốn đột phá, cũng nhiều lắm thì đạt đến thần chiếu cảnh mà thôi, cách hóa hư cảnh còn kém xa lắm đây. Làm sao có thể ngưng tụ thần hồn? Mí mắt hơi hơi run run, viên lão cũng là một mặt mê mang lắc lắc đầu, nhưng trong mắt lại là tinh quang rạng rỡ, cái này lão phu cũng không rõ ràng, nhưng là dị tượng như thế, xác thực cùng truyền thuyết bên trong thập long khai thiên giống nhau y hệt. Nếu là lão phu không có đoán sai lời nói, sau một khắc liền nền ánh sáng buông xuống, long hồn quy vị. Cái này nếu để cho người khác nhìn đến lời nói, sợ lên lòng xấu xa, trước tới quấy rối. Khô Vinh Ngũ lão, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn đem kết giới ổn định, đem dị tượng này che giấu. Vừa dứt lời, viên lão đột nhiên toàn thân khí thế đại phóng, một đạo hào quang màu vàng đất thoáng hiện bên người, tiếp lấy liền lại là một tiếng long ngâm ngập trời, một đầu kim sắc cự long bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn chạy vội mà ra. Sau đó mang theo khắp nơi bình tĩnh khí thế, bỗng nhiên xông vào cái kia Khô Vinh trong kết giới, nấn ná một vòng, long đuôi hất lên. Hóa thành một đầu roi dài, đem chọn cái kết giới cuốn lại. Chỉ một thoáng, từng trận pha trộn đại địa lực lượng dung nhập kết giới bên trong, cái kia Khô Vinh kết giới nhất thời liền ổn định, Khô Vinh Ngũ lão cũng không cảm thấy thở một hơi dài nhẹ nhõm, trầm tĩnh lại. Địa mạch long hồn, bàn long kết giới. Trong mắt tinh quang lóe lên, viên lão ấn quyết trong tay kết xong, hét lớn lên tiếng. Bạch! Cái kia ngút trời quang trụ không thấy, mặt đất dung chuyển cũng dừng lại. Bốn phương tám hướng nhìn lấy cái này một dị tượng người, cũng không thấy sững sờ, gãi gãi đầu, thế nào, kết thúc à, vừa mới xảy ra chuyện gì. Tàn A, nơi đó là cấm địa, tất cả mọi người không được đến quấy rầy. Phụng tông chủ chi mệnh, một số cung phụng trưởng lão đã xuất động duy trì trật tự. Bất quá, cho dù bọn họ không nói, trong tông một ít lão nhân cũng minh bạch, đó là đại cung phụng nơi tu luyện, ai dám đi quấy rầy, nhất định chết không có chỗ chôn. Tà Vô Nguyệt lại xa xa nhìn xem, liền xoay người lại, nghĩ đến đại cung phụng mặc kệ là vì sao vội vã bế quan,
hiện tại đã xông quan thành công, đến tiếp xuống cũng là tĩnh dưỡng. Thạch Cung Phụng cũng là nhạt cười một tiếng, lắc đầu kết thúc, xem ra không có gì lớn, chắc hẳn lão nhi này coi như tĩnh dưỡng cũng bất quá 2-3 ngày liền có thể xuất quan, phải nắm chắc thời gian. Thế nhưng là tất cả mọi người coi là đã kết thúc, nhưng thân ở trong kết giới mọi người mới biết rõ, hết thảy vừa mới bắt đầu mà thôi. Cái kia đạo ngút trời quang trụ cũng không có biến mất, mà chính là bị 6 người hợp lực kết giới che giấu thôi. Sau một khắc, lại là từng tiếng rồng gầm rung trời vang lên, quả nhiên như viên lão sở thuyết đồng dạng, trên 9 tầng trời, từng đạo ánh sáng chậm rãi bay xuống, dọc theo cột sáng kia, tiến vào Trác Phàm tu luyện trong động. Sau đó liền mấy đạo hư huyễn long ảnh, dương nanh múa vuốt xé mở thương khung, quay quanh lấy cột sáng kia, dị thường mãnh liệt xông đi vào. Thấy tình cảnh này, tuy nhiên trong lòng bọn họ sớm đã đoán trước, nhưng vẫn là không nhịn được kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này, vậy mà thật sự là tại thập long khai thiên, ngưng tụ thiên long thần hồn a. Ha ha ha, đại tài, thật sự là đại tài, như thế sớm liền ngưng tụ ra thần hồn, toàn bộ Tây Châu nghe nói cũng chỉ có cái kia một người mà thôi. Không nghĩ tới chúng ta Ma Sách Tông, thế mà xuất hiện như thế kỳ tài, ha ha ha. Thật sự là trời lưu ta tông môn. Viên lão bất giác cười to mà ra, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, còn lại ngũ lão cũng là ào ào gật đầu, trừ kinh dị bên ngoài, trên mặt liền tràn đầy khen ngợi. Xem ra chúng ta 5 người hợp lực bảo vệ hắn đột phá, thật sự là quá giá trị. Lưỡi trưởng lão không khỏi khẽ cười một tiếng, hớn hở gật gật đầu. Viên lão cũng là liên tục gật đầu, không kìm được vui mừng, khó trách lần này đột phá, hắn sẽ để ra cảnh báo như vậy. Nguyên lai là muốn sớm ngưng tụ thần hồn a. Bất quá cũng đúng, hắn lực lượng nguyên thần vốn là viễn siêu thường nhân, cũng là cái kia ngưng tụ thời điểm. Không tầm thường người, tự nhiên không đi đường thường. Bất quá tiểu tử này thật sự là đầy đủ cẩn thận, rõ ràng đã tiếp cận đầy đủ 10 đầu long hồn, hết lần này tới lần khác nói chỉ có 9 đầu, ha ha ha. Thật thua thiệt lão phu một mực làm trợ thủ cho hắn, thậm chí ngay cả lão phu cũng không tin. Thế nhưng là viên lão lời tuy như thế nói, lại không có một tia trách cứ chỉ ý, ngược lại tràn đầy vẻ tán thưởng. Nhưng là hắn lại làm sao biết, Trác Phàm lúc trước xác thực cho là mình chỉ có cửu long thần hồn, cái kia cầu long trảm nguyệt đao bên trong long hồn, còn là hắn trong lúc vô tình phát hiện đâu. Bất quá cái này đã không trọng yếu, tất cả mọi người hiện tại mong mỏi, chính là Trác Phàm có thể nhanh chóng ngưng tụ thần hồn, trở thành tông môn trụ cột vững vàng. Thế nhưng là thập long khai thiên chỉ là vừa mới bắt đầu, có thể hay không chính ngưng tụ thiên long thần hồn, còn coi là chuyện khác. Chí ít cái kia cố cửu thiên long uy, cũng không phải là thường nhân có thể chịu đựng được. Trầm ngâm một chút, lưỡi trưởng lão lại có chút lo lắng nói. Từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, viên lão không chút phật lòng, yên tâm đi, người khác có lẽ nguy hiểm trùng điệp, nhưng tiểu tử người phi thường có thể so sánh, vô luận tâm cảnh vẫn là tu vi đều là đỉnh phong. Nhất định có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra, ha ha ha. Trong sơn động, cửu thiên long khí tại trong thức hải của hắn không ngừng tàn phá bừa bãi lao nhanh, quấy đến hắn não tử đều nhanh nổ tung, Trác Phàm nhưng thủy chung cắn chặt hàm răng, bình tâm tĩnh khí, nỗ lực khống chế thức hải không ngừng áp xúc, đem những thứ này long khí tất cả đều ngưng tụ, từng đạo ánh sáng cũng tại thức hải bên trong phiêu đáng, càng không ngừng dung nhập trong thức hải, cho Trác Phàm nguyên thần phủ thêm một tầng lóa mắt khăn quàng vai. Lúc này, Trác Phàm liền muốn may mắn ngày bình thường tâm cảnh tu luyện, có thể làm cho hắn siêu thoát ra khỏi trần thế, cùng những thứ này long khí rằng có đến trình độ như vậy. Nếu không mà nói, giống như trước luyện thể lúc, loại kia viễn siêu thân thể tiếp nhận thống khổ, sớm đã để hắn hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải có đủ loại thần vật bảo bọc, hắn đoán chừng hiện tại đã thần hồn câu diệt. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn tuy nhiên trong đầu đau muốn nứt, đã là hận không thể đem chọn cái đầu đập nát ném. Nhưng là lòng hắn lại dị thường bình tĩnh, để hắn bảo trì thanh thản. Dường như hắn có thể tùy ý cảm thụ cái kia thống khổ, hoặc là đi ra cái kia thống khổ, như người ngoài cuộc một dạng, yên tĩnh ngó nhìn đây hết thảy, đây chính là tiến thối tùy tâm chi cảnh. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm cứ như vậy cùng nó hao tổn, từng bước một đè xuống những cái kia tàn phá bừa bãi long khí, như thế như vậy, 3 ngày thời gian trôi mau mà qua, nhưng là trong mắt của hắn tuy nhiên chớp động lên vẻ thống khổ. Nhưng vẫn như cũ thư thái, không chứa một chút đục ngầu. Mà cái kia mấy đầu uy mãnh long khí, cũng tại cái này 3 ngày tranh giành đuổi bên trong, dần dần đánh mất nhuệ khí, bị Trác Phàm cái kia cường đại thức hải bao khỏa ở bên trong,
từng bước một áp xúc, dung hợp, lập tức liền muốn hợp làm một thể. Viên lão cùng Khô Vinh Ngũ lão thì ở bên ngoài trông coi, không khiến người ta quấy rầy hắn mảy may. Tất cả mọi thứ, tựa hồ cũng tiến hành đến thuận lợi đến kỳ lạ. Thế nhưng là cùng lúc đó, thừa dịp đại cung phụng bế quan, không thể xem tông môn tình thế thời cơ, Thạch cung phụng lần nữa gõ vang chiếc kia chuông đồng, triệu tập cung phụng trưởng lão tổng hợp một đường, hướng tinh anh tạp dịch phòng làm khó dễ. Tà Vô Nguyệt khinh thường cười cười, dương dương tự đắc ngồi tại chủ vị, so với bình thường đến, trong lòng càng có niềm tin. Bởi vì ngay tại ngắn ngủi này mấy ngày bên trong, tinh anh tạp dịch phòng lại thêm vào mười mấy tên trưởng lão cung phụng, hiện tại nhân số đã cùng nội môn cân bằng. Nói cách khác, hắn hiện tại đã trong lòng bàn tay môn một nửa trở lên cao tầng thế lực, cũng không tiếp tục sợ cùng cái này Thạch cung phụng công khai nghị sự. Thạch cung phụng, người lần này lại tự tiện gõ chuông lớn, nói đi, lại có gì chuyện lớn phát sinh? Tà Vô Nguyệt lạnh nhạt lên tiếng, sau ngày bình thường càng thêm thoải mái được nhiều. Lạnh lùng liếc hắn một cái, Thạch cung phụng từ chối cho ý kiến, tông chủ, lão phu đề nghị rút lui tinh anh tạp dịch phòng. Vì sao? Nó không hợp tông môn quy củ, nếu là tạp dịch, liền nên có chút tạp dịch bộ dáng, hiện tại nội môn ngoại môn đệ tử tất cả đều chạy tới, làm đến dở dở ương ương, thực sự có mất thể thống. Thạch cung phụng đạm mạc lên tiếng. Tà Vô Nguyệt khinh thường cười cười, thế nhưng là còn không đợi hắn mở miệng, một bên Bạch cung phụng đã là sâu xa nói, ta Ma Tông từ trước đến nay cường giả vi tôn, nội môn ngoại môn đệ tử đều chạy đến ta tạp dịch phòng, chỉ có thể nói rõ nội môn không đủ mạnh. Nên rút lui, là nội môn mới đúng chứ. Ha ha ha, nói hay lắm, Tà Vô Nguyệt vỗ tay khen hay, trong lòng một trận vui vẻ. Từng có lúc, phía trên tòa đại điện này chỉ có hai phái, tông chủ một phái, còn lại một phái, cho dù mỗi người bọn họ có hiềm khích, đối mặt nội môn lợi ích, cũng sẽ cùng chung mối thù, nhằm vào hắn người tông chủ này. Cho nên, đối mặt bọn này lão gia hỏa, hắn một mực là một mình chiến đấu anh dũng, chỉ có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh trấn nhiếp bọn họ. Bất quá bây giờ tốt, phân phối bọn họ lợi ích liên lụy, hắn rốt cục có thể lực lượng 10 phần cùng bọn hắn cãi chảy cãi cối. Loại này tránh thức để hắn nắm quyền lớn cảm giác, nhất thời để hắn một trận thỏa mãn. Sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, Thạch cung phụng tựa hồ không ngần ngại chút nào bọn họ liên hợp, vẫn như cũ đạm mạc lên tiếng, tông chủ, nội môn chính là một tông gốc rễ, xưa nay chính là, hắn tông môn cũng là như thế. Nếu là nội môn yếu đuối, thì tông môn yếu đuối. Hiện tại tông chủ bỏ nội môn mà đi chống đỡ tạp dịch phòng, thật sự là bỏ gốc lấy ngọn kế sách, phí tổn quá lớn, dao động căn bản A. Không tệ, Thạch cung phụng lời ấy nói vẫn rất có đạo lý. Tà Vô Nguyệt cũng dị thường đồng ý. Vốn là có một cái êm đẹp nội môn ở chỗ này, coi như nó lại tàn phá không chịu nổi, cũng căn cơ sâu nặng, là tông môn gốc rễ. Nếu là bỏ nó, đứng lên bếp nấu, xây lại một cái mới nội môn, thật là phí tổn to lớn, tông môn khả năng đều hao không nổi. Bất quá, ai bảo hoa này phí không phải từ tông môn ra đây. Trác Phàm tiểu tử kia mang tư nhập tông, một cái thổ hào toàn bao. Cái kia Tà Vô Nguyệt nhưng là không còn nhiều như vậy lo lắng. Đừng nói xây lại một cái nội môn, coi như xây lại hắn cái 10 cái 8 cái, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày, nháy một chút ánh mắt, ai bảo hắn không ra tiền đâu. Ha ha ha, Thạch cung phụng lời ấy thì quá lo, sự thật thắng hùng biện, hiện tại tinh anh tạp dịch phòng đã làm đến hừng hực khí thế, không kém nội môn. Lúc này nếu là rút lui, chẳng phải tổn thất càng lớn. Huống hồ. Cái này dù nói thế nào cũng là tạp dịch phòng công tích. Ta tông từ trước đến nay cho tạp dịch đệ tử nhóm một con đường sống, tuy nhiên long đong, nhưng đi tới hẳn là tông môn trụ cột vững vàng. Ánh mắt khẽ híp một cái, Tà Vô Nguyệt bất giác khẽ cười một tiếng, đúng, thừa dịp này thời cơ, bản tông cũng có một cái đề nghị đưa ra, cái kia chính là tạp dịch đệ tử Trác Phàm, lập xuống lớn như thế công, bản tông muốn đem hắn ngoại lệ chiêu nhập tinh anh môn, không biết chư vị ý như thế nào. Nghe được lời này, Bạch cung phụng lúc này gật đầu hẳn là, Trác Phàm tiểu tử này thiên tư thông minh, tuyệt không phải người thường, lần này lại lập xuống lớn như thế công, nhập tinh anh đó là nhất định phải. Mà lại lão phu đề nghị, tạp dịch phòng có mấy tên thực lực cường hãn đệ tử, cũng có tư cách nhập chủ tinh anh, nếu không cũng quá nhân tài không được trọng dụng, mời tông chủ cho phép. Đúng a, mời tông chủ cho phép. Bạch cung phụng một phái lúc này cùng nhau gật đầu đáp lại, như thế đều nhịp tràng diện. Trước kia nội môn hội nghị thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thạch cung phụng lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy,
trong lòng chỗ nào không rõ ràng, những người này sớm đã thông qua khí, không khỏi quát lạnh một tiếng nói, buồn cười, chư vị thân là tông môn cung phụng trưởng lão, chẳng lẽ nhất định phải làm trái tổ tông quy củ sao? Khởi bẩm tông chủ, tinh anh môn theo ta tông khai sơn lập phái thời điểm, liền có sáng tỏ quy định, phải hoàn mỹ, mới có thể nhập chủ. Nhưng là tạp dịch phòng không phải đào thải đệ tử, chính là mang tội chi thân, sớm đã không có tư cách này. Coi như năm đó đại cung phụng theo tạp dịch phòng đi ra, không phải cũng vô duyên tinh anh sao? Lúc trước tổ tông định ra quy củ, chỉ là phòng ngừa trong tông có người làm việc thiên tư, lạm mở cửa sau thôi. Thế nhưng là Trác Phàm bọn người, vô luận theo tiềm chất vẫn là thực lực, đều là trên tông môn các loại. Chư vị trưởng lão cung phụng rõ như ban ngày, mà lại trong tông cũng có quy củ, nếu là có người được đến trong tông đại bộ phận trưởng lão cung phụng tán thành, liền có thể đánh vỡ cái này hạn chế, nhập chủ tinh anh. Như vậy hiện tại ta thì hỏi một chút, Trác Phàm bọn người nhập tinh anh môn, có ai phản đối? Tà Vô Nguyệt lạnh lùng liếc mọi người liếc một chút, đạm mạc lên tiếng, Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng hai người, lập tức liền dẫn đầu nói, chúng ta đều là không dị nghị, hết thảy lấy tông chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chúng ta đều là không dị nghị, đồng thời, tạp dịch phòng một phái trưởng lão Cung Phụng cũng cùng nhau khom người bẩm báo. Bất giác sờ mũi một cái, Thạch Cung Phụng sắc mặt âm trầm, nhưng lại không tức giận, tựa hồ sớm đã ngờ tới tình này đồng dạng. Mở miệng yếu ớt, đây cũng là một nửa đối một nửa, này nghị thượng không thể quyết định. Mà lại, tạp dịch phòng người đều là không tuân quy củ thế hệ, nhập tinh anh, chỉ sợ tinh anh đệ tử bất hòa, cho nên lão phu cho rằng không nên nóng vội. Đúng vậy a, Thạch Cung Phụng giảng đúng a. Nội môn một phái, lập tức chính là liên tục gật đầu đáp lời. Thế nhưng là, bọn họ tiếng nói vừa lên, hét lớn một tiếng lại là đột ngột vang lên. Đánh gãy bọn họ a dua su nịnh chi từ, đối bà nội ngươi cái miệng, chúng ta nhưng là ma tông, ai là cái thiện nhân, người nào lại nhất định thủ quy củ. Coi đây là từ, đem tinh anh đệ tử cự tuyệt ở ngoài cửa, vậy chúng ta tinh anh môn, còn có thể xưng là tinh anh à, cứ gọi con ông cháu cha môn tốt, hoặc là gọi cửa sau cũng được, hừ. Ngẩng đầu nhìn qua, một cái hoàng phục bàn tử một mặt nộ khí đi qua đến, đi theo phía sau còn có một cái đen gầy nam tử cùng một cái thanh diện thư sinh. Lại chính là Minh Phủ Tam Sát đều tới. Khẽ chau mày, Tà Vô Nguyệt kỳ quái nói, đây là nội môn hội nghị, các ngươi làm sao lại đến? Chúng ta nghe nói có người đề nghị muốn rút lui tinh anh tạp dịch phòng, thì đến xem, con mẹ nó ai xen vào việc của người khác, muốn rút lui như thế chỗ tốt. Chúng ta tinh anh môn đã bao nhiêu năm, không có chiêu đến ra dáng tinh anh đệ tử. Hiện tại thật vất vả tìm tới một cái ngọn nguồn, không ngờ muốn rút lui, ta xem ai dám rút lui. Dương Sát chỉ nội môn một phái cung phụng trưởng lão nhóm, đầy mặt nộ khí. Thạch Cung Phụng gặp, lại là im lặng không nói, thậm chí bên khóe miệng phía trên xẹt qua một đạo tà dị đường cong, cùng bên cạnh nhị trưởng lão liếc nhau, hai người đều là ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười cười một tiếng. Tà Vô Nguyệt nghe đến, càng thêm kỳ quái, các ngươi theo người nào chỗ đó nghe đến tin tức. Hiện tại tinh anh môn chỗ đó đệ tử đều cho truyền ra, chúng ta có thể nghe không được a? Mi đầu bất giác lắc một cái, Dương Sát nổi giận đùng đùng nói. Ánh mắt khẽ híp một cái, Tà Vô Nguyệt trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, tinh anh môn thế mà truyền ra. Thế nhưng là đề nghị này, lại là vừa vặn mới sách đi ra a, làm sao chỗ đó sẽ. Quay đầu lạnh lùng nhìn lấy Thạch Cung Phụng, Tà Vô Nguyệt sắc mặt dần dần trầm xuống, thế nhưng là còn không đợi hắn chất vấn, Thạch Cung Phụng đã là lần nữa khoan thai xuất khẩu, Dương Sát, đề nghị này là lão phu sách. Lão phu thay đại cung phụng trưởng quản nội môn, tự nhiên muốn bảo trì tông môn quy củ cùng thể diện, coi như ngươi ái tài như khát, cũng không thể đem một đám tạp dịch chiêu nhập tinh anh đi. Nếu không mà nói, tin tức này lan truyền ra ngoài, nói chúng ta ma sách tông đã không có người, chỉ có thể để tạp dịch phía trên, nên có nhiều mất mặt con a. Mất mặt, cái này có thể gọi mất mặt đây. Lão tử đến nói cho ngươi, cái gì gọi là mất mặt nhi? Không khỏi thở sâu. Dương Sát hét lớn liên tục, ra ngoài đánh bất quá người ta, bị người ta đánh mặt mũi bầm dập, đó mới gọi mất mặt nhi, song long hội phía trên, đi mấy chục người, sau cùng mới trở về bốn người, đây mới gọi là mất mặt, nhớ ngày đó. Nói, Dương Sát bắt đầu đầy mặt kích động nhìn về phía tất cả mọi người, kể rõ lên trước kia chuyện cũ. Âm sát cùng quỷ sát bọn người gặp, tuy nhiên sớm đã nghe hắn lại nhảy qua vài chục lần, nhưng mỗi lần lại nghe, vẫn là trong lòng một trận chua xót. Bởi vì lúc đó tình hình chiến đấu thực sự quá khốc liệt,
chỉ có Thạch Cung Phụng nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng cười lạnh, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhìn về phía một bên nhị trưởng lão, mật ngữ nói, ta liền biết hắn lại muốn nói quá nhà cách mạng sử, cái này có thể chỉ hoãn cái một canh giờ. Ha ha ha, Thạch Cung Phụng cao minh, hiện tại tất cả cao tầng đều tập hợp một chỗ, Đại Cung Phụng lại bế quan không ra, tạp dịch phòng không có người chăm sóc, cái kia hai tên tiểu quỷ rốt cục có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Nhị Cung Phụng nhếch miệng cười một tiếng, tán thưởng lên tiếng. Thạch Cung Phụng từ chối cho ý kiến, trong mắt tán phát ra đạo đạo tinh mang, chỉ có Tả Vô Nguyệt nhìn lấy đây hết thảy, càng phát ra nghi hoặc. Lão gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì, rất rõ ràng hắn đề nghị không qua, vì sao còn muốn ra cái này uổng công đây? Một phương diện khác, phía sau núi Nghĩa Trang cái kia khí thế ngất trời trận môn trước, đột nhiên xuất hiện một nam một nữ hai đạo nhân ảnh, trên người bọn họ đều là tản mát ra cường hãn khí tức, một mặt khinh thường nhìn lấy chỗ đó. Đây chính là ngày gần đây huyên náo xôn xao tinh anh tạp dịch phòng. Nghe nói thành lập không bao lâu, ngược lại là mau đưa nội môn người đều đào rỗng, bây giờ thấy một lần, quả nhiên có chút môn đạo, xuống không ít tiền vốn a. Một vị đại khái 16-17 tuổi thanh xuân thiếu nữ, đạp nhẹ cước bộ, bễ nghễ lấy nơi này tất cả mọi người, nhạt cười ra tiếng. Bên người nàng, một cái đồng dạng tuấn lãng thanh niên, khóe môi nhếch lên tà dị tiếu dung, khẽ gật đầu, Ngọc Quyên sư muội nói không sai, nơi này xác thực xuống không ít tiền vốn, nhưng là nó dám cùng nội môn khiêu chiến, chúng ta không thể nói được đến cho bọn hắn một số giáo huấn nếm thử. Để bọn hắn khắc sâu biết, cái gì gọi là vừa vào tạp dịch sâu như biển. Từ đó tiền đồ đường mênh mông. Tạp dịch cũng là tạp dịch, thế mà còn muốn được đà lấn tới, nhúng chàm tinh anh. Hừ, phối a. Đúng rồi, bất giác đùa cười một tiếng, cái kia Ngọc Quyên hơi hơi thẳng ưỡn bộ ngực, một quát lớn, nơi này quản sự ở đâu, tinh anh môn đệ tử Ngọc Quyên, Xích Phong, đến đây kiểm tra các ngươi những thứ này thối tạp dịch thực lực, xem các ngươi có không có tư cách nhập chủ tinh anh. Trong lòng bất giác nhất động, ngay tại bốn đạo trận môn trước vây quanh mọi người. Bỗng nhiên tất cả đều quay người trở lại, đầy mặt ngạc nhiên nhìn lấy hai người. Tuy nhiên hai người này đối bọn hắn nói năng lỗ mãng, trong mắt cũng đầy là vẻ khinh bỉ, nhưng là hai người này lại là đại biểu tinh anh cửa, muốn theo bọn họ nơi này tuyển bạt tinh anh. Trác quản gia lúc trước quả nhiên không có gạt chúng ta, cái này tinh anh tạp dịch phòng thật cho bọn hắn mở ra một đầu thông thiên chi lộ, để bọn hắn tiền đồ sáng lạn, lại không giống như kiểu trước đây tuyệt vọng, tối tăm không mặt trời. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều cao hứng bừng bừng hướng hai người nơi này vọt tới. Nhìn lấy mọi người cái kia đầy dẫy khát vọng ánh mắt, hai người khinh thường bĩu môi, trong mắt vẻ khinh bỉ càng sâu. Đúng lúc này, Quỷ Hổ, Nguyệt Linh, Khuê Lang chờ người phụ trách đi vào trước mặt bọn hắn, Quỷ Hổ nhìn hai người liếc một chút về sau, quay đầu nhìn về phía Xích Phong chỗ đó, thản nhiên nói, Xích Phong sư huynh, đã lâu không gặp, đã sớm nghe nói tinh anh môn sẽ đến chúng ta chỗ này tuyển bạt đệ tử. Chỉ là không nghĩ tới ba vị cung phụng không tới, là các ngươi tới. Đáng tiếc hiện tại tạp dịch phòng trưởng lão cung phụng đều không tại, chỉ có chúng ta tạm thời chủ sự, các ngươi muốn thế nào tuyển bạt, nói với chúng ta đi. A, Quỷ Hổ, ngươi không phải đại trưởng lão đệ tử đắc ý a, làm sao cũng sẽ bị đưa đến loại địa phương này. Thật sự là đáng tiếc a, cái kia Xích Phong tựa hồ cũng thật bất ngờ, bất giác kinh dị lên tiếng. Thờ ơ khoát khoát tay. Quỷ Hổ từ chối cho ý kiến, chỉ là phạm chút ít sai, bị sư phụ ném tới nơi này, may mà vận khí không tệ, hiện tại tạp dịch phòng như trước kia không giống nhau, ngược lại không phải tuyệt lộ chi cảnh, ngược lại khắp nơi cơ hội. Hiện tại tinh anh môn, không cũng ở nơi đây tuyển bạt đệ tử a. Lấy thực lực của ta, cũng không thành vấn đề a, ha ha ha. Nghe lấy Quỷ Hổ cái kia thoải mái cười to, Xích Phong hai người không khỏi liếc nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ khinh miệt. Tạp dịch phòng sẽ xuất hiện sinh cơ. Hừ hừ, người suy nghĩ nhiều, cho dù có, hai người chúng ta cũng sẽ đích thân đem nó bóp tắt. Ánh mắt khẽ híp một cái, hai trong mắt người Hàn mang lóe lên liền biến mất. Bàng Ngọc Quyên, lại là ngươi. Bỗng nhiên, hét lớn một tiếng từ trong đám người vang lên, Thiết Ưng nhìn lấy tên kia tinh anh môn nữ đệ tử, trong mắt tản mát ra khắc cốt ghi tâm cửu hận. Cái kia Ngọc Quyên cũng nhẹ liếc nhìn hắn một cái, khinh thường hừ nhẹ lên tiếng. Hừ, nguyên lai là Thiết Ưng sư huynh a, không nghĩ tới lại chạy đến tạp dịch phòng đến, ngược lại thật sự là phù hợp ngươi sắc lang này thân phận. Nghĩ đến trời đất bao la, cũng chỉ có như thế cái bẩn thỉu địa phương, mới có thể chứa nạp ngươi đi. Hừ, bàng Ngọc Quyên,
năm đó sự tình tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi chắc là so ta rõ ràng. Bây giờ nhìn ngươi bất quá thần chiếu tứ trọng tu vi, thế mà có thể đi vào tinh anh, đoán chừng lại là như năm đó một dạng, dùng thủ đoạn gì đi. Cười lạnh, Thiết Ưng nghiến răng nghiến lợi nói. Khinh thường bĩu môi, Ngọc Quyên không chút phật lòng, gia gia của ta là tông môn thất trưởng lão, vô luận là nội môn thi đấu, vẫn là ngoại môn tỉ thí, ai dám động đến ta. Cũng chỉ có ngươi cái này không biết thời thế tiểu tử, lại thật đem mình làm ngoại môn đệ nhất cao thủ, không nhường chút nào. Bây giờ rơi vào kết quả như vậy, cũng là tự tìm. Thì ra là thế, ngươi rốt cục thừa nhận, thối kỹ nữ. Thiết Ưng, hiện tại bọn hắn là tinh anh đệ tử, đại biểu tinh anh môn tới tuyển chọn đệ tử, có lời gì về sau lại nói. Thiết Ưng vừa muốn mắng to lên tiếng, quỷ hổ đã là quát lạnh một tiếng, ngăn cản hắn, tiếp lấy liền vừa nhìn về phía hai người kia nói, Xích Phong sư huynh, các ngươi muốn thế nào kiểm tra, kính xin phân phó đi. Liếc nhìn nhau, Xích Phong không khỏi lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị, cái này rất đơn giản, kiểm tra thực lực tự nhiên là muốn chúng ta tự mình động thủ. Các ngươi ai muốn nhập chủ tinh anh, tự nhiên có thể đến đây triển lãm một phen. Vậy thì tốt, ta tới trước. Hắn lời vừa nói ra, trong đám người lập tức có một tinh tráng hán tử, chủ động báo danh chạy ra đến, một mặt vẻ hưng phấn. Thế nhưng là xem xét hắn tu vi kia, mọi người liền nhìn không được lắc đầu thở dài. Ai, ngươi một cái thiên huyền ngũ trọng tu giả, liền nội môn đều không tiến vào, chớ nói chi là tinh anh, hiện tại chạy ra tới làm gì? Bất đắc dĩ lắc đầu, quỷ hổ gầm thét lên tiếng, Mã Tam Pháo, ngươi nhà hổ nháo cái gì, ngươi cho rằng ngươi là trác quản gia. Đụng, thế mà, quỷ hổ mắng chửi còn chưa rơi xuống, một tiếng vang thật lớn cũng đã vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, sau một khắc nhưng gặp một đạo đỏ tươi tung bay. Cái kia vừa mới xông ra Mã Tam Pháo nhất thời tựa như chỉ diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, chờ rơi xuống mặt đất, đã là triệt để không có sinh cơ, chỉ là trong mắt của hắn vẫn như cũ chớp động lên hưng phấn ánh sáng. Có lẽ tại hắn trước khi chết, đều còn chưa rõ tới, hắn đến tột cùng là như thế nào chết. Trong mắt nhìn không được co lại, quỷ hổ trong lòng bất giác nhất động, cứng đờ chuyển cái đầu, nhìn về phía cái kia đạo nguyên lực trùng kích truyền đến phương hướng. Lại chỉ thấy Xích Phong khóe môi nhếch lên một tia tà tiếu, chậm rãi thu về bàn tay. Ngươi nhìn ta làm gì, ngươi trước kia chưa từng làm a, quỷ hổ. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Xích Phong một mặt khiêu khích nhìn lấy hắn. Sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, quỷ hổ trầm mặc không nói, chỉnh chỉnh thân thể, không nhìn tới hắn. Chỉ là sâu trong đáy lòng, lại là không lý do nổi lên một vẻ tức giận, song quyền cũng không nhịn được hung hăng nắm cùng một chỗ. Khuê lang nhìn đến, lúc này mắng to lên tiếng, Xích Phong sư huynh, ngươi quá phận, không phải đã nói là kiểm tra thực lực a, làm sao còn muốn hạ như thế độc thủ. Hừ hừ hừ, một cái thối tạp dịch mà thôi, còn không biết tự lượng sức mình, có gì to tát. Khinh thường bĩu môi, Xích Phong quay đầu nhìn về phía tại chỗ những người còn lại, cười nhạo nói, còn có ai, muốn thử một lần chính mình thực lực. Trong lòng bất giác cùng nhau run lên. Các đệ tử đều không tự chủ được lui về phía sau hai bước, nhìn về phía hai người ánh mắt, tràn đầy vẻ kiêng dè. Hai người kia, thật sự là tới chọn rút tinh anh đệ tử sao? Trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, hai người trên mặt treo chỉ có vô tận trào phúng, nhưng là có lúc trước một chiêu giết người, lại là lại không có người dám lên trước triển lãm. Cho dù là Khuê Lang bọn họ, cũng đã phát giác được, hai người này không phải tới chọn rút, rõ ràng là gây chuyện, kẻ đến không thiện. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Ngọc Quyên một đôi mỹ nhãn quét về phía tại chỗ tất cả mọi người khuôn mặt, cuối cùng rơi xuống Thiết Ưng cái kia phẫn nộ trong đôi mắt, cười khẽ một tiếng, Thiết Ưng sư huynh, năm đó là bực nào anh hùng đến, danh xưng ngoại môn đệ nhất cao thủ, như thế nào đi vào cái này tạp dịch phòng, ngược lại biến đến co đầu rụt cổ, liền xuất thủ dũng khí đều không có. Ngươi nói cái gì, trong mắt bất giác chừng một cái, Thiết Ưng hét lớn lên tiếng. Song quyền đã là hung hăng nắm lên đến, đàn bà thúi, đừng tưởng rằng tiến tinh anh thì mạnh hơn người khác. Lão tử liền xem như thiên huyền cảnh, một dạng dám theo ngươi liều. Thiết Ưng, nói mò gì mê sảng, thiên huyền cảnh sao có thể liều đến qua thần chiếu cảnh. Ngươi cho rằng ngươi là trác quản gia à, hừ, không biết tự lượng sức mình. Thiết Ưng nói còn chưa dứt lời, quỷ hổ đã là hét lớn một tiếng, đánh gãy hắn. Khuê lang cũng là không chỗ ở hướng hắn đánh lấy ánh mắt. Nhắc nhở hắn không muốn trúng kế. Huynh đệ,
bọn họ tại kích ngươi, không được mắc lừa a. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Thiết Ưng trầm ngâm một chút, lại là không lên tiếng nữa. Thế nhưng là đúng lúc này, Ngọc Quyên cười khẽ vang lên lần nữa, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng, ha ha ha. Nguyên lai Thiết Ưng sư huynh cũng có sợ ta bằng Ngọc Quyên thời điểm, như vậy bản cô nương nhìn ngươi hoang phế 3 năm tốt thời gian, liền không dụng thần chiếu cảnh lực lượng nguyên thần. Nếu là như vậy tình huống ngươi còn không dám ra sân lời nói, vậy coi như thật không có loại. Đàn bà thúi, ngươi khoan đắc ý, dứt bỏ hai loại chênh lệch cảnh giới, chỉ là ngũ trọng công lực kém khác, lão tử còn phụng bồi nổi. Bất giác khẽ cắn môi, Thiết Ưng không khỏi hét lớn lên tiếng, lúc này ôm một cái quyền, lớn tiếng nói, bàng Ngọc Quyên, Thiết Ưng hướng ngươi lĩnh giáo. Thấy tình cảnh này, quỷ hổ bọn người mí mắt lắc một cái, bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Ngọc Quyên cùng Xích Phong hai người, lại là liếc nhìn nhau, đều là lộ ra giảo hoạt nụ cười, cái này mãng phu, rốt cục mắc câu a. Kết quả là, tại mọi người chăm chú nhìn soi mói, Thiết Ưng toàn thân khí thế đại phóng, bỗng nhiên hướng cái kia Ngọc Quyên tiến lên, vạch chảo vừa ra, thẳng dò xét cô nương kia vị trí hiểm yếu. Bất giác khẽ cười một tiếng, Ngọc Quyên không chút phật lòng, Ngọc Trưởng vừa ra, một cỗ thần chiếu tứ trọng cao thủ khí thế cường đại liền bỗng nhiên hướng hắn đè tới. Tuy nói Thiết Ưng ngay từ đầu ngữ khí rất cường ngạnh, nhưng là hắn tâm lý cũng minh bạch, ngũ trọng cảnh công lực kém cách, nếu là ngạnh bính nguyên lực lời nói, hắn căn bản không phải địch. Cho nên, ngay tại hai người trưởng chảo tương giao trong tích tắc, hắn lại là run cổ tay chuyển một cái, trong nháy mắt dịch ra cái kia mãnh liệt va chạm, ngược lại là theo mặt bên một chút đem nàng cổ tay ngọc bắt lấy, hung hăng bóp. Răng rắc, một tiếng cốt cách giòn nhẹ đứt gãy âm thanh rõ ràng có thể nghe, Ngọc Quyên cũng không nhịn được kêu gào một tiếng, sắc mặt nhăn nhó lên. Quỷ hổ bọn người gặp, ào ào gật đầu tán thưởng, không hổ là lúc trước ngoại môn đệ nhất cao thủ, quả nhiên chiến đấu kinh nghiệm phân phó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.